chương 901 tông sư không thể xúc phạm. Xin lỗi từ thiếu đi, tôi có thể cầu xin giúp nhà họ ngô các người. Cung nhạc nhạc nói với ngô Hoàng Phi bằng giọng ra lệnh. Về phần đường Tuấn, chỉ coi anh như tên côn đồ được ngô Hoàng Phi mời đến. Nếu dám đả thương xa hổ, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng trả giá đi. Sắc mặt ngô Hoàng Phi xanh mét, nhìn đường Tuấn. Thấy vậy, đường Tuấn vỗ vỗ vai ngô Hoàng Phi, nói cậu là bạn của tôi, cho dù từ Hải Đông ở đây, cũng không có tư cách khiến cậu xin lỗi. Khẩu khí thật lớn, sắc mặt Từ Dương phát lạnh, nói, đúng vậy, các hạ là tông sư. Nhưng nhà họ Từ tôi cũng là tông sư, chẳng lẽ anh thật sự muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Từ? Đường Tuấn lãnh đạm cười một tiếng, vậy thì sao? Hoàng phi, sống chết của hắn đều ở trong tay cậu. Đường Tuấn nói với Ngô Hoàng phi, bộ dạng nghiêm túc, không giống nói giỡn chút nào. Ngô Hoàng phi, mày dám ánh mắt từ dương u ám, thấp giọng quát. Audio điện tử võ tấn bền. Dù nói thế nào hắn cũng là con cháu nhà họ Từ, cho tông sư Đường Tuấn đánh chửi cũng không tính. Nếu ngay cả một gã như Ngô Hoàng phi cũng có thể đè trên đầu hắn, thì sau này làm sao có mặt mũi để nhìn người ta. Lúc đầu Ngô Hoàng phi còn hơi lo lắng, nhưng nghe theo lời của Từ Dương, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức bước nhanh đến trước mặt từ dương anh ta giơ chân lên và đánh một cái vào đầu gối khiến từ dương cúi xuống như con tôm chết ngô hoàng phi không hổ đã tập luyện karate anh ta có kỹ năng tốt mặc dù từ dương có phản kháng nhưng hắn đã bị ngô hoàng phi gắt gao đánh đập bang 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 tiếng va chạm của những nắm đấm trầm thấp vang lên trong nhà hàng cung nhạc nhạc cha mẹ của ngô hoàng phi và nhiều người khác đi ăn nhìn đến hoàn toàn dại ra sa hổ muốn chạy đến và kéo ngô hoàng phi ra nhưng ánh mắt đường Tuấn rơi vào trên người anh ta, lập tức khiến anh ta có cảm giác như bị sét đánh, động cũng không dám động. Tông sư không thể xúc phạm. Sa hổ là thuộc hạ của nhà họ từ, đã tập luyện võ đạo, đối với điều này biết rất rõ. Rất nhanh, khuôn mặt của từ dương đầy những vết bầm tím khác nhau. Ngô Hoàng phi thở hồn hển, trên mặt nở một nụ cười sảng khoái. Trong thời gian này, từ dương đã dùng nhiều cách khác nhau để làm nhục anh ta và cha mẹ anh ta, khiến anh ta nghẹn trong lòng. Nhưng vì thân phận của Từ Dương, Ngô Hoàng Phi không dám làm gì. Hôm nay rốt cuộc buồn khổ trong lòng anh ta cũng thư thái. Cung nhạc nhạc chạy nhanh đẩy ra Ngô Hoàng Phi, quát mắng nói, Ngô Hoàng Phi, anh có biết chính mình đang làm cái gì không? Trong khi nói, cung nhạc nhạc có chút đau khổ, như thể cô ấy không thể chịu đựng nổi. chương 902 từ Ngũ Lâu là mốt tên rất kỳ quái. Người này nổi điên rồi thực sự nghĩ rằng anh ta có thể dựa vào tiểu tử thối không biết từ nơi nào chui ra à, có thể giữ được anh ta sao? Trong lòng cung nhạc nhạc nghĩ, cút đi, đường tuấn xua tay, như muốn xua đuổi mấy con ruồi bọ phiền phức. Từ dương mặt mũi bầm dập, cay đắng nhìn đường tuấn, nói, mày rốt cuộc là ai? Hôm nay bị chịu loại sỉ nhục này, với tính cách từ dương, làm sao có thể dễ dàng quên mất được? Đường Tuấn khẽ cười nói, tôi họ đường anh cố tình che giấu tên của mình nếu không những chuyện ở đây được truyền đi những ngày kế tiếp anh sẽ không yên ổn họ đường từ dương nhíu mày thầm nói trong ấn tượng của hắn dường như trong giới võ đạo không có nhà họ đường lợi hại nào thù hôm nay nhà họ từ tao sẽ tìm mày nói rõ từ dương gắt gao nói với đường tuấn nhìn ngô hoàng phi và cha mẹ anh ta đầy ẩn ý biểu cảm cười nhưng cười này khiến ba người họ không khỏi dùng mình nói xong lời này từ Dương đã sớm rời đi, nếu hắn ở lại, hắn sẽ chỉ trở thành trò cười. Từ thiếu ở đâu? Bước ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt Từ Dương bỗng trở nên u ám, tạo cho người ta một cảm giác tức giận muốn giết người lúc nào không hay. Sa Hồ cung kính nói, cậu ấy ở trang viên nhà họ Từ vùng ngoại ô. Buổi tối Từ thiếu ở trang viên mở tiệc rượu, đặc biệt tiếp đãi võ giả. Buổi tối sẽ thay mặt nhà họ Từ tham dự. Từ Dương gật đầu, nói, đi trang viên nhà họ Từ. Cung Nhạc Nhạc ở bên nghe được trong lòng khẽ run lên. Không nghĩ tới, Từ Dương vậy mà đi tìm Từ Ngũ lâu ra tay. Ha ha, Ngô Hoàng phi, còn có cái tên họ Đường kia, các người lần này thật sự đá trúng ván sắt rồi. Cung Nhạc Nhạc thầm nghĩ trong lòng, Từ Ngũ lâu, là mốt tên rất kỳ quái. Nhưng ở thành phố Hà Nam thì hầu như không ai không biết. Con trai duy nhất của Từ Hải Đông, chủ nhân tương lai của nhà họ Từ. Xét về năng lực và thủ đoạn thì những trẻ tuổi ở Hà Nam không ai có thể so sánh được. 32 tuổi, anh trở thành thiếu gia giàu có với tài sản hàng tỷ, là vương tử quyến rũ của tất cả mỹ nữ trẻ đẹp ở Hà Nam. Từ Dương so sánh với Từ Ngũ Lâu, có thể nói một người trên trời một người dưới đất. Chương 903 con trai, con còn quá nhỏ. Nhà hàng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Nhưng hầu hết ánh mắt của mọi người dù cố ý hay vô ý đều rơi vào trên bàn Ngô Hoàng Phi, Đường Tuấn một số ánh mắt của họ tỏ ra đồng cảm, một số lại tỏ ra rẻ biểu, khinh thường. Nếu dám xúc phạm nhà họ từ ở Hà Nam thì hầu như không có cái kết cục thứ hai. Cha mẹ của Ngô Hoàng Phi, ngay cả bữa ăn càng không biết mùi vị gì, ánh mắt liên tục nhìn Đường Tuấn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bữa ăn cũng vội vàng kết thúc, Đường Tuấn không cùng gia đình Ngô Hoàng Phi về mà bắt taxi một mình đi về hướng khác. Hoàng Phi, con kết bạn kiểu gì vậy? Đây là muốn mang đến tai họa cho gia đình chúng ta. Trong lòng mẹ Ngô vô cùng khó chịu, khi Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, rốt cuộc bà cũng lên tiếng. "Tiểu Đường trông rất hiền lành hòa nhã, làm sao lại có thể làm ra chuyện liều lĩnh như vậy?" Cha Ngô khẽ cau mày, có chút không vừa lòng. Vẻ mặt Ngô Hoàng phi hơi cứng đờ, nói: "Cha mẹ, Đường Tuấn không phải người thường. Có lẽ thật sự có thể làm Từ Dương không dám gây thêm phiền phức cho chúng ta." Mặc dù vậy, trong lòng Ngô Hoàng phi vẫn cảm thấy có chút bất an dù sao đối phương cũng là nhà họ từ ở Hà Nam. Mẹ ngô thở dài, giọng điệu trách móc, nói con trai, con còn quá nhỏ. Cứ tin lời người khác nói, nhìn bộ dáng đường Tuấn còn nhỏ, có bản lĩnh gì đáng để nhà họ từ chú ý. Đừng nói đến từ Hải Đông, e rằng chỉ riêng từ ngũ lâu cũng có thể khiến thằng bé cúi đầu. Hay, cha ngô cũng lộ vẻ buồn bã, nói chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước một dù sao tiểu đường cũng là bạn của Hoàng Phi, chuyện này cũng là do chúng ta gây lên, chúng ta cũng không dám nói gì. Hai ngày này, tôi đi tìm gặp vị lãnh đạo trước kia để xem liệu ông ấy có thể giúp can thiệp hay không. Chỉ là Hoàng Phi, sau này kết bạn nên chú ý. Mẹ Ngô cũng gật đầu, nói, loại người như tiểu đường không đáng để con quen thân. Chuyện này cứ vậy đi, nếu có lần nữa, nhà chúng ta thật sự sẽ bị thằng bé kéo xuống nước mất. Ngô Hoàng Phi nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu. Anh ta muốn kể cho cha mẹ nghe những gì anh ta đã nhìn thấy ở đầm lầy cốc, nhưng những điều đó thật khó tin đến nỗi anh ta thậm chí còn cảm thấy như trong một giấc mơ. Cho dù anh ta có nói ra, e rằng cha mẹ anh ta sẽ chỉ nghĩ rằng anh ta bị điên, làm sao họ có thể tin rằng Đường Tuấn thực sự có năng lực phi thiên độn địa. Đương nhiên, Đường Tuấn không biết đề tài thảo luận của ba người nhà họ ngô. Theo ý của anh, một tên ăn chơi trác táng như Từ Dương, dẫm thì dẫm, khun cần cố kỵ cái gì hiện tại với thực lực của anh cho dù từ hải đông đích thân tới cũng phải nể mặt anh một đường võ đạo đạt người vi sư anh đã bước vào thần hải bước đi trước mặt mọi người có tư cách để kiêu ngạo cùng tài xế nói tới trang viên của nhà họ từ trên mặt bậc thầy tài xế lập tức lộ ra vẻ giò xét và nghi hoặc sau đó mới chậm rãi nói tiểu ca cậu là muốn đi tham gia tụ hội buổi tối nhà họ từ sao đường tuấn gật đầu Chương 904 điều này sẽ không được thay thế bởi những người khác. Tài xế lái xe cười nhẹ, chính là đẩy một con sư tử đá ở cửa. Tôi cho rằng con sư tử đá đó ít nhất cũng có 3 400 cân, không phải một người có thể đẩy ra. Ông ta nhìn thân hình có chút gầy yếu của Đường Tuấn qua gương chiếu hậu, nói cậu trai, không phải tôi coi thường cậu. Tôi nghĩ cậu nên quên đi, ở Hà Nam có rất nhiều nơi vui chơi, sao phải bận tâm tìm trang viên nhà họ Tư? Đường Tuấn nghe xong liền cười nói, đẩy sư tử đá nhỏ có cái gì khó khăn đâu. Người bình thường có thể khó đẩy một con sư tử đá từ 3 đến 400 cân. Nhưng chỉ cần một võ giả phát huy nội lực, dưới sự thúc giục của nội lực thì việc đẩy sư tử đá không khó. Đối với Đường Tuấn, điều đó thậm chí còn đơn giản hơn. Đây là một cách dễ dàng để nhà họ từ sàng lọc các võ giả và những người bình thường. Tài xế nhìn thấy Đường Tuấn không nghe khuyên bảo, không khỏi lắc đầu nhưng ông ta cũng không nói nữa dù sao cũng giống ông ta là kiếm tiền nếu đường tuấn không đẩy được sư tử đá ông ta vẫn có thể nhân cơ hội lại kéo thêm một đơn tại sao lại không làm sau hơn nửa giờ chiếc taxi dừng lại trước một trang viên ở ngoại thành trước trang viên là bốn ký tự lớn trang viên nhà họ từ ở cửa trang viên có đặt hai con sư tử đá rất lớn hai con sư tử đá rất sống động và trông rất uy vũ bá đạo vừa rồi ở trong nhà hàng anh nghe được Từ Dương nói cái gì, liền nghĩ tới đây xem một chút. Đứng lại, Đường Tuấn vừa đi tới cửa liền bị hai nhân viên bảo vệ vững vàng ngăn lại. Hai bảo vệ này có nội lực dao động yếu ớt, rõ ràng là luyện được nội lực võ giả. Tôi đến đây để tham gia tiệc tối tụ hội." Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Hai nhân viên bảo vệ nhìn Đường Tuấn trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngoài mặt cảnh giác, vẫn nói: "Muốn tham gia tụ hội, nhất định phải vượt qua một bài kiểm tra, chỉ có khi nhân viên bảo vệ nói, giọng nói của anh ta đột ngột dừng lại, ánh mắt của anh ta lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy đường Tuấn bước tới một trong những con sư tử đá, duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng búng ra, như thể làm bay đi chở bụi. Nhưng con sư tử đá nặng 3-400 cân đột nhiên phát ra tiếng nổ và bị đẩy ngang hơn một mét. Tài xế taxi cách đó không xa chờ đường Tuấn rời đi cũng nhìn thấy cảnh này, há to mồm lẩm bẩm nói chuyện này cũng được à. Có thể không, đường tuấn thu ngón tay lại hỏi hai người bảo vệ hai nhân viên bảo vệ lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn kinh hãi nhìn đường tuấn gật đầu như củ tỏi cung kính nói có thể mời tiên sinh vào đường tuấn khẽ gật đầu sau đó quay đầu vẫy vẫy tay với tài xế ý bảo có thể rời đi trước sau đó đút tay vào túi đi vào trang viên nhà họ tư chờ khi đường tuấn biến mất khỏi tầm mắt của hai nhân viên bảo vệ hai nhân viên bảo vệ vẫn có chút kinh ngạc nhìn con sư tử đá đã bị di chuyển ngang hơn một mét. Điều này sẽ không được thay thế bởi những người khác. Trường 905 hư tĩnh văn bị một trường đánh chết. Nghĩ đến đây, ngược lại trong lòng bọn họ có chút may mắn. Cũng may là họ không nói xấu gì, nếu không bây giờ sợ họ sẽ khổ. Tuy nhiên, hai người cũng không hoàn toàn ngạc nhiên, đại hội võ đạo sắp bắt đầu, một vài cao thủ xuất hiện là chuyện bình thường, Họ sẽ không báo cáo cụ thể với người đứng đầu nhà họ Từ, trừ khi võ giả thần hải cảnh truyền thuyết mới có tư cách khiến người đứng đầu nhà họ Từ nghênh đón. Ánh đèn rực rỡ hiện lên, ở trang viên nhà họ Từ đã thành một khung cảnh náo nhiệt. Những võ giả mà khó có thể nhìn thấy, hiện tại đang ở khắp mọi nơi. Phần lớn những võ giả này đều là tu luyện nội lực, Đường Tuấn thỉnh thoảng có thể cảm giác được một ít khí tức cảnh giới chân khí, nhưng những người đó đều ở sâu trong trang viên, không có xuất hiện bên ngoài. Hiển nhiên, cuộc hội tụ này cũng được chia thành các cấp độ, những người bên ngoài là những võ giả bình thường nhất. Đường Tuấn mặc một bộ quần áo bình thường, tuy rằng khá khác thường, nhưng lại không thu hút được sự chú ý của người khác. Anh thản nhiên cầm ly rượu vang đỏ, ngồi một mình trong góc, mọi âm thanh xung quanh đều lọt vào tai anh. Tại sao Từ Hải Đông lại đặt cho con trai mình cái tên kỳ lạ là Từ Ngũ Lâu vậy? Chuyện này tôi biết, nghe nói, bái đường tổ tiên họ từ có năm lầu chỉ có tổ tiên sáng lập nhà họ từ mới được thờ ở lầu năm. Mà từ ngũ lâu lấy lầu năm lập trí, quyết tâm mang nhà họ từ lên một đỉnh cao chưa từng có. Chật chật, dã tâm rất lớn, nhưng từ ngũ lâu quả nhiên có loại tư cách này. Mặc dù mấy năm nay danh tiếng của anh ta trong giới võ đạo không nổi, nhưng có thể nói là anh ta đã bước vào cảnh giới tông sư rồi. Anh ta thậm chí còn mạnh hơn một bậc so với hư tĩnh văn, gần như có thể so sánh với những TH hoặc như Trương Tĩnh Hòa và Mục Phong tuy nhiên dù sao thì từ ngũ lâu cũng sinh nhầm thời giới võ đạo ngày nay có một người là đạo gia ai có thể vượt qua được tài năng của hắn một thời gian trước ngôn hòa minh trốn về tây nguyên nghe nói là bị đạo thể dọa lui hư tĩnh văn bị một trưởng đánh chết xung quanh vang lên âm thanh một trận hít ngược khí lạnh không phải là nói đạo thể trọng thương sao ngôn hòa minh trốn về tây nguyên đã lâu như vậy sợ rằng đạo thể không biết đã chết ở góc nào rồi giọng điệu người nói có vẻ không chắc chắn hy vọng đi nếu như đạo thể thật sự còn sống đừng nói là từ ngũ lâu ngay cả thần hải mục phong cũng phải sống dưới cái bóng của hắn cho dù đạo thể còn sống nhưng thân thể vẫn còn ràng buộc quái vật như hắn cũng sẽ bị hạn chế sớm muộn gì cũng sẽ bị các cao thủ võ đạo như mục phong trương tĩnh hòa từ ngũ lâu vượt qua tôi nghe nói rằng bữa tiệc tối sẽ không chỉ có từ ngũ lâu mà ngay cả cô gái đến từ bộ tộc người mèo cũng sẽ xuất hiện Đâu chỉ vậy, nghe nói Vũ Tuyết Hương, thiên tri kiều nữ nhà họ Vũ vùng Tây Bắc cũng sẽ tham dự. Vũ Hương Tuyết có thể nói là một đóa hoa hiếm thấy trong giới võ đạo Trung Quốc. Tuy là con gái, nhưng tài năng hơn người, không ai trong những người cùng lứa với nhà họ Vũ có thể sánh được với cô ta, cô ta cũng không thua kém gì một thiên tài như từ ngũ lâu. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ bộ tộc mèo càng ngày càng nổi tiếng, suýt chút nữa có thể sánh vai cùng Vũ Hương Tuyết. Hai nữ thần này đồng thời xuất hiện, nói không chừng có lẽ sẽ có một trận tranh đấu hương diễm nghe vậy sắc mặt đường tuấn hơi thay đổi trên mặt lộ ra nụ cười anh thấp giọng nói không ngờ được nan nan niếp niếp vậy mà cũng tới gần ba tháng sau khi rời khỏi bộ tộc người mèo đường tuấn thực sự rất nhớ cô gái nhỏ hoạt bát và đáng yêu đó đợi lát nữa xem có thể tìm được cơ hội gặp cô không trong lòng đường tuấn nghĩ thầm đường tiên sinh cách đường tuấn không xa vang lên một giọng nói kinh ngạc Đường Tuấn ngẩng đầu, khi nhìn thấy ai đến, anh không khỏi nở một nụ cười khổ. Audio điện tử võ tấn bền chương 906 xem ra chúng ta thật sự rất có duyên. Chỉ nhìn thấy Trần Lệ Lệ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mang đôi giày cao gót tinh xảo, khóe mắt mỉm cười nhìn anh. Cô ta vốn đã rất ưa nhìn, duyên dáng, hiện tại lại trang điểm nhẹ, cánh tay củ sen trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn, cô ta giống như dương chi mỹ ngọc, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nóng rực của đàn ông trẻ tuổi trong sân. Đường tiên sinh, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên. Trần lệ lệ đi tới chỗ đường Tuấn, nheo mắt như một con hổ ly quyến rũ. Đường Tuấn chỉ có thể cười khổ, vốn nghĩ mình đã thoát khỏi người phụ nữ này, có thể sống yên ổn vài ngày. Không ngờ chưa đầy hai ngày lại gặp cô ta, quả thực làm anh có chút đau đầu. Lệ lệ, anh ta là ai vậy, lúc này? một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Trần Lệ Lệ. Lúc này Đường Tuấn phát hiện ra rằng Trần Lệ Lệ không ở đây một mình. Một người phụ nữ cũng mặc một chiếc váy dài cúp ngực, đi giày cao gót đang nhìn anh với ánh mắt giò xét. Người phụ nữ này lớn hơn Trần Lệ Lệ vài tuổi, chắc cô ấy mới ngoài 30 tuổi. Khí chất của cô không quyến rũ như Trần Lệ Lệ, nhưng lại có phần uy nghiêm hơn, cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm. Chị Lan Nhi, đây là đường tiên sinh mà em đã từng nhắc đến với chị. Trần Lệ Lệ nghe vậy, phun ra cái lưỡi thơm, ánh mắt khẽ lưu chuyển, ái muội u oán nhìn Đường Tuấn. Nếu là người không biết, có thể nghĩ cô ấy với Đường Tuấn có một chân sao? Yêu y tui từ lóng nghĩa đen là có một chân, ý nói những người yêu nhau khi ôm nhau hay làm cái vụ ấy ấy thì hai chân sẽ đan vào nhau. Trần Lệ Lệ giới thiệu ngắn gọn về hai người họ trong vài câu. Người phụ nữ này tên là Phí Lan Nhi, là bạn của Trần Lệ Lệ, đồng thời là giám đốc tài chính của một công ty trực thuộc nhà họ từ lần này trần lệ lệ có thể đến bữa tiệc này là vì dựa vào quan hệ của phí lan nhi đường tiên sinh hẳn là anh đến một mình anh có muốn đi cùng chúng tôi không trần lệ lệ hàn huyên vài câu lên tiếng mời amh cô ta nhìn đường tuấn đầy mong đợi giống như sợ đường tuấn sẽ từ chối đường tuấn suy nghĩ một chút liền đồng ý hẳn là một lúc nữa ly hoa tiểu niếp mới đến vừa vặn anh đi dạo một chút nhân tiện giải thích rõ ràng với Trần Lệ Lệ. Tức khắc trên mặt Trần Lệ Lệ lộ ra vẻ vui mừng. Phí Lan Nhi liếc nhìn Đường Tuấn rồi lại nhìn Trần Lệ Lệ, cô ấy khẽ cao lại, có vẻ không vui. Ngay sau đó, cả ba đến một phòng khách nhỏ trong trang viên. Bảy tám người đàn ông và phụ nữ đang ngồi trong phòng khách. Nam thì mặc vest, đi giày da và đeo đồng hồ hàng hiệu, nữ thì ăn mặc sành điệu, sách túi sanen, trang điểm như những người thành đạt. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Lệ Lệ và Phí Lan Nhi, mọi người nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Một trong những người đàn ông khoảng 30 tuổi bước tới bắt tay Trần Lệ Lệ và mỉm cười, "Lệ Lệ, chúng ta đã lâu không gặp nhau." Anh ta giang hai tay ra và muốn ôm Trần Lệ Lệ một chút. Nhưng Trần Lệ Lệ lặng lẽ lùi lại một bước và đi đến bên cạnh Đường Tuấn. "Đường Tuấn, Đường Tuấn nắm tay với Điền Mạnh. Chương 907, là cô ta quấn lấy tôi." Nghe vậy, điền mạnh hơi lộ ra vẻ khinh thường cười nói thì ra đường tiên sinh cũng như những người bên ngoài đều là võ giả nói xong điền mạnh hề không để ý đến đường tuấn lôi kéo trần lệ lệ và phí lan nhi ngồi xuống đường tuấn cũng mừng được nhàn rỗi chọn một vị trí góc ngồi xuống vừa vặn có thể nhìn thấy đám người bên ngoài điền mạnh hiển nhiên có chút địa vị trong đám người này hầu hết thời gian đều là anh ta nói chuyện điền tổng tôi nghe nói tháng trước anh đã đến tỉnh phú yên đàm phán một thương vụ lớn với tập đoàn thiên thanh mới nổi chắc hẳn đã kiếm được nhiều tiền rồi có người hỏi điền mạnh cố ý hay vô ý mà nhìn thoáng qua đường tuấn xua tay cũng không nhiều lắm mấy trăm triệu thôi tuy nói như thế nhưng vẻ mặt và giọng điệu đắc y khi anh ta nói thì ai cũng đều nghe được đường tuấn không biết điền mạnh đang nghĩ gì trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị có vẻ như tập đoàn thiên thanh giao cho dương lộc ngược lại là một lựa chọn tốt kinh doanh thật sự không tồi một đơn rút thành mấy trăm triệu lần này anh cho nhà họ từ một số tiền lớn như vậy sợ rằng từ thiếu sẽ tự mình gặp anh tôi thật sự không hiểu mấy người trong thời đại này vẫn còn luyện võ sau khi luyện cả đời e rằng cũng sẽ không bàn chuyện kinh doanh với điền tổng đó là một người đàn ông đeo kính cũng là giám đốc điều hành của gia đình họ từ khi nói chuyện anh ta đặc biệt liếc nhìn đường tuấn nụ cười tự mãn trên mặt điền mạnh càng thêm dạng dỡ có tinh thần chỉ đạo giang sơn trong khi mọi người đang nói chuyện phí lan nhi đến bên cạnh đường tuấn nhấp ngụm rượu vang đỏ nói nhỏ đừng xuất hiện trong cuộc đời của lệ lệ nữa cuộc sống cô ấy muốn anh không cho được đường tuấn nghe vậy không khỏi ngẩn ra khẽ cười nói là cô ta quấn lấy tôi động tác trên tay phí lan nhi dừng lại hư một tiếng tất nhiên sẽ không tin lúc này điền mạnh đã uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay mắt say lờ mờ có chút mê mang hét lên với đường tuấn đường tuấn không phải anh nói mình là đang luyện võ sao nếu không chơi cho chúng tôi một chút giúp chúng tôi hưởng rượu khi giọng nói ấy cất lên trong sân lập tức đã vang lên một chàng cười sảng khoái tất cả đều nhận thấy điền mạnh cố tình dùng từ chơi chơi con khỉ chứ chơi đúng vậy cứ biểu diễn một chút đi nếu anh biểu diễn tốt làm chúng tôi vui chúng tôi sẽ thưởng cho anh hàng chục nghìn đô tốt hơn bất kỳ môn võ công nào anh luyện có người thúc giục nói một nhóm người nhìn đường tuấn đầy diễu cợt như thể đang xem một trò hề sắc mặt trần lệ lệ đột nhiên trở nên khó coi cô ta biết rõ lai lịch của đường tuấn tại thung lũng đầm lầy rõ ràng hư tĩnh văn đã ra tay với anh nhưng đã bị anh giết chết những người trong hội trường này tự xưng là giám đốc điều hành của các công ty dưới quyền nhà họ từ với giá trị tài sản hàng chục triệu đô nhưng nào so được với loại đại thiếu gia như hư tĩnh văn nếu thật sự chọc giận đường tuấn sợ là một người cũng không đi ra được chương 908, đúng vậy, Trần Thiếu nói đúng. Ha ha ha. Sau khi Đường Tuấn nói xong, trong sân đầu tiên là im lặng, sau đó vang lên một trận tiếng cười. Hiện tại là thời đại nào rồi, còn giết người, anh không sợ ngồi tù sao? Chỉ bằng thân thể của anh, đừng nói tới giết người, cho người ta giết cũng gần giống vậy. Đám người điền mạnh mắt say lờ đờ, họ nói chuyện trở nên không kiêng nể gì. Có chuyện gì tốt mà cười vui vậy? một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ bên ngoài đại sảnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cậu con trai nhỏ tuổi cầm ly rượu tiến vào. Cậu con trai vừa đi vào, ánh mắt liền dán vào Trần lệ lệ, cười nói: Lệ lệ, chúng ta lại gặp nhau. Vị khách đó là Trần Hồng Minh, người mà Đường Tuấn đã gặp trước đây. Trần thiếu, mọi người sôi nổi đứng dậy, chào hỏi Trần Hồng Minh. Chỉ có Điền mạnh là vẫn ngồi. Cả hai người họ đều theo đuổi Trần lệ lệ nên đương nhiên họ không thể hợp mắt nhau hơn nữa với địa vị của điền mạnh trong công ty nhà họ từ cũng không cần quá e ngại trần hồng minh vừa rồi mọi người cười cái gì vậy tôi từ xa đã nghe thấy tiếng cười của mọi người rồi trần hồng minh nói có người đứng ra chỉ vào đường tuấn nói chúng tôi muốn anh ta biểu diễn võ công cho chúng tôi ai mà biết được rằng tên nhóc này thực sự nói rằng võ công của anh ta dùng để giết người chứ không phải để biểu diễn trần thiếu anh nói coi có buồn cười không trần hồng minh nhìn theo tầm mắt của người nọ sau đó nhìn thấy đường tuấn cơ thể anh ta bất giác cứng lại nhưng ngay lập tức anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó trên mặt mang theo nụ cười nói nếu mọi người hứng thú như vậy vậy thì đường tuấn anh biểu diễn cho chúng tôi một chút đi cùng lắm thì chỉ cần đợi chúng tôi trả một số tiền cho anh là được xem như phí anh vất vả đúng vậy trần thiếu nói đúng đường tuấn nhìn nhóm người này lạnh lùng nói tôi chỉ biết giết người. Trong sân lại vang lên một trận cười, chỉ có thân thể Trần Lệ Lệ bắt đầu run lên. Mọi người chỉ nghĩ Đường Tuấn nói đùa, chỉ có Trần Lệ Lệ biết là anh nói sự thật. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như anh sẽ không biểu diễn. Trần Hồng Minh nghiền ngẫm nhìn Đường Tuấn, biểu hiện hài hước trên mặt của anh ta như mèo vờn chuột. Đường Tuấn vẫn trầm mặt không nói, nhưng vẻ lạnh nhạt trên mặt càng ngày càng đập, khí tức khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, khiến phí Lan Nhi bên cạnh run lên bẩn bật, vô thức tránh xa anh. chương 909, vị tông sư kia tên gọi là gì? Rất lợi hại à, Đường Tuấn hỏi. Hừ, đương nhiên lợi hại, anh họ của Trần Thiếu là Sa Hổ, là bạn tâm giao của Thiếu Gia từ Dương. Hơn nữa bản thân anh ta cũng luyện võ công, tôi từng thấy anh ta dùng một trường đánh vào một tấm thép dày 10cm. Loại gầy yếu như anh không kéo nhiều, Sa Hổ đánh một cái là có thể giết chết anh. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười kỳ quái. Anh tưởng rằng anh họ của Trần Hồng Minh là một cao thủ tông sư nổi danh nào, hóa ra chính là xa hổ không lâu trước đây bị chính mình một trưởng đánh bay. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Hồng Minh đối diện, nói nếu anh họ anh lợi hại như vậy, anh không ngại gọi anh ta ra đây, xem anh ta có dám một trưởng đánh chết tôi hay không. Tiểu tử này muốn làm gì? Thật sự dám khiêu khích xa hổ, phải biết rằng xa hổ có thể bắt sống hổ báo mọi người đều bị sốc khi nghe những lời khiêu khích của Đường Tuấn. Ha ha, vậy thì như anh mong muốn, anh họ của tôi cũng đang ở trong trang viên. Vốn dĩ Trần Hồng Minh đã có kế hoạch này, ngay tại chỗ, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi vào điện thoại của anh họ Sa Hổ. Ở sâu trong trang viên của nhà họ Từ, Từ Dương cùng với thuộc hạ của mình là Sa Hổ đứng cung kính. Lúc này thiếu gia nhà họ Từ không còn vẻ mặt kiêu ngạo nữa, ánh mắt sợ hãi nhìn bóng lưng trước mặt ngay cả xa hổ nội lực đã đến giai đoạn cuối cũng cúi đầu, không dám phát ra tiếng động kỳ quái. Không có lý do nào khác, bởi vì chủ nhân của bóng lưng tên là Từ Ngũ Lâu. Chắc chắn người bên đó là cao thủ tông sư, Từ Ngũ Lâu đứng ở bên cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra ngoài, cảnh tượng trong trang viên tất cả đều thu vào trong tầm mắt. Đôi mắt anh bình thản, như thể anh không quan tâm đến mọi thứ, anh tạo cho người ta một niềm tin mạnh mẽ rằng BCO thể khống chế hết thảy mọi thứ trong tay. Sa hổ gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, đối phương một trường liền đánh bại tôi. Tuy rằng anh ta không có biểu hiện thủ đoạn chân khí phóng ra ngoài, nhưng nhất định là không khác cao thủ tông sư. Từ dương vội vàng nói, đại thiếu gia, cho dù đối thủ là võ giả tông sư, nhưng đây là lãnh địa của nhà họ từ, chúng ta không thể để họ làm càn làm bậy. Tuy rằng hắn là họ hàng với từ ngũ lâu, nhưng không dám lấy họ hàng ra để gọi, mà gọi anh là đại thiếu gia, điều này cho thấy Từ Dương sợ Từ Ngũ lâu đến mức nào." Ha, Từ Ngũ lâu phát ra một tiếng cười lạnh. Cả người Từ Dương lập tức cứng đờ, không dám nói thêm gì nữa. "Tính tình của cậu như thế nào, cho rằng tôi không biết à? Nếu như cậu không chủ động khiêu khích đối phương, một vị tông sư làm sao dám ra tay với con cháu nhà họ Từ ở Hà Nam?" Giọng Từ Ngũ lâu nhàn nhạt, nhạt, nhưng cơ thể Từ Dương lại đang run rẩy. Im lặng một lúc sau, từ ngũ lâu lại lên tiếng, nói, vị tông sư kia tên gọi là gì? Từ dương nói, chỉ biết anh ta họ đường. Họ đường, ngón tay từ ngũ lâu gõ lan can, dường như đang suy nghĩ. chương 910 chỉ mong là anh đường đừng kích động quá. Sau khi xuống lầu, cả hai phát hiện quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng từ dương lại không quan tâm, thở phào nhẹ nhóm, nói, ha ha. Nếu đại thiếu gia đã đồng ý rồi, tiểu tử họ đường nhất định không chạy được đến lúc đó xem tao giết nó như thế nào sa hổ cũng gật đầu một vị tông sư tầm thường làm sao có thể địch nổi nhà họ từ ở hà nam lúc này điện thoại sa hổ vang lên anh ta liếc mắt nhìn từ dương một cái sau khi chờ từ dương gật đầu mới mở điện thoại lên nói ngắn gọn vài câu sa hổ liền cúp điện thoại chuyện gì từ dương hỏi sa hổ thành thật trả lời em họ trần hồng minh của tôi ở tỉnh nam định hình như có mâu thuẫn với người trong trang viên nhờ tôi đi qua chống lưng cho nó đối phương nghe nói cũng là võ giả Sa Hồ thản nhiên nói lúc trước Trần Hồng Minh đã đề cập đến chuyện này với anh ta nhưng anh ta không để tâm Từ Dương xua tay nói đã như vậy thì cậu đi đi những võ giả này thật không biết điều còn dám sằng bậy trên lãnh địa của nhà họ Từ đầu tiên là một tên họ Đường bây giờ lại tới một tên ra hốt không có mắt nếu có thể nói hãy dạy cho nó một bài học miễn để cho họ nghĩ rằng nhà họ từ tôi không có ai vâng xa hồ đồng ý trong mắt có một tia hàn ý anh ta bại một chiêu trong tay đường tuấn không có nghĩa là anh ta yếu nói như thế nào đi nữa thì anh ta cũng là võ giả nội lực thời kỳ cuối trong phòng khách trần hồng minh ngắt điện thoại gã khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng cười nhìn vào đường tuấn nói mày chờ đó anh họ tao sắp tới đây rồi lúc đó tao xem mày còn mạnh miệng thế nào xuất lời gã thoáng nhìn về phía Trần lệ lệ trong hai con mắt chứa đựng ý cười tựa như đang nói rằng mày hãy chờ xem kịch vui đi trông thấy thế những ai có mặt ở đây bao gồm cả Điền Trung đều lắc đầu trong ánh mắt toát ra vẻ đồng tình và chế nhạo đương nhiên là bọn họ đều đã từng nghe thấy cái tên xa hùng đó một kẻ dũng mãnh làm sao nghe đồn có thể dùng tay chặt được sắt thép bắt sống được hổ báo người như vậy mà sinh ra ở thời cổ đại chắc chắn sẽ là một đại tướng anh dũng thiện chiến chỉ có từ mộ con cháu nhà họ từ mới có đủ khả năng mời anh ta làm vệ sĩ còn đường tuấn thì sao nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu tay không thể nhấc vai không thể gánh đã vậy còn thích khoác lác hở một chút lại muốn giết người kẻ như thế chỉ được cái to mồm sao có thể là đối thủ của sa hùng được trong đám người ở đây chỉ có trần lệ lệ là người tin tưởng đường tuấn thế nhưng vào lúc này cô ta lại cảm thấy hơi thấp thỏm sa hùng chính là vệ sĩ của một trong số đám con cháu nhà họ từ anh ta còn là bộ mặt đại diện cho nhà họ từ nơi này còn là địa bàn của nhà họ từ nếu như thật sự đụng đến cả nhà bọn họ e rằng không thể gặp điều tốt nghĩ đến những điều này trần lệ lệ khó nén nổi sự ái náy trong lòng nếu không phải do cô ta mời đường tuấn đến đây có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy chỉ mong là anh đường đừng kích động quá Trần Lệ Lệ chỉ có thể thầm cầu nguyện. Bịch bịch bịch. Audio điện tử võ tấn bền. chương 911 là anh muốn ra tay với tôi mà, phải không? Thoáng chốc, từ phía ngoài cửa đã vang lên những tiếng bước nặng nề, một gã đàn ông lực lưỡng từ ngoài cửa đi đến. Anh ta cao lớn vạm vỡ, vừa mới xuất hiện trong phòng, ngay lập tức, cả đám điền chung và phí sang như sắp thở không ra hơi, bên trong bọn họ như đang bị bao trùm bởi một nỗi áp lực bầu không khí chết chóc vô hình ấy đang xông thẳng vào mặt bọn họ, tựa như đang đối đầu với một con thú dữ. Anh họ, anh tới rồi. Trần Hồng Minh trông thấy là ai đến, bật cười su nịnh đến chào hỏi. Đám niền chung cũng đứng lên theo, đến chào hỏi xa Hùng. Tuy rằng nếu xét về địa vị thì bọn họ đều là xếp lớn của mấy công ty dưới chướng nhà họ từ, không hề kém cạnh từ mộ là bao. Nhưng mà dù sao từ mộ cũng mang họ từ, còn bọn họ thì không, nên đương nhiên là thân phận cũng sẽ không giống nhau. Sa Hùng là vệ sĩ mà từ mộ yêu ái nhất, thêm nữa uy danh lại hiển hách, nên đương nhiên là có thể khiến bọn họ coi trọng rồi. Chính bản thân Trần Lệ Lệ khi trông thấy Sa Hùng cũng không kìm nén được nỗi lo lắng. Người này trông vô cùng mạnh mẽ làm sao, liệu anh đường có thể đánh thắng được anh ta không? Sa Hùng chỉ khẽ gật đầu, thở ơ hỏi, tên đó đâu? Lúc này đường tuấn đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài nên đương nhiên là sa hùng đã không hề để ý đến ánh mắt của trần hồng minh trở nên lạnh lẽo chỉ tay vào đường tuấn bên cạnh cửa sổ đoạn nói anh họ chính là nó sa hùng trông thấy dáng vẻ đó thì thoáng sao động anh ta cảm thấy hơi quen mắt nhưng lúc bấy giờ không cho phép anh ta kịp nghĩ ngợi nhiều vì thế đã trầm giọng quát đường tuấn mày chính là kẻ muốn phá phách ở nhà họ từ hà anh ta trông như một cái chuông to lớn vừa khiến người khác tỉnh ngộ lại vừa vang dội đến mức lòng người cũng run theo quát con họ đường này gặp họa rồi xa hùm mà ra tay thì nhẹ nhất cậu ta cũng phải mất tay mất chân đám điền trung thầm than cảm thấy mặc niệm cho đường tuấn không biết tự lượng sức xem ra một cú trước đó của tôi không làm cho anh hiểu ra và sợ nhỉ giọng nói đầy chậm rãi vang lên giữa những ánh mắt phức tạp của đám người trong phòng sau đó đường tuấn chậm rãi xoay người lại cái thằng này chắc chắn là bị điên rồi đến lúc này mà còn dám gây hấn với sa hùng cậu ta tiêu đời rồi nghe thấy thế đám điền chung giống như đang gặp ma ai nấy đều cho rằng đường tuấn bị điên mất rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía sa hùng muốn chứng kiến cái người có tiếng tăm lan rộng nhất trong đám vệ sĩ của nhà họ từ sẽ xử lý như thế nào sau đó bọn họ lại trông thấy một cảnh tượng khiến ai nấy đều há hốc mồm trông thấy đường tuấn vừa xoay người lại Vẻ mặt của Sa Hùng cứ như đang gặp ma quỷ, vóc người cao lớn bắt đầu run lẩy bẩy, giọng cũng run theo, đoạn nói tông, tông sư đường. Là anh muốn ra tay với tôi mà, phải không? Có muốn để tôi biểu diễn cho mấy người xem không? Đường Tuấn trêu tức nhìn về phía Sa Hùng, giọng nói chứa đựng sự lạnh lẽo. Trần Hồng Minh vẫn còn chưa tự mình hiểu ra, bắt đầu la hét, nói: "Gã họ Đường mi đến giờ còn kiêu căng, mẹ nó, mày muốn chết hả?" Á? Chát Chương 912, mấy người có còn muốn xem biểu diễn nữa không? Sa Hùng run rẩy cả người, máu tươi chợt chảy ra từ trong lỗ mũi. Nhưng Sa Hùng lại chẳng dám có thêm một động tác thừa nào, càng không dám lau đi, trên khuôn mặt càng dâng lên vẻ cung kính. Xét về tu vi, anh ta chỉ là một võ giả trong kỳ nội kinh, xét về thân phận, anh ta chỉ là một vệ sĩ. Làm sao mà nhà họ Từ lại có thể vì anh ta mà đi gây tội với một vị tông sư? Còn nữa, từ Nhật cũng đã lên tiếng rồi, chờ đến khi đại hội võ đạo kết thúc sẽ đi tính sổ với, gã họ đường, hà cớ gì lúc này anh ta lại phải hy sinh một cách vô nghĩa như thế. Vì vậy, anh ta rất biết thức thời, khom lưng chịu thua. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đám điền chung như đang ngủ mớ, trợn tròn hai mắt đầy vẻ khó tin. Có thể khiến cho sa hùng khom lưng cúi đầu, lẽ nào, gã họ đường, này có quan hệ thân thiết gì với nhà họ Từ ư? Đường Tuấn nhìn lướt qua đám người Điền Trung và Phí Sang, nói một cách thản nhiên, mấy người có còn muốn xem biểu diễn nữa không? Trong chốc lát, đám Điền Trung đều sợ hãi ra mặt, liên tục xua tay, nói, không xem nữa, không xem nữa. Nếu như lúc này mà bọn họ còn không nhìn ra tình hình có điều không đúng thì thật là có mắt như mù. Còn chưa cút đi, Sa Hùng trông thấy như thế liền trầm giọng quát. Ngay lập tức, đám người Điền Trung như được ban ơn lớn, không còn dám tiếp tục ở trong phòng nữa, vội rời đi như một tia chớp, ngay cả Trần Lệ Lệ dù muốn ở lại cũng bị phí sang lôi đi. Trong chốc lát chỉ còn sót lại hai người là Đường Tuấn và Sa Hùng. Đường Tuấn bưng ly rượu, cười như không nhìn về phía Sa Hùng, lên tiếng, anh với Từ Mộ hẳn là đã đi tìm Từ Nhật rồi nhỉ? Sa Hùng vội vã cúi đầu, ấp úng không dám lên tiếng. Đường Tuấn không tiếp tục truy hỏi nữa, Từ Nhật đã nghĩ ra cách gì, anh đã có thể đoán được phần nào. Thế nhưng với tầm mắt và thực lực của mình hiện tại, anh làm sao để nhà họ từ ở Tô Giang nhỏ bé vào trong mắt được. Đường Tuấn hãy còn muốn hỏi thêm Sa Hùng về một vài chuyện của Đại hội Võ Đạo, bỗng nhiên, ngoài cổng trang viên chợt vang lên những âm thanh ồn ào. Ngó theo hướng của âm thanh ấy thì trông thấy có hai đám người, cộng lại có chừng mười mấy người gồm cả nam lẫn nữ đang từ phía ngoài cổng trang viên tiến vào đây. Lúc bấy giờ, đường Tuấn đang ngồi trong sảnh chính trên tầng 2 đã vừa vặn trông thấy dẫn đầu hai đám người chính là hai cô nàng trẻ tuổi. Người đi bên trái ước chừng cỡ 27-28 tuổi, dung mạo thanh tú, thân trên khoác một chiếc áo hút đi màu trắng xanh, bên dưới mặc một chiếc quần bò bó sát người, chân mang một đôi giày vải bạt màu trắng. Cách ăn mặc như thế cũng có thể phô ra được phần nào vóc dáng của cô ta, nó chẳng hề kém cạnh người mẫu là bao. Cô ta có một khí chất vừa trong trẻo mà lại lạnh lùng và cao quý, khiến cho người khác nảy sinh ra một cảm giác rằng mọi quyền sống chết đều nằm trong tay cô ta, cả nam lẫn nữ đi bên cạnh chẳng có ai dám nhìn thẳng vào cô ta. Còn về người đi bên phải, tuổi tác trẻ hơn rất nhiều, thoạt nhìn, dáng vẻ ấy còn chưa đến tuổi đôi mươi. Toàn thân được khoác một chiếc áo choàng đủ màu sặc sỡ, dài thượt và rộng thùng thình, trên áo choàng còn thêu thêm muôn hoa cùng với các loài côn trùng, thú vật. Quần áo rộng thùng thình bao trùm lấy cả người cô ta, khiến cho cái vóc dáng ấy càng thêm gầy yếu tuy rằng vẫn còn chưa mất hết vẻ ngô nghê nhưng cô ta đã là một nét đẹp trời sinh, chắc chắn tương lai rồi sẽ trở thành một mỹ nhân nổi tiếng. chương 913, chả lẽ anh ta còn mạnh hơn cả cậu cả sao? Nghe thấy vậy, Đường Tuấn không kìm được bèn mỉm cười ra mặt, đoạn nói cô nhóc đó đã trưởng thành rồi. Sa hùng không khỏi hơi biến sắc, tông sư đường này thật đúng là mồm mép nhanh nhỏ, lại dám gọi hoa tiểu nam đó là cô nhóc. Thử nhìn ra khắp giới võ đạo này xem, e là chỉ có cái vị đạo thể đã mất tích hai tháng nay đó mới dám gọi như thế. Nếu như để người của tộc mèo nghe thấy, chỉ sợ rằng sẽ đánh chết tông sư đường cho xem. Chẳng mấy chốc, từ nhật từ chỗ tít sâu trong trang trại đi ra nghênh đón vũ tuyết hương và hoa tiểu nam. Từ nhật mặc trên người một bộ âu phục, chân sỏ dài ra, mặt mày chan chứa nét cười hòa nhã, thoạt nhìn, anh ta chỉ giống như một cậu chủ chứ nào giống với một cao thủ võ đạo đâu chờ cho đến khi từ nhật dẫn theo đám người vũ tuyết hương và hoa tiểu nam biến mất khỏi tầm mắt bấy giờ đường tuấn mới thu hồi ánh nhìn dường như vũ tuyết hương hơi có thái độ thù địch với hoa tiểu nam đường tuấn nhíu mày hiện giờ cả tinh thần lực và cảm giác của anh đều vô cùng nhạy bén tuy rằng ở trước mặt mọi người vũ tuyết hương đã che giấu chút thù địch đó rất kỹ thế nhưng anh vẫn có thể phát hiện ra tâm trạng của anh vừa kích động trong nháy mắt tinh thần lực đã từ ấn đường tuôn ra tựa như dòng thủy ngân chảy xiết. Sa hùng chỉ là võ giả của kỳ nội kinh, không thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực. Nhưng vào giây phút này, anh ta lại có thể cảm nhận được một bầu khí thức vời vợi như trên không trung, tựa như bản thân đang đối diện với một pho tượng của một vị thần nào đó ngồi xa tít trên cao, đang nhìn xuống chúng sinh của mình. Anh ta khẽ run lên, anh ta chưa từng cảm nhận được loại áp lực này trên người của từ nhật chả lẽ anh ta còn mạnh hơn cả cậu cả sao? Sa Hùng run cầm cập nghĩ ngợi. Nhưng chỉ trong phút chốc, Sa Hùng đã lập tức đánh gãy loại suy nghĩ này trong đầu. Hiện giờ, những người trẻ tuổi trong giới võ đạo có thể đánh thắng Từ Nhật e là chỉ có đám Mục Văn Phong, Trương Tĩnh Hòa và Hòa Thượng Câm mà thôi, đương nhiên còn có cả đạo thể đã mất tích bấy lâu nay. Như vậy đã quá rõ, ngoại trừ cùng họ với đạo thể ra thì gã họ Đường này không còn thứ gì khác liên quan. Từ Nhật Hoa Tiểu Nam và Vũ Tuyết Hương đều đang ngồi chỉnh tề trong một căn gác xếp ở sâu trong trang trại. Tu vi của ba người họ không chênh lệch nhau là bao, đều đang ở cảnh giới đỉnh chi thuộc giai đoạn sau của cảnh giới chân khí, chỉ còn cách một bước nữa đã có thể mở được thần hải. Khí tức của từ nhật mờ ảo như không chung, khiến người ngoài không thể nắm chắc được khí cơ của anh ta. Còn khí tức của Vũ Tuyết Hương thì lại giống như đại dương cuồn cuộn, chân khí chuyển động trong cơ thể lại còn phát ra tiếng vang của dòng nước chảy xiết sao khí cơ, dùng để chỉ sự hoạt động của nguyên khí và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể con người. Ngược lại, tu vi của Hoa Tiểu Nam là yếu nhất trong ba người. Tu hành của cô ta chỉ được 3 tháng ngắn ngủi, nếu không dựa vào phương pháp luyện khí vạn cổ, ít nhất, nếu muốn đạt đến tu vi của hiện tại cũng phải cần khổ luyện thêm 10 năm nữa. Tuy là vậy, khí tức của cô ta vẫn còn hơi tranh vinh như trước. Chỉ cần là tông sư của cảnh giới chân khí có một vài hiểu biết cũng có thể nhận ra căn cơ của cô ta không được vững, nếu cõi lòng không theo kịp thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí cả đời cũng không thể bước vào phạm vi của thần hải. Từ Nhật xuất thân từ nhà họ từ ở Tô Giang, có giao tình sâu đậm với nhà họ võ ở phía Tây Bắc, đương nhiên cũng là chỗ quen biết xưa nay với vũ tuyết hương. Sau khi hai người hàn thuyên đôi ba câu, anh ta mới nói với Hoa Tiểu Nam, cô Hoa quả nhiên là tài giỏi ngút trời, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi đã có thể đạt đến cảnh giới mà kẻ khác cả đời cũng không với tới, quả thật là hiếm thấy trên đời. Nghe nói cô Hoa với đạo thể coi nhau như anh em gái, đạo thể có tư thái vô địch, mà cô Hoa cũng tài giỏi như thế, tương lai ắt hẳn có thể trở thành một giai thoại trong giới võ đạo cho xem. Từ nhật nhẹ nhàng cười, không hề buồn xỉn đôi ba lời khen. chương 914, dù sao thì anh đường của tôi sẽ không hề chết. Hoa tiểu nam cúi đầu xuống, trên khuôn mặt không nén được đôi chút xấu hổ. Thứ mà cô ta thích nghe nhất không phải là người ta khen mình mà là khen đường Tuấn. Hừ, thấy thế, vô tuyết hương đanh mặt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng, nói, đạo thể đã không còn tin tức gì từ hai tháng trước, có khi đã chết rồi không chừng, còn nói chi đến cái tư thái vô địch gì đó. Cậu cả có hơi đề cao gã ta quá rồi. Hoa tiểu nam nghe thấy thế liền lập tức ngẩng đầu lên, cô ta hết sức kiên định nói anh đường sẽ không chết đâu. Cho dù không chết thì sao nào, đã lâu như thế mà còn chưa chịu xuất hiện, sợ là gã ta cũng biết rõ bản thân không thể phá nổi lồng giam thể xác, cả đời bị nhốt trong cảnh giới chân khí, bị người đời xa lánh nên chả còn mặt mũi nào đi gặp mọi người đó mà. Nếu thật sự là như vậy, coi như gã cũng hiểu bản thân mình được đôi chút đấy. Vũ Tuyết Hương nói năng không chút khoan nhượng. Hoa Tiểu Nam lạnh mặt, nói cái lồng giam thể xác nhỏ bé đó nào giam được anh đường chứ, sớm muộn gì rồi anh ấy cũng sẽ xuất hiện và trở thành một ngôi sao lấp lánh nhất giới võ đạo cho xem. Nghe thấy Hoa Tiểu Nam giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt nói về Đường Tuấn, Vũ Tuyết Hương tỏ vẻ khinh thường ra mặt, lắc đầu nói cũng chỉ có mấy đứa con gái ngốc nghếch như cô mới tôn sùng gã đó. Lời vẫn còn chưa dứt, Hoa Tiểu Nam đã đứng phát dậy, nguyên khí khắp người đang khơi lên sự kích động, thổi vào làm chiếc áo bảo rực rỡ sắc màu của cô ta bay phần phật. Tiếng côn trùng kêu đầy chói tai từ trên người cô ta vang lên, thậm chí còn có thể trông thấy cả mấy con cổ trùng chi chít chui ra từ ống tay áo rộng thùng thình ấy, vô cùng dọa người. Sắc mặt cô ta đanh lại như băng lạnh, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn vũ tuyết hương vũ tuyết hương thấy thế thì lạnh lùng cười cũng khơi dậy chân khí khắp người ánh mắt rét thấu xương nói muốn ra tay là ra tay liền à tôi cũng rất muốn xem thử vị chủ nhân mới nhậm chức của tộc người mèo có bao nhiêu bản lĩnh chỉ trong phút chốc bầu không khí cả phòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo thế nhưng từ nhật lại vẫn còn đang điềm nhiên mỉm cười anh ta biết rõ vì sao vũ tuyết hương như có ý thù địch với hoa tiểu nam khoảng thời gian trước đây một người chú của Vũ Tuyết Hương đã đi đến nhà họ Lục ở biển Nam chơi nhưng lại bị cổ sáng đánh bị thương, bồi dưỡng đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Mà cổ sáng tiến vào nước Việt Nam cốt là để giết đường Tuấn, mà hiện giờ vẫn còn chưa thấy đạo thể đâu, thế là Vũ Tuyết Hương đành phải chút cái mối thù này lên người được coi là em gái của đạo thể Hoa Tiểu Nam. Ngoài điều này ra thì vẫn còn thêm một nguyên nhân nữa. Trước khi Hoa Tiểu Nam xuất hiện, Vũ Tuyết Hương có thể được xem là một nữ đệ tử trẻ tuổi nhất trong giới võ đạo ở nước Việt Nam, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng và thanh thế của Hoa Tiểu Nam lại càng lúc càng to lớn, có xu thế vượt qua cả Vũ Tuyết Hương nên đương nhiên là cô ả sẽ cảm thấy không cam lòng. Điều này cũng giống với việc phái nữ thường thích so sánh nhan sắc với nhau, dù Vũ Tuyết Hương có là con gái cưng đi nữa thì cũng chẳng thể tránh khỏi. Từ nhật hít mắt lại, anh ta không có ý định ngăn cản hai người anh ta cũng rất muốn xem thử giữa Hoa Tiểu Nam và Vũ Tuyết Hương, ai mạnh ai yếu, để có thể mở mang một chút kiến thức về võ nghệ của tộc người mèo trước khi đại hội võ đạo khai màn, xong cũng tăng thêm đôi chút ăn chắc cho đợt đại hội võ đạo tiếp theo. Vào lúc từ Nhật và Vũ Tuyết Hương đều cho rằng Hoa Tiểu Nam sẽ vì một câu xích mích mà ra tay thì Hoa Tiểu Nam vốn đang đanh mặt bỗng chốc dừng lại, trong ánh mắt lại toát ra một chút mừng rỡ. Từ lúc bước vào nơi này đến nay, cô ta vẫn luôn sụ mặt ra vẻ uy nghiêm, vào lúc này lại là lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Vẻ tươi cười như ánh mặt trời vào đông, nhanh chóng diệt sạch bầu không khí chết chóc đang tràn lan. Ngay cả từ nhật cũng nhìn đến ngây cả người. Hoa tiểu nam xua tay, trên khuôn mặt mang theo nét cười rạng rỡ nói, dù sao thì anh đường của tôi sẽ không hề chết. chương 915, không lẽ đạo thể thật sự chưa chết? Đối với loại hành động như đang đùa giỡn đó của Hoa Tiểu Nam, Vũ Tuyết Hương và Từ Nhật đều không nói gì, chỉ nảy sinh một loại cảm giác khó chịu khi kế hoạch bị thất bại, thế nhưng cũng không nói thêm gì nhiều. Dù sao thế lực và nội tình của tộc người mèo cũng chẳng hề thua kém nhà họ Võ và nhà họ Từ là bao. Tiếp sau đó, dù cho mỗi lần nhắc đến đạo thể, Vũ Tuyết Hương đều thể hiện thái độ và lời nói khinh thường ra mặt, Hoa Tiểu Nam cũng đều vờ như không nghe thấy, giống như toàn bộ đều không hề liên quan đến mình. Khóe miệng của cô ta vẫn mang theo nét cười dịu dàng khiến cho vô tuyết hương và từ nhật cảm thấy cô gái tộc người mèo này hình như bị điên mất rồi. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc một cách nhanh chóng. Nửa tiếng sau, hoa tiểu nam chủ động muốn rời khỏi đây. Đúng là con nhỏ mọi dợ, chờ sau khi hoa tiểu nam dẫn người rời đi, vô tuyết hương tỏ vẻ không vui nói. Từ nhật dây dây huyệt thái dương, trên mặt lộ vẻ xa sầm hiếm thấy, nói hẳn là cô ta sẽ không nhìn ra suy nghĩ của chúng ta đâu nhỉ. Vốn dĩ mời Hoa Tiểu Nam đến cuộc gặp gỡ tối nay chủ yếu là do các bậc trưởng bối của nhà họ Võ và nhà họ Từ muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu một chút nội tình của tộc người mèo, sẵn tiện để xem có thể moi được tin tức của đạo thể hay không. Nhưng Hoa Tiểu Nam đó, ngoại trừ biểu hiện lúc đầu coi như là bình thường ra, thì sau khi nói chuyện quả thật như đã đổi thành người khác, khiến cho hai người không thể ra tay. Phó Tuyết Hương nghe thấy như thế thì lộ vẻ khinh bỉ, nói cậu cả không khỏi đề cao cô ta quá đấy chẳng qua chỉ là một con nhóc còn chưa lớn, sao có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Nghe nói, nó có thể bước lên vị trí đứng đầu cả tộc người mèo đều là nhờ vào sự nâng đỡ của đạo thể, một con nhóc như vậy tôi thấy chả đáng để nhà hai ta coi trọng. Không thể không đề phòng được, ánh mắt từ nhật lóe lên. Vũ Tuyết Hương trần trừ dây lát, lại nói, nếu như cậu cả vẫn còn lo lắng, vậy hiện tại tôi sẽ đi xem nó một lát. Xem nó thật sự có tư cách để đứng ngang hàng nói chuyện với chúng ta không? sao từ nhật lại có thể không nhìn ra được cái ý nghĩ chưa chết tâm đó của vũ tuyết hương bèn khẽ cười một tiếng nói nếu đã thế vậy làm phiền cô võ rồi nhưng xin cô võ ra tay nhẹ một tí dù gì cô ta cũng là chủ nhân hiện tại của tộc người mèo đừng làm bị thương cô ta chừa cho người ta chút mặt mũi với vũ tuyết hương lạnh lùng cười trong con ngươi toát ra vẻ chiêu tức nói biết rồi sao tôi có thể thật sự đi so đo với một con nhóc chứ nói xong Vũ Tuyết Hương đứng dậy rời đi. Nhìn Vũ Tuyết Hương rời đi, từ nhật dần thu lại vẻ tươi cười trên mặt, khẽ nhíu mày. Không lẽ đạo thể thật sự chưa chết, từ nhật thầm nghĩ. Sau khi Hoa Tiểu Nam rời khỏi phòng, Đường Tuấn lập tức thu hồi trí lực của mình, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi, dưới sự bao trùm bởi trí lực của anh, cuộc nói chuyện giữa Hoa Tiểu Nam, Vũ Tuyết Hương và từ nhật đều lọt vào tai anh không sót chữ nào. Vốn dĩ Hoa Tiểu Nam lúc bấy giờ trở nên như thế đều là do Đường Tuấn dùng tinh thần lực truyền âm cho cô ấy. Phó đạo đã tiến vào bên ngoài thần hải, tinh thần lực được phóng ra ngoài, tạo ra muôn vẻ huyền diệu. Giống như ba vị vô tự bối trưởng lão của chùa Bái Đính đã tu luyện ra pháp tướng tinh thần, có thể vừa công vừa thủ, vô cùng kỳ diệu và hữu ích. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 916: Từ tìm cái chết tôi mới không xuất hiện có hai tháng mà mấy người đã dám khiêu khích như thế. Thật sự coi kẻ họ đường này là người đã chết rồi sao? Trong đôi mắt của đường Tuấn lóe lên tia lạnh lẽo sắc bén, thấp giọng thì thầm. Sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi, trầm giọng nói tự tìm cái chết. Anh cảm nhận được khí thức của vũ tuyết hương đã đi theo bám nuôi hoa tiểu nam. Sa hùng run rẩy cả người, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Đường Tuấn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp rời khỏi phòng. Lúc này, Hoa Tiểu Nam đang một mình đi dạo ở sân sau trang trại, tối nay ở sân trước vô cùng náo nhiệt, sân sau thì chẳng có bóng dáng ai. Chỉ có một cái đình và một hồ nước cạn, thỉnh thoảng có vài con cá nhả bóng nước. Em mờ thanh ồn ào từ sân trước mơ hồ truyền đến. Tâm trạng của Hoa Tiểu Nam rất tốt, cô ta ngồi bên cạnh hồ nước, duỗi đôi chân mượt mà vào trong hồ nghịch cá. Tuy rằng vốn liếng võ đạo của cô ta không được tốt, nhưng cũng là tông sư của cảnh giới chân khí nóng lạnh đều không thể xâm phạm một chút lạnh giá đầu xuân cũng chẳng ăn thua gì với cô ta ngắm nhìn những con cá đang nô đùa trong hồ tâm trạng của hoa tiểu nam càng tốt thêm trên khuôn mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ như hoa kể từ sau khi ngồi vào vị trí chủ nhân của tộc người mèo cô ta đã khó còn có thể tự do giống như trước kia đi đến đâu cũng phải có một đám người đi theo nhắc nhở cô ta phải thể hiện được khí thế và tài trí của dân tộc mèo Hôm nay, các trưởng lão của tộc mèo đều đang tham gia hội họp, hiếm khi cô ta được ở một mình, lại biết được tin tức của anh Đường, sao cô ta lại có thể không vui cho được. Tiếng cười của người thiếu nữ vang lên trong sân đầy êm tai và trong trẻo như âm thanh của tự nhiên. Nhưng sau đó, một âm thanh chẳng hề dịu dàng từ cổng sân sau truyền đến, quả nhiên là đứa sinh ra ở thôn mọi dợ, chẳng có tí gì là kiến thức hay tố chất. Hoa tiểu nam đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng phát người dậy, đi chân trần trên mặt đất nhìn về phía cổng, trên khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác. Vừa rồi bởi vì thả lỏng tâm tình nên không nhận ra có người đến gần. Một người đi ra từ trong những bóng sáng loang lổ, khuôn mặt của người nọ lạnh lùng như xương, hai tay chắp sau lưng, chính là cô con gái cưng của nhà họ võ ở tây bắc phố Tuyết Hương. Là cô, cô muốn làm gì? Hoa Tiểu Nam không hề bối rối nhìn Vũ Tuyết Hương cuối cùng thì cô ta cũng không còn là cô nhóc trốn trong cái sân nhỏ ở khu ổ chuột đó mà là người quản lý tộc mèo đã bồi dưỡng nên khí chất trầm ổn của một đại tông sư ở cảnh giới chân khí vũ tuyết hương cay nghiệt nhìn vào hoa tiểu nam khóe miệng cong lên vẻ cười trào phúng ha ha cô ả vừa ra sức dẫm hai chân trên đất cả người đã lao đi nắm tay thanh tú mang theo sức mạnh của một vạn quân đấm về phía hoa tiểu nam vũ tuyết hương lười nói trực tiếp ra tay Hoa Tiểu Nam giơ tay đỡ lấy một đấm của Vũ Tuyết Hương. Cả người lập tức trượt về sau mấy mét, đôi chân trắng nõn ma sát với mặt đất đến rách ra, một vệt máu nhợt nhạt kéo dài trên mặt đất. Thấy thế, vẻ khinh miệt trên mặt Vũ Tuyết Hương càng thêm đậm, ả à, phủi tay, đoạn nói cả tộc người mèo lẫn chủ chẳng qua chỉ có thế. chương 917, còn chưa cút. Chút tài vặt vãnh, chỉ bằng con nhóc như cô mà cũng muốn nổi danh với tôi. Nằm mơ đi, Vũ Tuyết Hương không hề sợ hãi cô ả vóc tay với hồ nước nước bên trong trở nên cuồn cuộn một quả cầu nước cổ sáng kính chừng một mét bị cô ả vóc ra ngoài thậm chí bên trong quả cầu nước còn có cả mấy con cá chép đang bơi lội thế nhưng bởi vì vũ tuyết hương khơi dậy nguyên khí đã bị đánh chết toàn bộ quả cầu nước trong veo lập tức xuất hiện từng tia màu đỏ vũ tuyết hương cong miệng nhe răng cười nói yên tâm tôi sẽ không đánh chết cô đâu mà chỉ khiến cho cô phải nằm nghỉ dưỡng trên giường vài tháng thôi Tôi muốn cho người trong giới võ đạo biết, cô không bằng Vũ Tuyết Hương tôi. Ầm. Um, vừa dứt lời, Vũ Tuyết Hương phất hai tay, quả cầu nước tựa như một hòn đá nện thẳng về phía Hoa Tiểu Nam. Hoa Tiểu Nam vừa niệm, mấy con cổ trùng liền phấn chấn vỗ cánh bay lên, tạo thành một bức tường côn trùng ở phía trước cô ta. Bành. Quả cầu nước nện vào bức tường côn trùng, tường trùng chỉ cản được trong chốc lát đã tiếp tục đè ép về phía Hoa Tiểu Nam. Vô số cổ trùng bị đánh chết khóe miệng hoa tiểu nam trào ra máu tươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu nước nện xuống. Chẳng qua chỉ có thế, vũ tuyết hương lên tiếng chế nhạo, nếu không phải bận tâm đến tộc người mèo, thậm chí cô ả còn muốn giết chết hoa tiểu nam ngay tại chỗ này. Đủ rồi, đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp tựa như một đạo sấm sét từ trong sân vang lên. Kỳ lạ thật, âm thanh này chỉ truyền ở trong sân, người ở ngoài sân vẫn không nghe ra. Em mờ thanh này vang lên, Đột nhiên vũ tuyết hương biến sắc, quả cầu nước vốn sắp đánh chúng người hoa tiểu nam ngừng lại một lát, sau đó dùng tốc độ nhanh gấp đôi ngã trở về. Khi vũ tuyết hương còn chưa kịp phòng ngự thì đập vào người cô ả. Nước vỡ tung, miệng vũ tuyết hương phun ra máu tươi, va vào vách tường trong sân. Còn chưa cút, em mờ thanh kia vang lên lần nữa. Cả người vũ tuyết hương ướt súng, quần áo dính vào người, những đường con thích thú đầy đặn trên cơ thể mềm mại được lộ ra trong không khí cách một lớp quần áo càng làm tăng thêm sức hấp dẫn và nóng bỏng. Nếu như có người thấy, sợ rằng sẽ nhìn đến nỗi ánh mắt phun ra lửa. Dáng vẻ kiêu sa lả lướt này của con gái nhà họ Võ, ngược lại càng giống với một người mẫu ướt át với thân hình nóng bỏng. Sắc mặt Phó Tuyết Hương tái xanh, nhưng cũng biết hôm nay gặp được cao nhân, rất có thể là cao thủ thần hải cảnh của dân tộc mèo. Lúc này, cô ả à nào còn dám nói thêm cái gì, chỉ hận thù nhìn Hoa Tiểu Nam sau đó nhanh chóng rời đi từ cửa của một sân sau khác tương đối ít người cô ả à không muốn đi ra từ sân trước để cho người khác nhìn no mắt trở thành trò cười của giới võ đạo chờ sau khi vô tuyết hương rời đi hoa tiểu nam mới kinh ngạc vui mừng nhìn về cửa sân giọng nói vui vẻ và hơi run nói anh đường một bóng người từ sân ngoài đi tới hoa tiểu nam thấy người tới thì chẳng để ý gì nữa mà nhào vào trong lòng của đường tuấn hai tay thiếu nữ ôm đường tuấn thật chặt giống như sợ anh chạy đi vậy. chương 918 anh đường, lần này là em không cẩn thận. Đến khi Hoa Tiểu Nam dần dần bình tĩnh lại, Đường Tuấn mới vỗ vai cô ấy rồi cười nói, đã lãnh đạo dân tộc mèo rồi, sao mà vẫn còn thích khóc như vậy chứ? Gương mặt thanh tú của Hoa Tiểu Nam ửng đỏ, hắng giọng em không có nhé. Bây giờ em rất lợi hại đó nha, có thể giúp đỡ anh Đường. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, kéo Hoa Tiểu Nam ngồi xuống nhìn vết thương trên chân hoa tiểu nam, con người không kìm chế được mà đồng tử không khỏi co rút lại, một tia lạnh lùng lộ ra. Hoa tiểu nam vội vàng giải thích, nói anh đường, lần này là em không cẩn thận. Nếu là lần sau đụng phải cô ta nữa, em tuyệt đối có thể đánh cô ta sợ khiếp vía. Lúc nói chuyện, cô ấy còn cua cua nắm đấm, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu. Đường Tuấn búng chán hoa tiểu nam, cười nói, thua cô ta không hề mất mặt, thể chất của cô gái nhà họ võ đó có chút đặc thù, có lực tương tác và lực điều khiển đối với thuộc tính của nước mạnh hơn so với người bình thường. Từ lúc nhìn thấy Vũ Tuyết Hương, Đường Tuấn đã phát hiện ra sự dị thường của Vũ Tuyết Hương. Vũ Tuyết Hương là một thuộc tính nước có thể chất đặc thù. Mặc dù không bằng thân hình thanh loan của những người con gái đẹp trong tranh nhưng lợi hại hơn so với người bình thường. Phó công của Hoa Tiểu Nam chỉ ở cấp thấp, tất nhiên không đánh lại được cô à. Đường Tuấn ngồi xổm xuống, nhấc hai chân của Hoa Tiểu Nam lên với luồng chân khí tỏa ra từ trường trong tay anh, trong nháy mắt vết thương của cô ấy đã được chữa khỏi. Hoa tiểu nam nhận thấy cảm giác khác thường từ chân truyền tới, mặt lại càng thêm thẹn thùng đỏ ửng. Đường Tuấn sỏ lại giày cho hoa tiểu nam rồi nhìn về cửa sân, trầm giọng nói, ra đây đi. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Trần Lệ Lệ đi ra, kinh hoàng nhìn đường Tuấn và hoa tiểu nam. Lúc trước cô ta thấy đường Tuấn tới đây liền lặng lẽ đi theo mặc dù cô ta không thấy cảnh tượng đường tuấn ép phố tuyết hương rời đi nhưng lại thấy được động tác thân mật của đường tuấn với hoa tiểu nam lúc tối hoa tiểu nam ra ngoài sân đã thu hút phần lớn ánh mắt trần lệ lệ cùng với đám người phí sang thấy vậy biết thân phận của cô gái này siêu nhiên có thể ngồi ngang hàng với từ nhật e là đích nữ của gia tộc lớn nào đó nhưng cô gái này ở trước mặt đường tuấn lại giống như em gái hàng xóm vậy vô cùng ngoan ngoãn càng làm cho Trần Lệ Lệ kinh hãi hơn là tối hôm nay cô ta nghe được một vài tin tức. Lúc tối cô ta liên tục nghe được cái từ đạo thể này từ miệng của rất nhiều võ giả, biết được quan hệ giữa thiếu nữ này và vị đạo thể kia. Ngay sau đó, cô ta nhớ lại cảnh tượng ở đầm lầy trong cốc kia, có vẻ như các nhà sư và hư tính văn cũng gọi đường tuấn là đạo thể. Lại thêm một cảnh tượng đang phối hợp ở trước mắt này, cuối cùng Trần Lệ Lệ cũng hiểu rõ thân phận của đường tuấn chương 919 không ai ép em uống. Trong lòng cô ả à hơi nghi ngờ, lỡ đầu chuyện tối nay thật sự là do đạo thể gây ra thì e rằng đại hội võ đạo lần này sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Trên một ngọn núi nhỏ của trang viên nhà họ từ, đường Tuấn cùng hoa tiểu nam sánh vai nhau, nhìn đèn đuốc rực rỡ huyên náo ở phía dưới. Với tu vi của hai người, muốn rời đi khỏi trang viện mà thần không biết quỷ không hay cũng không phải là việc khó. Ánh trăng trong veo rơi trên người của hai người, càng tăng thêm màu bạc, tựa như thần tiên quyến lữ trong tiểu thuyết dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhắn của hoa tiểu nam hơi đỏ lên hơi thở nóng bừng lại còn có khuynh hướng mất kiểm soát hoa tiểu nam vội vàng lấy một viên thuốc ra và định ăn nó đây là cái gì đường tuấn nhìn viên thuốc kia trong tay cô gái rồi hỏi hoa tiểu nam lộ ra vẻ ảm đạm nói đây là đan dược đặc chế của dân tộc mèo có thể tạm thời áp chế chân khí đường tuấn cầm lấy viên thuốc rồi đưa lên mũi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Cỏ thương nhĩ, nhà đản tử, nguyên hoa. Chỉ ngửi qua một chút là đường Tuấn liền đã phân biệt được hết mấy chục loại dược thảo ở trong viên đan dược kia. Hoa tiểu nam cười nói, quả nhiên y thuật của anh đường rất lợi hại. Đan dược này là do dân tộc mèo em bí mật chế tạo ra, các trung y mười mấy năm nghề cũng chưa chắc có thể nhận hoàn toàn nhận ra được. Anh đường chỉ vừa ngửi qua đã nhận ra toàn bộ, Sợ rằng đời này ở phương diện y thuật không còn ai có thể sánh được với anh nữa rồi. Mặc dù đang cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo sự khổ tâm. Đường Tuấn không để ý đến sự nịnh nọt của Hoa Tiểu Nam, lạnh giọng khiển trách, "Đan dược này được luyện thành từ 27 loại thảo dược, trong đó 15 vị thuốc có chứa độc tính mạnh hoặc yếu, có hại lớn với cơ thể. Ai bảo em uống loại đan dược này?" Đúng là viên thuốc này có thể áp chế chân khí hỗn loạn, nhưng gây ra tổn thương rất lớn đối với người luyện võ dường như có thể nói là giảm thọ. Bây giờ vẫn chưa thấy được, nhưng nếu cứ tiếp tục uống, loại đan dược này cũng không thể áp chế được chân khí. Đến lúc đó độc tố ẩn giấu ở trong người và chân khí bùng nổ cùng một lúc thì thần tiên cũng khó cứu. Hoa tiểu nam cười thảm nói, không ai ép em uống. Tu vi của em tới quá nhanh, nếu không phải dựa vào đan dược thì sẽ dễ dàng bị cổ trùng cắn ngược lại mà chết. Chỉ là dùng sức nói nên sắc mặt cô ấy lại khó coi hơn mấy con cổ trùng chui ra trong áo khoác cô ấy, phát ra tiếng vang chói tai giống như là đói khát rất lâu rồi vậy. Em từng tra ghi chép của dân tộc mèo, trừ phi có thần hải cảnh chủ động giúp em thi triển chân khí, nếu không chỉ có thể dựa vào đan dược để áp chế. Hiện nay dân tộc mèo đã không còn võ giả thần hải cảnh nữa, cho dù còn đi nữa em cũng không dám để cho bọn họ thi triển. Giọng nói của Hoa Tiểu Nam hơi khó chịu. Để cho võ giả thần hải cảnh thi triển chân khí, nếu như tâm đối phương bị sao động, cô ấy có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Hơn nữa cũng không phải là bất kỳ võ giả thần hải cảnh nào cũng có thể điều khiển nguyên khí đạt tới trình độ hỏa thuần thanh. Người như vậy, ít nhất cũng đạt tới thần hải cảnh trung kỳ, là những nhân vật cấp cao của các phái thế gia võ đạo lớn, làm sao lại hao tổn tinh lực để giúp cô ấy điều chỉnh lại nguyên khí chứ? Vì vậy, biết rõ đan dược có độc nhưng cô ấy vẫn phải chấp nhận. Đường Tuấn thở dài nói, sao em phải khổ như vậy chứ? Chương 920, tập trung tinh thần. Anh biết rõ, Hoa Tiểu Nam là di chứng để lại của Vạn Cổ Luyện Khí Pháp môn. Anh đã từng xem qua Vạn Cổ Luyện Khí Pháp môn, không chỉ nguy hiểm là lúc tu luyện có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, không ngờ sau khi tu luyện xong cũng như trước. Một cô gái trẻ đẹp tràn đầy sức sống như Hoa Tiểu Nam lại có thể kiên trì nổi, có thể thấy cô ấy phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Hoa Tiểu Nam kiên định nói, để có thể giúp anh Đường, đắng thế nào em cũng có thể ăn. Bỗng nhiên sắc mặt cô ấy biến đổi, thở mạnh nói: "Anh Đường, mau đưa đan dược cho em, em sắp không khống chế được chân khí rồi." Đường Tuấn bóp vỡ đan dược trong tay, biến thành vụn và biến mất trong không trung, nói: "Có anh ở đây, em còn cần đan dược gì chứ?" Hoa Tiểu Nam thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, dường như không biết Đường Tuấn muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí mạnh hơn gấp nhiều lần so với khí của cô ấy truyền từ tay đường nhiêu sang và ngay lập tức áp chế chân khí hỗn loạn của cô ấy. Giống như người khổng lồ đơn giản dễ dàng thuần phục một con kiến vậy. Lúc đầu hoa tiểu nam hơi sửng sốt, sau đó khi cảm nhận được chân khí trong cơ thể chuyển động khác thường thì trên mặt lộ ra kinh ngạc và mừng rỡ như điên. Đây, đây, hoa tiểu nam bất ngờ, dường như không biết nên nói gì. Chân khí hỗn loạn của cô ấy, thậm chí sẽ nổ tung nguy hiểm, chỉ có trình độ của Võ Giả Thần Hải cảnh mới có thể trấn áp được chân khí hỗn loạn, nhưng cũng không thể làm dễ dàng tùy ý giống như Đường Tuấn được. Anh Đường đã lên cấp Thần Hải rồi sao? Trong lòng Hoa Tiểu Nam nghĩ đến điều này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tình huống bây giờ. Tập trung tinh thần, Đường Tuấn trầm giọng quát. Nhất thời cơ thể mềm mại của Hoa Tiểu Nam chấn động, cô ấy biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung nên vội vàng điều chỉnh lại trạng thái của mình và chìm vào đan điền dưới sự giúp đỡ của đường tuấn bắt đầu điều chỉnh lại chân khí hỗn loạn những con cổ trùng kia trở nên ngoan ngoãn như trước mãi cho đến gần đêm từ xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của đám người dân tộc mèo đường tuấn mới thu hồi chân khí ấn đường anh hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng trên mặt lại có nụ cười hoa tiểu nam mở mắt ra con người tràn đầy vui mừng nói anh đường anh đã phá vỡ nhà tù của mình và lên cấp thần hải rồi Đường Tuấn không nhịn được mà đưa tay lên búng vào chiếc chán sáng bóng của cô gái. Người này lại không quan tâm đến an nguy của chính mình, ngược lại còn hỏi anh. Có điều, Đường Tuấn vẫn gật đầu một cái. Đối với Hoa Tiểu Nam, Đường Tuấn không cần thiết phải giấu giếm. Hoa Tiểu Nam thấy vậy, mừng rỡ như điên, nói em biết mà, nhất định anh Đường có thể làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 921, trình độ võ đạo cao nhất. Hoa Tiểu Nam nắm lấy cánh tay của Đường Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ bất lực, nói: "Anh Đường, sao em lại không biết chứ?" Nhưng một khi tu luyện vạn cổ luyện khí pháp thì không thể ngừng lại, nếu không đến lúc đó chân khí biến hóa dị thường thì sẽ trở nên nghiêm trọng hơn so với bây giờ mà thôi. Em nghe những người già trong tộc nói, bây giờ vạn cổ luyện khí pháp vẫn chưa hoàn chỉnh, trước kia vạn cổ luyện khí pháp của dân tộc mèo vô cùng hoàn hảo, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống chân khí hỗn loạn, cổ trùng phản chủ. Đáng tiếc 300 năm trước, rất nhiều bí thuật của dân tộc mèo bị mất, hoặc là không hoàn chỉnh, chỉ còn lại vài phần. Đường Tuấn hỏi, người tài giỏi của dân tộc mèo nhiều như vậy, chẳng lẽ không có ai thử phục chế lại những bí thuật không trọn vẹn kia sao? Hoa Tiểu Nam cười khổ nói, đương nhiên là có nghĩ tới. Nhưng bí thuật của dân tộc mèo là do tổ tiên sáng chế, là tâm huyết của rất nhiều người kết tinh lại, chứa đựng trí tuệ chân chính, vậy mà lại có thể tùy tiện phục chế hay sao? Người già ở trong tộc từng nói, Trừ phi đạt tới trình độ võ đạo cao nhất mới có năng lực hoàn thiện bí thuật. Trình độ võ đạo cao nhất? Đường Tuấn khẽ cười nói, không cần, chỉ là hoàn thiện bí thuật mà thôi, cũng không phải là sáng tạo bí thuật. Ngày mai anh sẽ hoàn thiện phần còn lại của vạn cổ luyện khí pháp cho em. Hoa Tiểu Nam kinh ngạc, dường như không tin, nghi ngờ nói, anh Đường, chẳng lẽ anh cũng tu luyện vạn cổ luyện khí pháp môn? Đường Tuấn lắc đầu, cười nhạt. Anh kiến thức uyên thâm, đọc hết đạo giáo? Hôm nay còn lên cấp thần hải, kiến thức có thể nói là uyên bác hơn so với phần lớn võ giả thần hải cảnh bây giờ. Mặc dù còn chưa đạt đến cảnh giới sáng tạo ra vạn cổ luyện khí pháp của tổ tiên dân tộc mèo kia, nhưng phục chế nó cũng không khó khăn. Bây giờ anh cũng đã có một chút đầu mối, chỉ là cần một chút thời gian để sắp xếp. Hoa Tiểu Nam thấy vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là người khác nói ra những lời này, không biết Hoa Tiểu Nam tỏ ra xem thường biết bao nhiêu nhưng người nói những lời này là anh Đường mà cô ấy tin tưởng nhất, từng chữa khỏi bệnh nan y cho cô ấy, từng cứu mạng cô ấy, sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích, khiến cô ấy không chút nghi ngờ. Đường Tuấn không muốn bại lộ trong ánh mắt của mọi người quá sớm nên lựa chọn tránh chạm mặt với người dân tộc mèo, xuống núi từ một con đường hẻo lánh nhất, một mình về tới nhà Ngô Hoàng phi. Ngô Hoàng phi ra mở cửa cho Đường Tuấn, vừa thấy anh đã hỏi, "Đường Tuấn, sao anh đi cả đêm không về thế?" Có phải người nhà họ Từ đến tìm anh không?" Đường Tuấn vào phòng, cười nói, "Không phải, tối qua tôi đi tham gia một bữa tiệc tối tại trang viên nhà họ Từ." Ngô Hoàng phi nghe vậy thì hoảng sợ, vội nhìn Đường Tuấn từ trên xuống dưới vài lần, muốn xem anh có thiếu cánh tay mất cái chân nào không. "Nhìn cái gì?" Đường Tuấn hỏi. Ngô Hoàng phi đáp, "Anh còn dám đi tham gia tiệc nhà họ Từ cơ à? Không sợ người nhà bọn họ nhận ra anh, sau đó tìm anh gây sự hay sao?" Đường Tuấn đáp, ha ha, một cái nhà họ từ vùng Hà Nam thôi mà. Có gì đáng lo đâu chứ, nếu bọn họ thật sự nhận ra tôi thì người nên lo là bọn họ mới đúng. Ngô Hoàng Phi trợn trắng mắt, thể hiện rõ không tin lời này của Đường Tuấn. Tuy Đường Tuấn rất mạnh, nhưng sức người có hạn, làm sao có thể so với nhà họ từ sừng sướng như cự vô bá sao ở Hà Nam này được chứ. Đặc biệt là toàn thân Đường Tuấn đều rất sạch sẽ, không vương chút mùi rượu hay thuốc lá nào, hoàn toàn không giống người vừa ra khỏi tiệc rượu. Nói chính xác ra thì giống ở khách sạn bên ngoài ngủ một đêm hơn. chương 922 chữ kia đại diện cho chữ cổ, cổ trong cổ thuật. Tôi đi nghỉ một lát, nếu có việc gì thì gọi tôi nhé. Đường Tuấn nói xong, bước vào phòng đóng cửa lại. Với thực lực của anh bây giờ thì có nghỉ ngơi hay không cũng không ảnh hưởng gì. Anh chỉ muốn nhanh chóng bổ sung xong pháp môn mặc cổ luyện khí để giao cho Hoa Tiểu Nam sắp tới đại hội võ thuật rồi, nếu có thể giải quyết tai họa ngầm trong tu luyện của Hoa Tiểu Nam thì anh cũng bớt lo hơn nhiều. Ngô Hoàng Phi gật đầu, anh ta hận không thể để Đường Tuấn ở lì trong nhà không ra ngoài, miễn cho thu hút sự chú ý của người nhà họ Từ. Cha anh ta đã liên hệ với lãnh đạo năm xưa của mình, thương lượng có thể đứng giữa phối hợp, hòa giải mâu thuẫn giữa Đường Tuấn với nhà họ Từ không? Coi như báo đáp lại ơn cứu mạng của Đường Tuấn. Đường Tuấn lúc này đã trầm vào trạng thái tu luyện pháp môn mặc cổ luyện khí hiện lên trong đầu anh. Phương pháp luyện khí mặc cổ này đúng là rất thần kỳ, năm đó tổ tiên miên cương sáng tạo bí thuật này chỉ sợ thật sự dòm ngó đến cực hạn của võ đạo, thậm chí còn xa hơn. Trước đây anh đã hơi có hiểu biết với bí thuật này. Lúc này vừa xâm nhập thăm dò đã cảm thấy sự huyền duyện của nó. May là mình chỉ cần bổ sung phần khuyết thiếu của bí thuật cho đầy đủ chứ không phải sáng tạo. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Bổ sung là có dấu vết để lần theo, nhìn từ góc độ của người đi trước. Còn sáng tạo là từ không sinh có, khó khăn hơn cả trăm ngàn lần. Từ lúc bắt đầu tu sửa bí thuật, 99 chữ trong thức hải của anh chợt có một chữ hơi sáng lên. Chữ kia không thuộc loại văn tự hiện đại, bằng hiểu biết của Đường Tuấn cũng không nhận ra chữ này thuộc thời đại nào. Nhưng tại minh tưởng, Đường Tuấn có thể hiểu được ý nghĩa của chữ kia. Cổ. Chữ kia đại diện cho chữ cổ, cổ trong cổ thuật một chữ tựa như đại diện cho khởi nguyên của toàn bộ cổ thuật. Cứ việc đường Tuấn chỉ có thể nhìn trộm được một tia nhỏ, nhưng đáy lòng đã vô cùng khiếp sợ. Từ lúc anh bắt đầu tu luyện thần tàng quyết, 99 chữ này đã xuất hiện trong thức hải, mà mãi đến hôm nay chúng mới lộ ra phi phàm. Có lẽ, mình không chỉ có thể bổ sung bí thuật này mà còn có khả năng hoàn thiện nó. Sau khi cảm nhận được sự thần kỳ của chữ cổ, đáy lòng đường Tuấn chợt toát ra một ý niệm như vậy. Lúc trước, cho dù anh có thể tu bổ bí thuật này thì e rằng cũng phải tốn kha khá tâm tư. Giờ lại nghĩ đến việc hoàn thiện nó, khiến nó càng thêm hoàn hảo. Nếu để đám già làng và các đáng tổ tiên của dân tộc mèo biết thì e là sẽ chửi ầm lên với Đường Tuấn cho xem. Một kẻ mới bước vào thần hải cảnh mà đã dám có ý nghĩ hoàn thiện mặc cổ luyện khí. Như vậy chẳng khác nào mắng tổ tiên dân tộc mèo vô dụng. Đường Tuấn là kiểu người nói là làm, vừa có ý nghĩ là lập tức nếm thử vốn cho rằng sẽ rất khó, không ngờ toàn bộ quá trình thuận lợi ngoài mong đợi. Mặc cổ luyện khí đến tay anh tựa như chính anh sáng tạo ra vậy, cảm giác có thể hiểu tượng tận trong lòng. Lần thứ hai đường Tuấn mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu khắp ngoài phòng, đã là giữa trưa rồi. chương 923, nếu đã vậy thì cảm ơn chú Ngô. Nếu có người thế hệ trước của dân tộc mèo thấy cảnh này chắc sẽ xấu hổ đến hộp máu liên tục. Bí thuật ở trong tay bọn họ mấy trăm năm không thể bổ sung xong, càng đừng nói là tìm cách hoàn thiện bí thuật. Đường Tuấn lại chỉ tốn không tới nửa ngày đã hoàn thiện nó, hơn nữa còn thâm ảo và hoàn mỹ hơn bản cũng nhiều, đạt tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Với bí thuật này, Tiểu Nam có thể dễ dàng đột phá thần hải hơn nhiều. Thậm chí còn có thể đi được xa hơn những thế hệ trước của dân tộc mèo. Đường Tuấn gấp gọn trang giấy, trịnh trọng dấu kỹ. Nếu bản viết tay bí thuật này xuất hiện tại giới võ đạo thì e là sẽ gây nên oanh động và tranh đoạt anh gọi cho Hoa Tiểu Nam một cuộc điện thoại. Hoa Tiểu Nam nghe Đường Tuấn đã tu bổ xong bí thuật thì vui sướng không thôi, hẹn anh gặp nhau tại Club Mộng Hương Hà Nam. Đường Tuấn vừa cúp máy, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Đường Tuấn mở cửa, thấy Ngô Hoàng Phi đứng bên ngoài nói với mình, Đường Tuấn, cha mẹ tôi mời anh ra ngoài cùng ăn bữa cơm, có việc muốn bản với anh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta hơi tránh né, tựa như xấu hổ. Đường Tuấn không nghĩ nhiều, Cả nhà Ngô Hoàng Phi nhiệt tình lại hiếu khách. Nếu là người khác, sau chuyện hôm qua chắc đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Nhưng cả nhà bọn họ vẫn khách khí với anh, có thể thấy ra giáo rất sâu. Đường Tuấn còn nghĩ chờ đại hội võ thuật kết thúc sẽ giới thiệu Ngô Hoàng Phi và cha anh ta đến tập đoàn Thiên Thanh làm việc. Trên bàn cơm, cha của Ngô Hoàng Phi, Ngô Kim chủ động nói với Đường Tuấn, Tiểu Đường, hôm qua tôi đi tìm lãnh đạo cũ, giờ ông ấy quản lý một công ty dưới chướng nhà họ tư tuy không phải rất lớn nhưng vẫn có thể truyền cái lời. Đợi lát nữa anh theo tôi đi gặp ông ấy một lần, nói rõ ràng chuyện giữa cậu và từ mộ hôm qua. Với mặt mũi và năng lực của ông ấy thì từ mộ cũng phải chịu thua thôi. Sau đó ân oán giữa anh và nhà họ từ cũng coi như thanh toán sạch sẽ. Nếu không cứ trốn tránh bây giờ cũng không phải là cách. Đường Tuấn nghe vậy thì buồn cười, thì ra hành vi của anh bị người nhà họ ngô tưởng lầm thanh liên trốn tránh nhà họ từ đấy à anh và hoa tiểu nam đã hẹn trước rồi làm gì có thời gian đi gặp vị lãnh đạo nào đó với ngô kim anh nghĩ xem có cách gì uyển chuyển từ chối mà không làm mất mặt ngô kim không tôi hẹn với lãnh đạo cũ ở club mộng hương nơi đó hoàn cảnh yên tĩnh không nhiều người là một trong số rất ít sản nghiệp không thuộc về nhà họ từ ở hà nam này anh cũng đừng sợ mất mặt người trẻ tuổi ngã một lần khôn ra là tốt rồi ngô kim thấy đường tuấn ngập ngừng thì khuyên club mộng hương đường tuấn cười khẽ trên đời này thật nhiều chuyện trùng hợp, anh hẹn với Hoa Tiểu Nam ở club Mộng Hương, không ngờ Ngô Kim cũng muốn đưa anh đến club Mộng Hương. Đường Tuấn nghĩ ngợi một hồi, đáp lại, nếu đã vậy thì cảm ơn chú Ngô. Đường Tuấn rất khách sáo với người nhà họ Ngô, về phần vị lãnh đạo kia. Đường Tuấn không để ở trong lòng, lãnh đạo nào so được với hai chữ đạo thể cơ chứ? Ngô Hoàng phi và mẹ Ngô thấy vậy cũng lộ ra nụ cười thoải mái nhưng đáy lòng ngô hoàng phi lại thoáng mất mát ngay cả người mạnh như đường tuấn đều phải cúi đầu trước thế lực nhà họ từ nhà họ từ đúng là đáng sợ club mộng hương nằm trong một ngõ nhỏ của hà nam không có cửa mặt tiền người thường có lẽ không hề biết có một cái club như vậy ở đây nhưng chỉ cần là người biết đến là hiểu đến club này không phải người giàu sang chính là người quyền thế hương mộng thân là một trong những nơi ít ỏi không bị nhà họ từ thẩm thấu hậu trường của hương mộng có thể nói là rất sâu Tuy người ra vào nơi này đều có thân phận không tầm thường, nhưng không mấy người dám sinh sự ở đây. chương 924, bốc phét mà không có bản thảo à. Vương Khâm đang cho ông ta một đề mục lựa chọn, giữa việc trở lại công ty nhà họ từ và cầu xin cho Đường Tuấn chỉ được chọn một thôi. Một bên là tương lai của ông ta và người nhà họ ngô, một bên là lời hứa khi trước của ông ta. Ngô Kim khó mà đưa ra lựa chọn. Vương Khâm không vội, chỉ lặng lặng nhìn Ngô Kim nói thật ban đầu ông ta có ý định cầu tình giúp đường tuấn mà khi thấy bộ dáng hờ hững không quan tâm trông cứ như ông đây là đệ nhất thiên hạ của đối phương thì quyết định phải cho đường tuấn một bài học người trẻ tuổi phải học được cái gì là biết thời biết thế lúc nào nên khom mình thì phải khom mình ông ta là quản lý cấp cao của công ty nhà họ từ đương nhiên không muốn so đo với một thanh niên nhưng thông qua ngô kim dạy bảo đường tuấn một chút vẫn là được chỉ cần ngô kim thông minh thì nên biết lựa chọn như thế nào Đường Tuấn cũng nhìn Ngô Kim, chờ ông ta trả lời. Ngô Kim nhìn Vương Khâm, lại nhìn Đường Tuấn. Sau khi tự hỏi nửa phút, Ngô Kim thở dài, ái náy nói với Vương Khâm, xin lỗi Tổng Giám Đốc Vương, tiểu đường từng cứu mạng của Hải Thiên, lần này cậu ấy gặp nạn, tôi không thể đứng nhìn không quản. Xin anh giúp tôi nói vài câu lời hay với nhà họ từ đi. Ngu ngốc, vừa nghe Ngô Kim nói xong, Vương Khâm chợt giận tái mặt vỗ mạnh xuống bàn, chỉ tay vào Ngô Kim mà mắng, Ngô Kim, cậu ngu lắm, ngớ ngẩn lắm, vì một người không liên quan gì đến nhà họ Ngô mà hủy hoại tương lai chính mình, cậu điên đấy à? Ngô Kim thở dài, nhẹ nhàng nói, tôi không thẹn với lương tâm. giỏi lắm, không thẹn với lương tâm đúng không? Thế cậu không áy náy với tôi à? Tôi vất vả bồi dưỡng cậu lâu như vậy toàn là dã tràng xe cát đúng không? Ra mặt Vương Khâm co giật, rõ ràng thật sự tức giận. Ngô Kim yên lặng, nhà họ Từ không cần chú, tôi muốn. Đúng lúc này, Đường Tuấn bình tĩnh nói. Cả phòng rơi vào tĩnh mịch. Một lát sau, Vương Khâm giận dữ nhìn Đường Tuấn, một kẻ không bảo vệ được chính mình có thể cho cậu ấy cái gì. Nếu Ngô Kim vào đến công ty nhà họ từ, chỉ tính riêng chia hoa hồng mỗi năm đã gần 3 tỷ rưỡi. Giờ vì cậu mà cậu ta buông tha cơ hội như vậy. Cậu còn có mặt mũi ở đây nói mát à. Đường Tuấn đứng dậy, chú Ngô, nếu nhà họ từ đối xử với chú như vậy thì ở lại cũng có gì tốt đâu tôi giới thiệu cho chú một công ty nhé, đảm bảo tốt hơn nhà họ từ. Anh đã sớm muốn giới thiệu Ngô Kim và Ngô Hoàng Phi đến tập đoàn Thiên Thanh rồi, vừa hay mượn cơ hội này nói ra. Với xu hướng phát triển của Hữu Trí bây giờ đã hoàn toàn không kém bất cứ công ty nào của nhà họ từ rồi. Hơn nữa, đích thân đường Tuấn giới thiệu người, đừng nói là lương 3 tỷ rưỡi, cho dù một năm 35 tỷ cũng bình thường. chương 925 chẳng lẽ đi nhầm nơi rồi sao? ngay cả ngô kim cũng thấy đường tuấn đang khoác lác không biết bao nhiêu người ở hà nam này đều muốn chen vào trong công ty của nhà họ từ nếu không nhà họ cung cũng sẽ không vì một chức quản lý lớp giữa mà đưa con gái là cung nhạc linh qua đó nhưng qua lời nói của đường tuấn chuyện này lại trở thành chuyện đơn giản giống như ăn cơm uống nước như vậy thậm chí còn có vẻ khinh thường cậu thật sự nghĩ những công ty lớn này là do nhà cậu mở ra sao vương khâm không kìm được mà chửi bậy ai ngờ đường tuấn lại mỉm cười nói công ty mà tôi muốn giới thiệu cho chú ngô thật sự là do tôi tự mở ra vương khâm nghe thấy vậy thì ôm bụng cười lớn nói ngô kim cậu thật sự muốn để tôi xin tha thứ với nhà họ từ thay cho cái tên nhóc kiêu căng ngạo mạn này à ngô kim nghe thấy vậy bỗng nhiên hơi do dự ông ta thật sự muốn lãng phí cơ hội quý giá như vậy với đường tuấn sao đường tuấn nhún vai lời phải giải thích mặc dù tập đoàn thiên thanh có những cổ đông khác nhưng người có quyền quyết định thật sự chỉ có anh nói là công ty của riêng mình anh cũng không hề quá đáng đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên vào đi tâm trạng của vương khâm không tốt nên trong giọng nói vang lên vẻ thiếu kiên nhẫn ông ta liếc nhìn đường tuấn với vẻ chiêu tức chuẩn bị ngồi xuống có thể thấy ông ta cũng lười phải cãi nhau với đường tuấn nhưng khi cánh cửa phòng được mở ra khi Vương Khâm nhìn thấy tướng mạo của người đi vào thì động tác đang ngồi xuống của ông ta bỗng nhiên cứng đờ lại. Khuôn mặt của ông ta toát lên vẻ kinh ngạc, ngồi không xong, không ngồi cũng không được và có cả chút hoảng sợ. Cô, cô Hoa, Vương Khâm run rẩy nói, tiếng nói nhỏ như tiếng mũi. Cô gái đứng trước mặt chẳng phải là cô Hoa mà ông ta nhìn thấy trong trang viên nhà họ từ vào tối hôm qua sao? Đây chính là người có thể đi sánh vai cùng với cậu cả từ và cô Vũ, tại sao cô ấy lại đến đây? Chẳng lẽ đi nhầm nơi rồi sao? Nghĩ đến những điều này, gương mặt già nua của Vương Khâm cố nặn ra nụ cười mà tự cho là nhã nhặn, chủ động chào đón Hoa Tiểu Nam. Hôm nay quả là ngày may mắn của mình, không ngờ đi đến club Mộng Hương lại có thể gặp được cô hoa. Nếu như có thể giao lưu một chút với cô ấy, nói không chừng mình có thể leo lên cao hơn trong vị trí của nhà họ Tư. Vương Khâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thầm nói trong lòng, còn về đường Tuấn đã bị ông ta gạt sang một bên từ lâu rồi. Vương Khâm vừa mới đi được hai bước đã phải nhìn thấy một cảnh tượng khiến ông ta khó mà tin được. Chỉ thấy dường như Hoa Tiểu Nam không nhìn thấy ông ta và Ngô Kim, cô ấy lao thẳng vào trong lồng ngực của Đường Tuấn giống như một con mèo nhỏ. Đường Tuấn xoa đầu Hoa Tiểu Nam, cười nói cô nhóc này. Vương Khâm nhìn thấy vậy thì há hốc miệng, dường như đầu bị gõ mạnh một cái khiến mắt ông ta nổ đom đóm. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 926, chuyện này để lát nữa hãng nói. Chào mọi người, tôi là bạn của anh Đường. Hoa Tiểu Nam rụt rè giới thiệu. Ngô Kim thì vẫn còn ổn, tối hôm qua ông ta không tham gia tiệc rượu trong trang viên nhà họ từ nên đương nhiên không rõ thân phận của Hoa Tiểu Nam. Nhưng ông ta cảm thấy cô gái trước mặt này rất được người ta thích. Cô gái này khiêm tốn lễ phép như vậy nhưng sao Đường Tuấn lại kiêu căng ngạo mạn như thế? Đúng là khiến người ta không thể hiểu được, Ngô Kim thầm nghĩ trong lòng mà vương khâm thì sao lúc này ông ta nói với giọng run rẩy cô cô hoa hoa tiểu nam mỉm cười tiết mắt nói các ông là bạn của anh đường gọi tôi tiểu nam là được rồi nói rồi hoa tiểu nam còn nhìn đường tuấn hỏi anh đường tại sao em chưa từng nghe thấy anh nói đến hai người bạn này trong lòng vương khâm lập tức dùng mình nhìn đường tuấn với vẻ tội nghiệp đáng thương nếu như lúc này đường tuấn nói xấu ông ta một hai câu trước mặt hoa tiểu nam e rằng ngày mai ông ta sẽ bị từ nhật sa thải phải biết rằng tối hôm qua từ nhật đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng gần đây hoa tiểu nam ở hà nam đãi ngộ và địa vị tương đương với anh ra nếu như có ai dám khiến cho hoa tiểu nam không vui thì đừng trách anh ta không nể tình đường tuấn khẽ cười nói cứ coi như thế đi lúc này vương khâm mới thở phào nhẹ nhõm nhìn đường tuấn với vẻ cảm kích và nhỏ giọng nói cảm ơn cậu Ngô Kim đứng ở bên cạnh xem hoàn toàn không hiểu gì cả. Tại sao Vương Khâm trước thì ngạo mạn, sau lại cung kính? Trước đó ông ta còn làm thái độ châm chọc khiêu khích, bây giờ lại nói lời cảm ơn với Đường Tuấn. Tổng Giám Đốc Vương, vậy chuyện mà chúng ta vừa mới nói. Ngô Kim vội vàng hỏi. Vương Khâm cắt ngang lời nói của ông ta, chuyện này để lát nữa hãng nói. Ông ta nhìn về phía Hoa Tiểu Nam, nói, vậy cô Hoa nói chuyện với cậu Đường đi, chúng tôi chờ ở bên ngoài, nếu như cô cần gì thì cứ việc dặn dò. Nói rồi ông ta vội vàng lôi ngô kim ra ngoài. Đợi đến khi ra khỏi phòng, tìm một chỗ ngồi ở bên ngoài sảnh lớn, Vương Khâm mới chậm rãi thở phào một hơi giống như chút được gánh nặng. Giữa mùa đông mà chiếc áo sơ mi bên trong ông ta ướt súng, có thể thấy vừa nãy ông ta căng thẳng như thế nào. Tổng giám đốc Vương, anh có thể cầu xin thay cho đường Tuấn được không? Mặc dù anh ta có thái độ không tốt, nhưng Trung Quy vẫn có ân đối với nhà họ ngô tôi ngô kim sợ vương khâm từ chối lúc này vội vàng nói vương khâm hoảng sợ liên tục xua tay nhìn ngô kim và nói ông đề cao tôi quá rồi nhà họ ngô ông đúng là may mắn có thể kết thân với một nhân vật lớn như cậu đường đây có thể thân thiết với hoa tiểu nam như vậy thì chắc chắn quan hệ không hề tầm thường dựa vào quan hệ này chỉ cần người mà đường tuấn đắc tội không phải là mấy cậu cả như từ nhật thì có thể đi nghênh ngang trong cả cái hà nam này đâu cần vương khâm ông ta đi xin tha thứ Bây giờ ông ta lại thấy hơi hối hận, nếu như vừa nãy ông ta kiên nhẫn một chút thì nói không chừng có thể kết thân với Đường Tuấn một cách đường hoàng. Chương 927, lâu rồi không gặp. Ban đầu anh còn nghĩ đến ở nhà Ngô Hoàng phi mấy ngày, nhưng ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, e rằng cho dù đúng thì Ngô Hoàng phi vẫn không thể nào đối xử với anh như bình thường được. Đây không phải là điều anh muốn nhìn thấy. Ừ, ngón tay của Hoa Tiểu Nam làm tư thế thành công, còn nháy mắt với Đường Tuấn. Nhìn vô cùng hoạt bát đáng yêu. Ngô Kim và Vương Khâm đang khẽ bàn bạc làm thế nào để nhân cơ hội này kết giao với Đường Tuấn, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam cùng nhau đi ra ngoài, Hoa Tiểu Nam kéo cánh tay của Đường Tuấn, dáng vẻ vô cùng thân thiết khiến Vương Khâm và Ngô Kim đều run sợ trong lòng. Địa vị của Hoa Tiểu Nam rất tôn kính, không thua gì so với Từ Nhật. Có thể khiến cô ấy đối xử như vậy thì có thể tưởng tượng được thân phận của Đường Tuấn lớn mạnh như thế nào nghĩ đến đây bọn họ không khỏi đề cao thân phận của đường tuấn trong suy đoán của mình đường tuấn nhìn hoa tiểu nam với vẻ bất đắc dĩ hoàn toàn bó tay với cô ấy chú ngô hai ngày nay cảm ơn hai người đã tiếp đãi tôi đường tuấn nói với ngô kim phiền chú nói với hoàng phi rằng tiếp theo tôi có chuyện khác cần phải làm không quay về nữa ngô kim sững sờ trong lòng không tránh khỏi hơi thất vọng nhưng vẫn cười nói không sao nếu như anh có thời gian thì có thể đến nhà chơi bất cứ lúc nào đường tuấn khẽ gật đầu sau đó nói nếu như chú ngô và hoàng phi muốn tìm việc làm thì có thể đi đến tập đoàn thiên thanh thử xem đến khi ấy báo tên với tôi là được đãi ngộ bên tôi chắc chắn không thua kém gì nhà họ tư nếu như gặp phiền phức thì cứ gọi vào số điện thoại này sẽ có người giải quyết giúp chú anh đưa một tờ giấy trắng ghi một dãy số điện thoại cho ngô kim ngô kim nhận lấy lập tức trở nên vui vẻ và gật đầu liên tục đợi đến khi đường tuấn và hoa tiểu nam biến mất trong hành lang Ngô Kim mới dần dần bình tĩnh lại. Tôi nghe nói hình như chủ tịch thần bí của tập đoàn Thiên Thanh đó cũng tên là Đường Tuấn. Vương Khâm chợt nhớ ra điều gì đó, giật mình nói. Vừa mới dứt lời, Ngô Kim và Vương Khâm liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự kinh hãi vô cùng từ trong mắt đối phương. Mà Ngô Kim càng nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại đó giống như là nhặt được bảo bối quý giá. Còn về suy nghĩ của Ngô Kim và Vương Khâm, Đường Tuấn cũng lười phải nghiên cứu sâu hơn nếu như không phải ngô hoàng phi từng quen biết với anh hơn nữa bởi vì hai ngày nay anh cũng gây ra chút ảnh hưởng đối với nhà họ ngô nên cả hai không cùng xuất hiện còn số điện thoại mà anh đưa cho ngô kim là số của ninh đình trung như vậy cũng coi như là báo đáp nhà họ ngô đường tuấn và hoa tiểu nam vừa mới đi ra khỏi club mộng hương chưa được bao lâu có một nam hai nữ đi vào bên trong nếu như đường tuấn ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra bọn họ bọn họ chính là vũ tuyết hương Cô chủ cao quý của nhà họ Võ cùng với Thanh Liên và Khương Ý Thiên mà anh từng gặp qua ở Nghịch Luân. Ba người họ tìm một nơi xó xỉnh yên tĩnh, hai người phụ nữ ngồi xuống còn Khương Ý Thiên vẫn đứng ở phía sau lưng Thanh Liên. Anh ta nhìn Thanh Liên với đôi mắt nóng hừng hực và sùng bái, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Lâu rồi không gặp, Võ Tuyết Hương khẽ nói với Thanh Liên. Chương 928, chuyện giữa tôi và cô là chuyện riêng tư. Đại hội võ thuật tổ chức bao nhiêu năm qua, nghịch luân chưa bao giờ can thiệp vào, tại sao lần này các cô lại nhúng tay vào. Hai người họ đều là người bình thường, sau khi trò chuyện hồi tưởng một lúc thì Vũ Tuyết Hương hỏi thẳng. Thanh Liên làm vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, trong hai năm qua giới võ lâm xảy ra rất nhiều chuyện. Nhà họ đằng của dân tộc mèo sát hại võ giả, đạo thể bỗng nhiên xuất hiện, lôi pháp từ trên trời giáng xuống núi yên tử võ giả liên tiếp thi triển sức mạnh siêu phàm trước mặt người thường gây ra rất nhiều tranh luận và nguy hại đến an toàn xã hội. Đây là những điều nghịch luân không cho phép. Vũ Tuyết Hương nở nụ cười nhạt, nói, xem ra hôm nay tôi và cô không thể ôn lại chuyện cũng được rồi. Thanh Liên lắc đầu, nói chuyện giữa tôi và cô là chuyện riêng tư. Vũ Tuyết Hương nghe thấy vậy. Vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo và nói, cho nên hôm nay cô đến đây là định làm gì? Thay mặt nghịch luân đến cảnh cáo nhà họ võ tôi sao? Thanh Liên gật đầu, nói, "Đúng vậy, chúng tôi hy vọng nhà họ Vũ các cô có thể biết điều một chút." Chúng tôi, trên gương mặt Vũ Tuyết Hương bỗng nhiên nở nụ cười mỉa mai, nói, "Các cô đại diện cho cậu Long hay là cho Nghịch Luân?" Cô ả à vừa dứt lời, biểu cảm của Thanh Liên trở nên lạnh lùng và chân khí bùng lên, bầu không khí hơi chấn động. Khuông Ý Thiên bị ép đến nỗi lùi về sau vài bước, vẻ mặt ngơ ngác. Sau này cậu Long sẽ nắm giữ Nghịch Luân, lời nói của anh ấy đại diện cho Nghịch Luân. Thanh Liên nhìn Vũ Tuyết Hương với vẻ thù địch, cuối cùng kiềm chế khí tức lại và lạnh nhạt nói. Gương mặt Vũ Tuyết Hương làm vẻ mặt, "Tôi biết rồi." Khẽ cười nói, "Tôi nghe nói cậu Long là con át chủ bài của Nghịch Luân từ lâu, xem ra là thật." Thanh Liên hạ giọng nói, "Đủ rồi, cậu Long chiến đấu ở nước ngoài, bảo vệ biên giới. Không biết đã ngăn cản được bao nhiêu võ giả và thuật sĩ siêu phàm ở các nước muốn gây bất lợi cho nước Việt Nam, anh ấy có công lao to lớn với đất nước như vậy, cô có thể bàn luận được sao?" Nếu như đổi lại là người khác chắc chắn sẽ dùng mình sợ hãi khi đối mặt với Thanh Liên vào lúc này, nhưng dường như Vũ Tuyết Hương chưa nhận thấy. Cô ả à khuấy đều cốc cà phê trên bàn, khẽ uống một ngụm, động tác tao nhã mê người. Cô ả à cười nói, có thể nói cậu Long là người vô cùng tài năng, là người đứng đầu trong đám người chúng ta vào năm đó. Bao nhiêu năm trôi qua, không biết còn có thần hải khác không. Không biết anh ta so với đạo thể như thế nào. Đôi mắt Thanh Liên hơi co lại, nói từ khi cậu long xuất đạo đến nay đã trải qua hàng trăm trận chiến gặp chiến tất thắng chưa thất bại lần nào sao có thể so sánh với đạo thể hèn mọn đó cho dù đạo thể thật sự nhập vào thần hải thì cũng không phải là đối thủ của cậu long vô tuyết hương không hề kinh ngạc gì năm đó đám người bọn họ được lựa chọn vào một tổ chức thần bí nào đó tham gia cuộc huấn luyện đánh thức thiên phú hầu như mỗi người trong số họ đều có thể chất đặc biệt giống như bản thân cô ả có sự hòa hợp với thủy nguyên khí bẩm sinh thanh liên thì lại gần với một nguyên khí. Trong đó có nhiều nhân tài, cho dù cơ thể cấp thanh loan giống như cơ thục quyên cũng có đến mấy người. Trong hoàn cảnh đâu đâu cũng là thiên tài, cậu Long là người đánh thức thiên phú sớm nhất, hơn nữa lại còn đánh thức song thiên phú và mỗi loại thiên phú đều vô cùng mạnh. Khi đó cậu Long đã làm kinh động đến tầng lớp cấp cao trong tổ chức bí mật, mà cậu Long cũng được đặt cách thu nạp vào nghịch luân. Sau này Vũ Tuyết Hương quay về nhà họ Vũ, nhưng vẫn có thể nghe ngóng được tin tức của cậu Long từ các con đường thần bí. Chương 929 đường tuấn cũng có thể đoán ra được một chút. Cũng vì vậy mà cậu Long được xưng là sao kim của Nghịch Luân. Một nhân vật như vậy chắc chắn không hề kém cạnh gì so với đạo thể, thậm chí còn mạnh hơn. Xem ra khi đó cô thua dưới tay đạo thể nên vô cùng căm hận nhỉ. Vũ Tuyết Hương khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Thanh Liên không nói gì, nhưng có thể nhìn thấy vẻ oán hận sâu sắc ở tận sâu bên trong đôi mắt cô ta lúc đầu ba người là cô ta tân kiên và thành kha bắt tay với nhau nhưng vẫn bị đạo thể đánh bại điều đó khiến ba người bọn họ mất mặt trong nghịch luân làm sao mà cô ta không oán hận được chắc hẳn tân kiên và thành kha đi tìm dân tộc mèo và nhà họ từ rồi nhỉ vũ tuyết hương hỏi ba người thanh niên tân kiên và thành kha suốt đạo thì gắn bó với nhau như hình với bóng Bây giờ chỉ có Thanh Liên đến đây nên Vũ Tuyết Hương đã đoán được hai người kia đi đâu. Thanh Liên im lặng, coi như là ngầm thừa nhận. Vũ Tuyết Hương đứng lên, duỗi lưng một cái, cơ thể hoàn hảo phác họa lên đường cong mê người. Cô ả à nhìn Thanh Liên nói, nói chuyện với cô thật nhàm chán. Còn nữa, tôi muốn nói với cô rằng có lẽ đạo thể vẫn chưa chết, rất có thể đã ở Hà Nam này rồi. Thanh Liên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, siết chặt nắm đấm. Vũ Tuyết Hương khẽ mỉm cười, đi đến bên cạnh khuôn ý thiên thì dừng bước chân lại nói với vẻ diếu cợt ngay cả dũng khí để ngồi bên cạnh cô ta cũng không có không biết anh kém bao nhiêu lần so với cậu long và đạo thể anh nên cắt đứt suy nghĩ đó thì hơn nói rồi vỗ tuyết hương rời đi mà không hề quay đầu lại khuôn ý thiên đỏ bừng mặt đứng xứng sờ tại chỗ mà không dám phản bác gì cả trên đường đi đường tuấn hỏi hoa tiểu nam về tình hình quản lý dân tộc mèo hiện nay vẻ mặt hoa tiểu nam hơi khó coi không biết nên nói thế nào. Đường Tuấn thấy vậy thì không khỏi nheo mắt lại, khẽ vỗ lên vai của cô ấy và nói, "Đợi sau khi em hoàn thiện việc tu luyện phép mặc cổ luyện khí, đến khi đó bọn họ không thể không phục em. Còn về những kẻ có lòng riêng đó, anh sẽ ngăn chặn bọn họ giúp em." Cho dù Hoa Tiểu Nam không nói, Đường Tuấn cũng có thể đoán ra được một chút. Lúc trước Hoa Tiểu Nam có thể ngồi lên vị trí đầu của của dân tộc mèo hoàn toàn dựa vào việc anh tự mình áp đảo chín mạch dân tộc mèo sau đó khiến cho nhà họ Trương đích thân bảo vệ che chở cho cô ấy. Mặc dù Trương Huy đã lập lời thề độc rằng sẽ không phản bội Hoa Tiểu Nam, nhưng mất đi Trương Viễn Quốc nên sức mạnh của nhà họ Trương không còn như trước nữa, không đủ để khiến các chi mạch khác của dân tộc mèo e ngại. Mà trong khoảng thời gian trước đó, anh biến mất hai tháng, từ đó đủ loại tin đồn liên quan đến việc anh bị thương nặng và chết nổi lên. Chắc chắn những trưởng lão có dã tâm ở dân tộc mèo đó sẽ không phục, cộng thêm việc Hoa Tiểu Nam tu luyện lạc lối, ai mà cam tâm tình nguyện khuất phục cô ấy. Trên thế giới này chưa từng thiếu hạng người hừng hực dã tâm. chương 930 Tân Kiên Dân tộc mèo được kế truyền hàng nghìn năm nay, trong đó không chỉ có những người giỏi luyện võ nuôi cổ trùng, còn có một bộ phận người dấn thân vào thế giới bình thường làm ăn kinh doanh. Nhóm người dân tộc mèo đi đến Hà Nam không sống ở trong biệt thự do nhà họ từ sắp xếp mà thuê một phòng trong khách sạn 4 sao để ở. Vì vậy có thể thấy dân tộc mèo giàu nứt khố đổ vách. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam vừa mới đi đến cửa khách sạn đã nghe thấy tiếng huyên náo và tiếng đánh nhau vang lên từ bên trong. Ai cũng nói dân tộc mèo các người kế truyền hàng nghìn năm nay, gốc gác vững chắc. Nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhỉ. Một đám lão già lại để một cô gái đẻ đầu cưới cổ, diễu võ dương oai. Nếu như tôi là mấy người, tôi sẽ treo cổ tự tử cho xong. Một giọng nói mang theo vẻ diễu cợt vang lên từ bên trong sảnh lớn. Từ khi nào đến lượt nghịch luân các anh quyết định chuyện của dân tộc mèo tôi vậy?" Một giọng phụ nữ gay gắt vang lên. "Ha ha, một con mụ không làm được nổi tông sư mà dám nói với tôi như vậy, dân tộc mèo các người không còn ai nữa sao?" Giọng nói trước đó lại vang lên lần nữa. Sau đó là một loạt tiếng va đập. "Bà ơi, Hoa Tiểu Nam nghe đến đây thì vội vội vàng vàng hét lên, bỏ cả đường Tuấn để chạy vào bên trong sảnh lớn." Vẻ mặt đường Tuấn tối sầm lại, chậm rãi đi vào bên trong. Anh đã nghe thấy người lên tiếng nói chuyện vừa nãy là ai? Tân Kiên, là thành viên của Nghịch Luân trước kia đã cùng với Thanh Liên và Thành Kha bao vây tấn công anh. Hoa Tiểu Nam vừa đi vào trong sảnh lớn, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cô ấy, không nhìn thấy Đường Tuấn đang theo sát ở phía sau. Lúc này bà độc được mọi người đỡ đứng lên, khóe môi vẫn còn vết máu, có thể thấy vừa nãy bà ấy đã bị thương khá nặng. Tân Kiên khoanh tay nở nụ cười lạnh lùng, đeo thanh kiếm dài toát ra phong cách cổ xưa trên lưng mình. Khi thức của anh ta mạnh hơn rất nhiều so với ngày thường, e rằng trong đám người dân tộc mèo đứng ở đây chỉ có thế hệ đầu của dân tộc mèo là Trương Huy này mới có thể so bì được với ông ta. Nhưng lúc này Trương Huy cũng không có ý ra tay mà buông thóng tay xuống, đứng sang bên cạnh. Tân Kiên nhìn Hoa Tiểu Nam với vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường nói cô chính là tổng chủ mới của dân tộc mèo, là cô gái vô cùng kỳ diệu được giới võ thuật đồn. Tôi đến từ nghịch luân, hôm nay đến đây để nói cho dân tộc mèo mấy người biết rằng hãy khiêm tốn một chút, đừng có mà gây chuyện. Đợi đến khi khai mạc đại hội võ thuật xong thì hãy ngoan ngoán cút về cái nơi chim không thèm ị của dân tộc mèo đó đi, tốt nhất cả đời này đừng ra khỏi đó, nếu không tôi không ngại đưa người đến giết dân tộc mèo của cô đâu. Hoa Tiểu Nam nghe thấy vậy, tức giận nói, cho dù như vậy thì anh cũng không được ra tay đả thương người khác. Tân Kiên nhếch miệng, nói: Ai bảo bà ta nói năng linh tinh? Nếu như cô không phục thì có thể lấy lại công bằng cho bà ta. Trương Huy, Tô Phượng, Hoa Tiểu Nam tức giận nói với các trưởng lão của dân tộc mèo đang khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh, người dân tộc mèo của chúng ta bị nhục, các ông đứng nhìn như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 931, khiến anh thất vọng rồi. Ông cụ đó tên là Tô Phượng là nhân vật thuộc bậc trưởng lão của dân tộc mèo và sức mạnh cũng có thể xếp hàng đầu trong dân tộc mèo tính đến bây giờ. Nếu không lần này ông ta cũng sẽ không đi ra khỏi dân tộc mèo cùng với Hoa Tiểu Nam. Tô Phượng nghe thấy vậy thì chỉ cười ha ha, nói, võ thuật của cô chủ Kinh Thiên, đương nhiên có thể hàng phục tất cả kẻ thù, cần gì đến lão già này ra tay. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam trở nên lạnh lẽo, nói Trương Huy, ông nói như thế nào đây? Ông đừng quên chuyện ông từng hứa hẹn với anh Đường chẳng lẽ ông muốn làm con người bội bạc lật lọng sao trương huy cũng nở nụ cười thản nhiên nói đương nhiên trương huy tôi không phải là người bội bạc lật lọng nhưng khi đó tôi đồng ý với anh đường là không phản bội nhà họ hoa bây giờ như vậy cũng không tính là phản bội trưởng lão tôi nói đúng võ thuật của cô chủ không kém gì chúng tôi cần gì chúng tôi phải ra tay tân kiên thấy vậy gương mặt càng nở nụ cười tươi hơn và càng khinh thường hoa tiểu nam Nói quả nhiên trưởng lão Trương và trưởng lão Tô mới là người hiểu chuyện. Nếu như đổi lại là tôi, tôi đã đuổi đứa con gái không biết việc lớn này ra khỏi dân tộc mèo rồi. Bỗng nhiên anh ta đi lên phía trước một bước, khí tức điên cuồng giống như núi như biển của anh ta tuôn phía Hoa Tiểu Nam, nói: "Không biết đạo thể trốn ở nơi xó xỉnh hẻo lánh nào, không dám ra ngoài gặp người." Cô còn tưởng dựa vào uy lực còn lại của anh ta là có thể vô địch thiên hạ sao? hôm nay tôi để cho người đời xem thử xem cái gọi là hoa của dân tộc mèo chỉ là một đứa rác rưởi. Khi đó ba người là anh ta, Thanh Liên và Thành Kha bao vây tấn công đường Tuấn, bị anh đánh bại. Sau khi quay trở về nghịch luân, anh ta đã cực khổ luyện tập, võ đạo cũng tiến bộ hơn. Lúc này có cơ hội chút hết căm hận, sao anh ta có thể bỏ qua một cách dễ dàng được? Tân Kiên, ai cho anh lá gan để làm loạn ở đây vậy? Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên từ phía sau lưng tân kiên kể từ khi thua ở trong tay đường tuấn âm thanh này đã xuất hiện trong giấc mơ của tân kiên không biết bao nhiêu lần vì vậy nên dù anh ta và đường tuấn mới chỉ có duyên gặp nhau một lần nhưng có thể lập tức nhận ra âm thanh này đường tuấn tân kiên chậm rãi xoay người lẩm bẩm thì thào trong miệng thanh kiếm cổ trên lưng anh ta phát ra âm thanh leng keng như thể muốn phá vỏ để chui ra người của dân tộc mèo Do Trương Huy và Tô Phượng dẫn đầu cũng sợ hãi nhìn lại. Trong số bọn họ hoặc là đã từng tận mắt chứng kiến hoặc là đã từng nghe qua về trận chiến của Đường Tuấn và Trương Viễn Quốc ở dân tộc Mèo vào ngày hôm đó, càng hiểu sâu hơn về sự mạnh mẽ của đạo thể. Ánh mắt Trương Huy khẽ run lên, trên mặt đã lộ ra vẻ run sợ. Còn Tô Phượng thì khẽ nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Anh chưa chết, biểu cảm Tân Kiên lạnh lùng như kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng thù địch, trầm giọng nói: Đường Tuấn cười khẩy một tiếng, nói, khiến anh thất vọng rồi. Anh nhìn về phía Trương Huy, lạnh lùng nói, Trương Huy, ông như thế này là đến để thực hiện lời hứa đó sao? Trương 932 xem ra tài năng của anh cũng không có gì đặc biệt cả. Trương Huy, dân tộc mèo các người không cần phải giải thích với anh ta. Lúc này, đột nhiên Tân Kiên cắt lời Trương Huy, ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, giống như một con rắn độc có thể ăn thịt người khác bất cứ lúc nào, ngày đó đường tuấn chặt đứt một cánh tay của anh ta may mắn là anh ta có xuất thân nghịch luân có rất nhiều đan dược và sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật hiện đại mới có thể giúp anh ta nối liền lại cánh tay một lần nữa nhưng sự sỉ nhục đó cứ luôn bám theo anh ta khiến cho khuôn mặt của anh ta luôn u tối không thể khôi phục được cánh tay đã bị đứt như lúc ban đầu được nữa xem ra tài năng của anh cũng không có gì đặc biệt cả trốn lâu như vậy vẫn chưa phá giới hạn của cơ thể để lên cấp thần hải tân kiên bĩu môi khinh thường nói anh ta có xuất thân không hề bình thường từng tiếp xúc với nhiều cao thủ thần hải cảnh vô cùng quen với khí thức của thần hải cảnh lúc này tân kiên không hề cảm nhận được khí thức mạnh mẽ của riêng thần hải cảnh từ trên người của đường tuấn mà từ trước đến nay đạo thể giới hạn cơ thể như một tảng đá không thể phá vỡ đương nhiên anh ta sẽ cho rằng đường tuấn vẫn còn dậm chân tại chỗ đường tuấn khẽ cười không giải thích gì thêm bây giờ năng lực của anh gần như mỗi giờ đều đang được khơi thông với nguyên khí biển cả cơ thể như ngọc thô chưa được mài rũa hoàn hảo không tì vết, bên trong lại trong sạch, lại thêm sự kỳ diệu của bí quyết thần tàng, chính là không phải ai cũng có thể cảm nhận được nguyên khí chấn động của võ giả sau khi qua được thần hải cảnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Tần Kiên đã luyện tập và tiến bộ không ít về mặt võ đạo, nhưng vẫn chưa thể vào được thần hải, nên đương nhiên không thể nhìn ra được thực lực của Đường Tuấn. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng chính là như vậy. Vậy thì sao chứ, dù sao thì tôi cũng vẫn là đạo thể. Đường Tuấn nói. Đột nhiên Tân Kiên tiến lên phía trước một bước, ánh mắt lóe lên, khí tức trên người hung hăng mạnh mẽ giống như núi lửa phun trào. Trương Huy, Tô Phượng và các trưởng lão của dân tộc mèo lập tức thay đổi sắc mặt, không ít trưởng lão có tu vi yếu kém lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, lúc này chỉ với sự mạnh mẽ của khí tức thôi, Tân Kiên đã không kém gì Trương Huy và Tô Phượng rồi. Quả nhiên Nghịch Luân có rất nhiều người tài, chỉ là một Tân Kiên thôi mà có thể mạnh đến như vậy tài năng gần như không thua kém gì Trương Tĩnh Hòa và các môn phái lớn khác. Theo như lời đồn thì cậu Long kia được khen nghịch lân sao kim, sợ rằng những người cùng thế hệ không ai có thể đụng tới được. Trương Huy và Tô Phượng liếc nhìn nhau một cái, trong ánh mắt có thể thấy được sự rè chừng của họ. Bọn họ nhìn về phía hoa tiểu nam cùng một lúc, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Vị tổng chủ dân tộc mèo này của bọn họ, đừng nói là cậu Long, đến Tân Kiên cũng không thể sánh nổi, dân tộc mèo thật là bất hạnh mà. Tân Kiên nghe vậy, không hề nghi ngờ suy đoán của mình. Anh ta nhếch môi nở một nụ cười khinh thường, điên cuồng nói, cũng không có gì đặc biệt cả, anh thì vẫn dậm chân tại chỗ nhưng tôi thì vẫn không ngừng tiến bộ qua từng phút, tu vi ngày càng mạnh mẽ. Giờ đây tôi đã không còn là mình của ngày hôm đó nữa rồi. Cuối cùng thì sẽ có một ngày, đạo thể của anh sẽ biến mất, sẽ bị người đời lãng quên thôi. Hôm nay, tôi sẽ dùng anh như một hòn đá mài để khẳng định những gì tôi đã học được. Tân Kiên khẽ quát một tiếng, thanh kiếm cổ trên lưng phát ra tiếng leng keng rất lớn, được rút ra khỏi vỏ một cách hung hăng. Anh ta dùng ngón tay của mình khẽ vuốt thanh kiếm, dáng vẻ ngạo nghễ, tỏ ra điên cuồng nói, "Đường kiếm này của tôi chính là do cậu Long tự mình chỉ điểm. Gọi là sát thần, anh là người đầu tiên nhìn thấy sự sắc bén của thanh kiếm này. Tự lấy làm vinh dự đi. Sát thần, một chiêu có thể giết được cả thần hải." Vừa dứt lời, thanh kiếm cổ trong tay Tân Kiên được vung ra. Chiêu kiếm này nhìn thì đơn giản, có khí tức cổ xưa. Nhưng khi thế kiếm được hình thành, ngay cả những cường giả như Trương Huy, Tô Phượng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt lần nữa. Trương 933 chỉ một ngón tay mà có thể chống lại cả một chiêu kiếm. Chỉ là tiện tay chỉ điểm một chiêu mà có thể uy lực như vậy. Tài năng võ đạo của cậu Long đó thật sự không đơn giản. Hơn nữa, cậu Long có vẻ không phải là một người chuyên về kiếm pháp, nếu do cậu Long tự mình ra tay, thì chỉ với chiêu kiếm này thôi không chừng có thể vượt cảnh sát thần hải rồi. Trong lòng Trương Huy có chút hoảng sợ khi nghĩ tới điều đó, người đó trong lời đồn là một cường giả bí ẩn của Nghịch Luân, khiến người đó càng thêm đáng sợ như một con hổ. E rằng đạo thể chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của bản thân mới có thể đỡ được đường kiếm này mà thôi. Ánh mắt Tô Phượng lóe lên. Ánh mắt Tân Kiên lộ ra vẻ đắc ý, như thể anh ta đã nhìn thấy hình ảnh Đường Tuấn thất bại dưới kiếm của mình. Đối với danh sừng có thể sát thần được trong một đường kiếm này, đường Tuấn chỉ có thể khẽ cười. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh đưa hai ngón tay búng nhẹ một cái vào khoảng không. Com, tiếng của thanh kiếm vang lên, ngón tay của đường Tuấn thực hiện thủ pháp linh dương mọc sừng bí ẩn, đúng lúc đánh vào thân kiếm. Ở chỗ Trương Huy, Tô Phượng và những người khác nhìn ra, giống như thanh kiếm Tân Kiên đã chủ động đưa ngón tay đường Tuấn vậy. Cái này, cái này. Cơ thể Trương Huy và Tô Phượng run lên, trong mắt tỏ ra khó hiểu. Dưới cái nhìn của họ, chiêu kiếm như vậy gần như không có sơ hở nào để có thể phá giải. Nhưng dáng vẻ của Đường Tuấn lại vô cùng thoải mái, như thể một người lớn đang nhìn một đứa trẻ chơi với một thanh kiếm đồ chơi vậy. Tân Kiên là người trong cuộc nên cảm giác càng thêm sâu sắc hơn. Chỉ với một cái búng tay của Đường Tuấn, một nguồn lực mạnh mẽ đã truyền vào thanh kiếm. Kiếm cổ kêu gào, giống như tiếng chim quyên gào khóc vậy suýt chút nữa Tân Kiên lại dẫm vào vết xe đổ ngày hôm đó, thanh kiếm cổ như muốn rời khỏi tay. Lúc này, sắc mặt Tân Kiên trở nên hung ác, anh ta giữ chặt chuôi kiếm. Nhưng cũng chính vì như vậy mà toàn bộ cánh tay phải của anh ta đã phát ra một âm thanh vô cùng đau đớn, nghe giống như bị vặn lại, tuôn ra một đám máu. Còn Tân Kiên, anh ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cảm thấy vô cùng khó thở. Dùng thanh kiếm chống lên mặt đất, mới miễn cưỡng duy trì được để bản thân không bị ngã chỉ một ngón tay mà có thể chống lại cả một chiêu kiếm tất cả đều im lặng dù trương huy và tô phượng đã trải qua rất nhiều chuyện thời thế thay đổi rèn luyện được sự bình tĩnh trong lúc nguy cấp nhưng lúc này cũng phải há hốc miệng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc khuôn mặt tân kiên đầy ngơ ngác và sợ hãi trước đó anh ta còn cười nhạo đường tuấn chỉ dậm chân tại chỗ muốn thắng một trận nhưng bây giờ kết quả lại giống như một cái tát tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta vừa đau vừa rát sát thần chỉ trong một đường kiếm cũng có thể chỉ là tu vi của anh quá tệ nếu như cậu long của các người tự mình tới ít ra còn có thể tung được hai chiêu với tôi đường tuấn thu tay lại rồi đứng lên vẻ mặt bình tĩnh nhìn tân kiên anh hừ tân kiên nghe xong sắc mặt tái nhợt phun thêm một ngụm máu tươi cậu long là niềm kiêu hãnh của nghịch luân đối với tân kiên mà nói lại càng giống như thần tiên thần tượng vậy không thể tha thứ cho bất kỳ ai dám sỉ nhục nếu không phải vì lúc này anh ta không còn sức để chiến đấu nữa thì anh ta đã rút kiếm thêm một lần nữa rồi. Chương 934, sau này tôi sẽ luôn nghe theo cô chủ. Sau một hồi im lặng một cách kỳ lạ, Đường Tuấn bỗng nhiên mỉm cười. Cậu cười cái gì? Tô Phượng hỏi, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Đường Tuấn nói, vừa rồi, Tân Kiên sỉ nhục tổng chủ dân tộc mèo trước mặt nhiều người như vậy, các người có ai dám đứng ra không? các người có từng nghĩ tới việc tôn nghiêm của dân tộc mèo bị khiêu khích như vậy là không thể tha thứ không? Sắc mắt của Tô Phượng có chút khó coi nói, chuyện này có thể giống nhau được sao? Đường Tuấn khẽ cười, lắc đầu nói, thực sự không giống nhau, đằng sau Tân Kiên có một thế lực rất lớn như nghịch luân, tuy rằng tôi rất mạnh, nhưng cũng chỉ có một mình tác chiến, cho nên mặc dù các người khâm phục tôi, nhưng không sợ tôi. Thậm chí còn bắt nạt tiểu nam còn trẻ và tốt bụng, cho nên mới bằng mặt mà không bằng lòng như vậy. Những đứa trẻ khác trong dân tộc mèo nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía Tô Phượng, chờ đợi lời giải thích của ông cụ. Tô Phượng cố gắng giải thích, đây chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, không hề có liên quan gì đến dân tộc mèo bọn tôi cả. Sắc mặt đường Tuấn trở lên lạnh lùng, nói ông muốn dùng thế lực để chèn ép tôi nhưng lại không biết tôi có năng lực như thế nào. Chưa nói tới mấy chục nghìn người trong dân tộc mèo, dù cho là cả trăm triệu người trên thế giới đều là kẻ thù thì có sao chứ. Nếu hôm nay tôi giết chết ông, vậy thì đã sao vừa dứt lời đường tuấn dùng lòng bàn tay ấn vào không gian đột nhiên nguyên khí sôi trào giữa trời úp xuống một nguyên khí thủ ấn áp lực nặng như núi đè trên người tô phượng sao cậu dám sắc mặt tô phượng hoàn toàn thay đổi quát lớn nhưng giọng nói đó lại đột ngột dừng lại cả người ông cụ bị một trưởng này này ép xuống đất lập tức chết đi mà không kịp suy nghĩ trước khi chết trong lòng ông cụ vẫn còn khó hiểu rõ ràng ông cụ vẫn còn nằm thế lực lớn trong tay, tại sao Đường Tuấn lại dám tàn nhẫn giết chết mình như vậy? Năm đó Hàn Nhật Long, được chùa bái đính tranh thủ dành chút thời gian để bảo huyết. Có người đó chân giữ, tôi cũng không phải kẻ ngu, làm sao có thể lặp lại những sai lầm tương tự được. Đường Tuấn đứng chắp tay, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Tô Phượng nghĩ rằng ông cụ nắm giữ thế lực lớn nhưng không biết rằng tâm tình của Đường Tuấn đã đạt đến mức độ không một thứ gì có thể quấy nhiễu mặc cho bạn có xúc phạm tôi, lừa dối tôi mắng chửi tôi, tôi đều dùng một trưởng đánh chết. Dù cho có âm mưu hay quyền lực thế nào đi chăng nữa. Còn ai muốn chịu chết nữa? Đứng ra, tôi sẽ giúp hoàn thành được mục đích. Yên tâm, các người chết rồi, tôi sẽ để tiểu nam đặt linh bài của các người trong từ đường. Giúp các người hoàn thành cái gọi là trung nghĩa. Đường Tuấn nhìn quanh một vòng, lạnh lùng nói. Tiểu nam còn nhỏ tuổi, tốt bụng nên không thể nhuốm máu được. Nhưng tôi không ngại, tôi không ngại tự tay giết thêm vài mảng nữa đâu. Giọng nói của đường Tuấn vang lên trong sảnh thể hiện sát ý điên cuồng. Ngài đường làm vậy không hề sai, tô phượng bằng mặt không bằng lòng, muốn chia cắt dân tộc mèo, nhất định phải chết. Trương Huy cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hoa tiểu nam đi tới, níu lấy cánh tay đường Tuấn, nói anh đường, cho bọn họ một cơ hội đi, em nghĩ sau ngày hôm nay, bọn họ nhất định sẽ không dám thay lòng nữa đâu, đúng không các trưởng lão? Các trưởng lão của dân tộc mèo đứng đầu là Trương Huy cùng nhau gật đầu, vỗ ngực đảm bảo, sau này tôi sẽ luôn nghe theo cô chủ. Đường Tuấn thấy vậy, lúc này vẻ mặt anh mới hơi dịu lại. Chương 935, đạo thể gặp nạn rồi. Vào cái ngày mà Tân Kiên rời đi đã có một tin tức chấn động được truyền ra. Đạo thể đã trở lại. Tin tức này giống như cơn sóng thần quét qua tâm trí của rất nhiều võ giả tới xem đại hội võ thuật một số võ giả vốn có suy nghĩ khác thường đối với dân tộc mèo cũng lập tức xóa bỏ ý nghĩ này đi. Thành tích chiến đấu của Đường Tuấn từ lúc ra mắt tới nay thật đáng kinh ngạc, khiến bọn họ không thể không đề phòng. Giết cha con nhà họ Đằng và Trương Viễn Quốc, đánh bại quỷ đao Phạm Nam Thiên, sức lực áp đảo tất cả các thiếu niên bấy giờ, sở hữu thể chất vô địch 300 năm mới xuất hiện, thực lực không cần bàn cãi, luôn đứng thứ nhất trong những người cùng trang lứa. Đạo thể xuất hiện trở lại, đại hội võ thuật sẽ rất náo nhiệt, Biết đầu đạo thể học được toàn bộ kỹ năng, trở thành người đứng đầu. Có người suy đoán, mỗi đại hội võ thuật đều tổ chức so tài võ công, lứa trẻ kiêu hãnh đến tranh vị trí cao nhất, còn những người ở thế hệ trước đến để giải quyết ân oán giữa hai phái. Người thắng thì danh tiếng lẫy lừng, kẻ thua thì mất hết mặt mũi. Thế nhưng thực lực của Đường Tuấn đã vượt xa những người cùng lứa tuổi, bắt kịp với những người già dặn. Thậm chí còn có tin đồn ngay cả trưởng giáo Trương tín chiết của núi Yên Tử cũng bị đạo thể đánh bại. Có người lắc đầu nói, khó lắm. Đại hội võ thuật lần này tổ chức rất lớn, vượt xa tất cả những lần trước, nghe nói ngay cả những cường giả phi phàm ở thần hải cảnh cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa mấy người đừng quên, Cổ Sáng đã nói những lời vô cùng hung ác, gã nói sẽ giết chết đạo thể ở đại hội võ thuật. Trước khi Cổ Sáng vào thần hải, gã chính là một trong những tông sư mạnh nhất đương thời, ngay cả Phạm Nam Thiên cũng không thể sánh bằng. Chiến tích của Cổ Sáng ngày đó không thua kém gì đạo thể. Ai biết được bây giờ gã vào thần hải rồi thực lực sẽ mạnh tới cỡ nào chứ? Trừ khi đạo thể có thể thăng cấp lên thần hải, nếu không thì e rằng rất khó có thể đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Ngay sau đó lại có thêm một tin tức truyền tới. Thông tin chính là đạo thể vẫn chưa phá vỡ giới hạn của cơ thể, chưa lên cấp thần hải. Thật hay giả, rất nhiều người kinh ngạc hỏi. Đường Tuấn đã rất lâu không xuất hiện, có nhiều người đoán rằng anh đi tìm cách phá vỡ giới hạn của cơ thể giờ đây dám xuất hiện chắc hẳn là dựa vào đó. Đương nhiên là thật, tin tức này do chính mồm Tân Kiên nói, sao có thể là giả chứ? Có người phản bác, chẳng còn ai nghi ngờ tính xác thực của tin tức này nữa. Mọi người đều biết, nhà họ Tàng là thành viên của nghịch luân, lời nói rất có trọng lượng. Mặc dù Tân Kiên không nói gì đến việc đánh nhau với Đường Tuấn, nhưng cũng không ai dám nghi ngờ lời hắn nói. Đạo thể gặp nạn rồi, vô số người cười thầm trong lòng tuy rằng đạo thể đánh bại thần hải, nhưng cổ sáng không phải là người mà đám trương viễn quốc, đằng Vũ Vân có thể sánh bằng. Còn đạo thể thì đã sao, sợ rằng lần này sẽ thành kẻ tàn phế. Có người cười nhạo, thậm chí một số người còn ngầm cá cược xem đường Tuấn có thể sống sót rời khỏi Hà Nam hay không. Dù tỷ lệ cược đường Tuấn đánh bại cổ sáng lên tới một ăn 500 nhưng vẫn chẳng có mấy ai đặt cược, thậm chí chỉ là đặt cho vui mà sắp gần ngày diễn ra đại hội võ thuật nên tỷ lệ đặt cược vẫn không ngừng tăng lên. Xung quanh vùng sườn núi ngoại ô Hà Nam hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một biệt thự vô cùng xa hoa, rộng gần 1.000 mét vuông tọa lạc ở đó. Một con đường núi quanh co uốn lượn dẫn đến cửa biệt thự. Bình thường có rất nhiều du khách nghỉ chân ở dưới núi ngước nhìn nó, nhưng không một ai dám một mình leo lên đó. Audio điện tử võ tấn bền chương 936, cháu không thèm để ý đến cậu ta. Nếu là người Hà Nam, khi nhìn thấy người thiếu niên và người đàn ông trung niên kia, chắc chắn sẽ biết thân phận của hai người họ. Là từ Nhật và từ Đông, gia chủ hiện tại và gia chủ dự định đời sau của nhà họ từ, cả hai đều là người vô cùng kiệt xuất ở Hà Nam. Chỉ cần một cái dậm chân của hai cha con họ cũng đủ làm chấn động Hà Nam, vậy mà bây giờ thái độ của họ lại vô cùng kính cẩn. Từ Nhật tự mình pha trà, từ Đông khoanh tay đứng một bên, ánh mắt sừng dưng ngồi như một lão già đã hiểu thấu mọi việc trên đời. Thân phận của ông cụ đó rõ như ban ngày, cả nhà họ Từ, thậm chí là cả Hà Nam này, chỉ có duy nhất lão mới được hai người ấy đối xử như vậy. Từ Vũ, gia chủ đời trước của nhà họ Từ, ba của Từ Đông, ông nội của Từ Nhật. Từ Nhật, đối với việc sắp gặp lại đạo thể, cháu có ý kiến gì không? Từ Vũ uống một ngụm nước trà, thuận miệng hỏi lão mặc một bộ đồ thời đường màu trắng bạc, khuôn mặt già dặn từng trải, tóc và râu bạc trắng, nhưng hai mắt lại hiện lên vẻ tinh tường, không có chút cảm giác già cối, gió thổi lay áo của lão, khiến lão càng giống một vị tiên. Động tác pha trà của từ nhật bóng khựng lại, suy nghĩ một chút, nói cháu không thèm để ý đến cậu ta. Dù biết là không thể làm được nhưng vẫn làm, đó là người đàn ông có trí khí. Nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi, không phải lúc hành động theo cảm tính biết rõ cổ sáng muốn giết mình, cũng biết rõ bản thân không thể đột phá gia nhập thần hải, nhưng vẫn dám xuất hiện trước mặt mọi người. Như vậy không phải người có trí khí mà là người ngu dốt. Quân tử không đứng dưới vách đá nguy hiểm, chẳng nhẽ hắn ta không hiểu lý lẽ đó. Từ Nhật Bình thản nói, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm chứ không phải chuyện sống chết. Từ Vũ nghe vậy không những không kinh ngạc mà còn khẽ gật đầu. So với đứa con từ đông của mình, lão thích đứa cháu này hơn dù là tài năng võ nghệ, thủ đoạn kinh doanh, thấu hiểu lòng người hay là tính cách đều thuộc hạng nhất. Từ đông khoanh tay đứng ở bên cạnh có vẻ do dự, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Từ vũ liếc ông ta một cái, khẽ nhíu mày, dường như có hơi không hài lòng. Có gì muốn nói thì nói đi, từ vũ nói với giọng không vui, đứa con này của lão mặt gì cũng giỏi, chỉ là quá cẩn thận dè dặt. Điều này cũng không phải là xấu, nhưng nhà họ từ là một gia tộc lớn, muốn tiếp tục từng bước phát triển cần phải có bản lĩnh như hổ như sói. Từ Đông quá cẩn thận, không đủ quyết đoán. Giống như hiện tại, Từ Nhật có thể bình tĩnh nói chuyện trước mặt lão, còn Từ Đông lại không dám. Từ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cậu ta che giấu thực lực của mình thì sao? Cách đây không lâu, cậu ta từng xuất hiện ở Đầm Lầy trong núi, theo lời nhà họ Tôn, hắn đã giành được quả xích viêm của chùa Bái Đính và phái Thần Châm. Rồi sau đó biến mất một thời gian dài có lẽ khoảng thời gian đó đã chữa trị vết thương của con dao huyền vu, có khi đã đột phá thần hải rồi. Từ đông đã đoán đúng hơn nửa, nhưng chắc chắn ông ta không ngờ được thời gian đó đường Tuấn đã ở đâu, đã làm những gì. Chỉ với sức mạnh của một người đã giết chết ba vị trưởng lão của thần hải cảnh tại chùa Bái Đính, khiến toàn bộ chùa phải nghe lời. Sau đó tiến thẳng vào thần hải, giết ba vị cao thủ tôn thành, hư thanh nhã, thác huy hoàng của thần hải chương 937, đúng là nực cười. Từ vũ thở dài, không vui nói, 300 năm trước Hàn Nhật Long cũng không làm được việc đó, con nghĩ cậu ta có thể làm được sao? Nhưng dù sao cậu ta cũng là. Từ đông mới nói được nửa câu đã bị từ vũ ngắt lời, không nhưng nhị gì cả. Đám hòa thượng của chùa bái đính tự mình ẩn núp ở giữa núi sâu, cũng không có cách nào để liên lạc. Nếu như con thực sự lo lắng thì cử người đến chùa bái đính hỏi đi. Từ Đông Vội vàng nói, nếu như cha đã có quyết định thì không cần cử người đi nữa. Giờ đây ông ta đã là người quản lý nhà họ Từ nhưng vẫn không dám cãi lời Từ Vũ. Lúc này vẻ mặt Từ Vũ mới bớt khó chịu một chút. "Cha, thật ra cha không cần lo lắng, giới hạn cơ thể đạo thể tạo ra không dễ phá như vậy đâu. Ngày trước Hàn Nhật Long tốn mấy chục năm, đến tận lúc chết cũng không làm được. Bây giờ Đường Tuấn mới mấy tuổi đầu." cứ cho là cậu ta có tố chất hơn người nhưng cũng cần thời gian để tích lũy, ít nhất cũng phải mười mấy hai mươi năm nữa mới có hy vọng đột phá. Từ Nhật thản nhiên nói, ngay cả anh ta cũng cảm thấy sự lo lắng của từ đông là dư thừa. Từ vũ đồng tình với từ Nhật, gật đầu nói từ Nhật nói đúng. Lão đứng dậy, nhìn chân trời phía xa, lộ ra vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói kể cả cậu ta có gia nhập thần hải thì sao chứ. Đại hội võ thuật lần này không thể so với những lần trước, không chỉ cổ sáng, nhà họ vũ chắc là cũng sắp đến rồi, còn có Phạm Nam Thiên, nghe nói hắn ta cũng đã đột phá thần hải, rất có thể sẽ xuất hiện. Hắn ta cũng là bậc thầy hạng nhất, vừa vào thần hải đương nhiên sẽ như thuồng luồng hóa rồng, nhất định là không tầm thường. Từ đông nghiêm mặt hỏi, nhiều võ giả của thần hải cảnh tham gia như vậy, chúng ta có nên nhờ nghịch luân giúp đỡ? Đúng là nực cười, từ vũ cười lớn rồi nói, nhà họ từ ta chủ trì đại hội võ thuật, cần gì phải nhờ người ngoài giúp đỡ. Kể cả có bao nhiêu người tới cũng phải đảm bảo sắp xếp ổn thỏa. Không phải nhà họ từ chúng ta không có thần hải cảnh chấn giữ. Lời này vừa nói ra, bỗng có tiếng sấm nổ trên bầu trời, từng tầng mây như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy đảo, toàn bộ đều tan biến, hiện ra khoảng trời quang đáng. Một luồng khí thế sâu như biển tỏa ra từ người từ vũ, giống như một con dã thú hồng hoang đang thức tỉnh. Từ Đông và từ Nhật đều là những võ giả chân chính, từ Đông chỉ thiếu một bước là trở thành thần hải, nhưng vẫn phải kinh ngạc trước khí thế này, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt Từ Đông run rẩy hỏi: "Cha, cha đã đột phá rồi sao?" Từ Vũ bình thản nói: "Đã đột phá từ nửa tháng trước." Từ Đông và Từ Nhật nghe vậy vui mừng khôn xiết. Hai người họ hiểu rõ hơn ai hết, không phải Từ Vũ đột phá từ tông sư đến thần hải cảnh mà là từ thần hải cảnh sơ kỳ lên trung kỳ. Chương 938, đạo thể đã là thời quá khứ rồi. Mặc dù nhà họ Vũ ở Tây Bắc đều là những người có cùng huyết thống với Vũ Tuyết Hương truyền nhau quản lý, nhưng hầu hết mọi người trong giới võ thuật đều biết cao thủ hàng đầu của nhà họ Vũ không phải người cùng huyết thống với Vũ Tuyết Hương mà là Vũ Quân, em trai của ông nội Vũ Trung Tuệ của cô à. Vũ Quân cả đời mê đắm với võ thuật, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Mấy chục năm trước Vũ Quân đã là cao thủ thần hải cảnh, có quyền lực ở nhà họ Vũ, thậm chí còn hơn cả Vũ Trung Tuệ việc phú quân đến giống như có thêm một quả bom nổ vang khắp giới võ thuật ở hà nam lục dạ tâm người đứng đầu nhà họ lục ở biển nam đưa rất nhiều vị trưởng lão đến hà nam lục dạ tâm khom người đứng cạnh một ông lão có khuôn mặt già dạ dặn có người nghe thấy lục dạ tâm gọi ông ta là cổ đại sư cổ sáng cổ sáng chính là cao thủ thần hải cảnh của nước tuyên tập cổ thái quyền và dáng đầu thuật Cổ sáng vừa đến Tô Giang đã tuyên bố trước mặt mọi người, ba ngày sau sẽ giết chết đạo thể ở Đại hội Võ Thuật. Ngay lập tức toàn bộ giới Võ Thuật Hà Nam bắt đầu xôn xao. Rất nhiều người cùng dồn ánh mắt về chỗ khách sạn mà dân tộc mèo đang ở, muốn xem Đường Tuấn phản ứng thế nào với chuyện này. Nhưng sau khi Đường Tuấn đánh bại Tân Kiên, dường như anh hoàn toàn biến mất, không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài. Không phải đạo thể là vô địch sao, tại sao không có chút trí khí nào vậy? cổ sáng đã cưới lên đầu cậu ta mà đi vệ sinh luôn rồi, vậy mà đến lời thách đấu cậu ta cũng không trả lời. Ở bên ngoài khách sạn cách đó không xa có một đám võ giả đang thấp giọng thảo luận. Cổ sáng là người nước tuyên, nên tất nhiên trong lòng bọn họ sẽ ủng hộ vị đạo thể của nước mình là Đường Tuấn. Nhưng thời gian gần đây Đường Tuấn quá im lặng nên bọn họ cảm thấy hơi bực mình. Trả lời cái dám, cậu ta dám trả lời sao? Có người khinh thường nói, cổ sáng luyện tập cổ thái quyền và dáng đầu thuật, nghe nói là cả tinh thần và thân xác cùng thăng cấp lên thần hải mặc dù mới chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ nhưng toàn bộ thực lực có thể sánh bằng võ giả thần hải cảnh trung kỳ người giống như vậy ở nước việt nam đều là những người tai to mặt lớn dù sao thì đạo thể vẫn chưa vào thần hải mặc dù chỉ thiếu một chút nữa nhưng khoảng cách như trời với đất tranh lệch sức mạnh không thể nói rõ vậy chẳng lẽ ngồi nhìn một người nước ngoài như cổ sáng ham dọa giới võ thuật nước việt nam chúng ta có người không cam lòng đạo thể không đấu được thì nước Việt Nam chúng ta vẫn còn người khác. Ông cụ Vũ Quân của nhà họ Vũ và ông cụ Từ Vũ của nhà họ Từ đều là những người nổi danh gần 30 năm nay của nước Việt Nam, mọi thứ đều không hề thua kém cổ sáng, có bọn họ ở đây, cổ sáng không gây ra được sóng gió gì đâu. Có người lắc đầu than thở, nhìn khách sạn rồi cảm khái nói, đạo thể đã là quá khứ rồi. Giờ đây trong giới võ thuật từng lớp từng lớp người tài xuất hiện, phải kể đến như Mục Văn Phong, Trương Tĩnh Hòa, hòa thượng câm đều là những người tuyệt thế vô song. Có khi bây giờ từ Nhật cũng vượt qua cậu ta rồi. Buồn cười là đến giờ đạo thể vẫn còn cắm mặt ở khách sạn cùng với cô gái dân tộc mèo kia làm việc mập mờ, sắp chết đến nơi rồi còn không biết, uổng công là đạo thể. Đạo thể đã là thời quá khứ rồi. Những người có mặt đều đang ngẫm nghĩ câu nói này, đúng là nói không sai. Suy cho cùng thì cảnh tượng Hàn Nhật Long lấy đạo thể ngang tàn 300 năm trước không thể xuất hiện nữa rồi. Chương 939, hay cho cổ sáng. Mấy vị trưởng lão của dân tộc mèo đã bắt đầu phàn nàn với Trương Huy, "Trương Huy, cậu nghĩ chuyện này là sao? Chỉ còn một ngày nữa là đến đại hội võ thuật mà bọn họ vẫn chưa trở lại. Tên họ Đường khiến cho tình hình hỗn loạn như vậy rồi đưa cô chủ rời đi, chẳng lẽ muốn dân tộc mèo thay cậu ta thu dọn sao?" Ngày đó sau khi Đường Tuấn đánh bại Tân Kiên, anh đã rời khỏi khách sạn để hướng dẫn Hoa Tiểu Nam hoàn thành việc luyện tập mặc cổ luyện khí, đến giờ vẫn chưa trở về. Còn nói là hướng dẫn cô chủ luyện tập, vốn dĩ là nói dối. Cậu ta đạt cảnh giới gì mà dám hướng dẫn cho cô chủ? Tôi nghĩ có khi cậu ta dẫn cô chủ chạy trốn rồi. Có trưởng lão đoán giả đoán non. Ngày trước Đường Tuấn giết trưởng lão Tô Phượng, chỉ dùng sức mạnh của một mình mình ép dân tộc mèo phải nghe theo, đương nhiên trong lòng bọn họ có nỗi căm hận khó mà xóa bỏ. Trương Huy khẽ cau mày, mấy hôm nay những tin đồn lan truyền ở bên ngoài ngày càng khó nghe, nói rằng Đường Tuấn là con rể dân tộc mèo, dân tộc mèo nên chịu trách nhiệm vì anh. Nếu không phải lúc trước Đường Tuấn tạo ra một phen chấn động thì có lẽ bây giờ Trương Huy đã lên tiếng tuyên bố phủi sạch quan hệ với Đường Tuấn. Bà Độc, nếu không phải do bà kết thân với tên họ Đường đó thì hôm nay dân tộc mèo cũng không bị làm khó như vậy. Vị trưởng lão có vẻ mặt u ám liếc nhìn bà Độc, lạnh lùng nói. Bà độc cười khẩy nói, ha ha, lúc đường Tuấn giết Tô Phượng sao các người không nói gì. Vị trưởng lão kia nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, lập tức đứng lên, lạnh lùng nói, bà độc, sao bà dám nói chuyện với tôi như vậy, nếu không phải nể tình bà là người thân cận của lão ma thì tôi đã đập chết bà vì câu nói này rồi. Tất cả những trưởng lão có mặt đều là những tông sư chân khí cảnh, chỉ có bà độc là võ giả nội kinh đỉnh phong. Những người khác lập tức diếu cợt nhìn về phía bà ấy, dùng ánh mắt soi xét âm ý gì thế? ngay lúc này ở cửa có tiếng bước chân sau đó là tiếng quát trầm thấp các vị trưởng lão nghe thấy vậy ban đầu thấy hơi sừng sốt sau đó mặt lại cố gắng nặn ra nụ cười méo mó xoay người nói với người đang đi tới anh đường cô chủ hai người trở về rồi đường tuấn cao mày nhìn bọn họ trầm giọng nói đã xảy ra chuyện gì mấy ngày hôm nay anh đưa hoa tiểu nam ra ngoài luyện tập khổ cực không mang theo cái gì để liên lạc nên vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra trương huy suy nghĩ một chút sau đó kể cho đường tuấn nghe từng chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay hay cho cổ sáng đường tuấn nghe xong giọng tràn đầy sát khí uy nghiêm nói cô chủ hay là chúng ta trở về dân tộc mèo đi đại hội võ thuật lần này hình như hơi không bình thường sợ là sẽ nhắm vào dân tộc mèo chúng ta một vị trưởng lão nói với hoa tiểu nam tu vi của ông ta đã đạt tới chân khí cảnh hậu kỳ cũng không thua gì đại tông sư tô phượng như trưởng lão, tôi không muốn nghe những lời này nữa. Hoa tiểu nam ngắt lời vị trưởng lão kia. chương 940, nghe thấy chưa? Hừ, Trương Huy và mấy vị trưởng lão dân tộc mèo lập tức đứng dậy, trên mặt ai cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Cô chủ, tu vi của cô, giọng như trưởng lão run rẩy, không dám tin nhìn hoa tiểu nam. Mới mấy ngày trước, mặc dù tu vi của vị tổng chủ dân tộc mèo này đã đạt tới mức đại tông sư chân khí cảnh, nhưng vẫn còn quá yếu, Phó công không đồng nhất, nhiều trưởng lão trong tộc cũng có thể thắng cô ấy, gần như chẳng có ai coi trọng cô ấy. Nhưng mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, dường như khí thức của Hoa Tiểu Nam đã tăng lên mạnh mẽ, làm cho nhiều trưởng lão cũng phải cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng mạnh, khí thức ổn định như núi. Dường như cô ấy đang nhìn về phía Trương Huy, một tên đại tông sư chỉ thiếu một chút nữa là đạt được thần hải cảnh. Ánh mắt Trương Huy sáng lên, ở đây trừ đường tuấn ra thì tu vi của ông ta là cao nhất. Vậy nên ông ta cũng cảm nhận được rõ nét điều này. Điều này, điều này sao có thể xảy ra chứ? Khí tức của Hoa Tiểu Nam bây giờ ít nhất cũng lớn hơn 3 lần so với trước kia, vậy chẳng phải thực lực của cô ấy cũng tăng lên 3 lần rồi. Trong lòng Trương Huy tràn đầy nghi vấn, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Ông ta cảm nhận được nguồn khí lực nguy hiểm trên người Hoa Tiểu Nam, chỉ yếu hơn một chút so với cao thủ thần hải cảnh. Tất cả trưởng lão của dân tộc mèo gần như cùng lúc nhìn về phía Đường Tuấn. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện suy nghĩ không thể nào tin được, chẳng lẽ là do Đường Tuấn chỉ cách cho? Có thể chuyện này là vận may trời định, rất nhiều thần hải đời trước của dân tộc mèo cũng không làm được. Cậu ta còn chưa vào thần hải, sao có thể làm được chứ? Đường Tuấn quan sát biểu cảm của mọi người, gật đầu hài lòng. Thiên phú võ đạo của Hoa Tiểu Nam có phần nằm ngoài dự liệu của anh, sau khi mặc cổ luyện khí được anh hoàn thiện rất thích hợp cho Hoa Tiểu Nam luyện tập. Giờ đây nguy hiểm tiềm ẩn vì tu luyện mặc cổ luyện khí của cô ấy đã được loại bỏ, tu vi không chỉ tăng lên gấp 3 lần. Bây giờ đối mặt với đại tông sư kỳ cựu như Trương Huy thì cô ấy cũng có thể chiến thắng. Nếu như đấu với vũ tuyết hương, sợ là chỉ dùng mấy chiêu đã có thể quật ngã đối phương. Nghe thấy chưa, hoa tiểu nam nghiêm mặt, trầm giọng quát. Đám người Trương Huy xứng sờ một lúc, sau đó vội vàng đồng loạt nghe lời, không ai dám tỏ ra chút bất kính nào nữa giờ phút này Hoa Tiểu Nam mới thực sự được coi là tổng chủ của dân tộc mèo. Chờ sau khi đuổi đám người Trương Huy ra ngoài, bà độc lo lắng hỏi, cô chủ, Đường Tuấn, nhóm người Trương Huy nói cũng có lý. Bây giờ hành động của cổ sáng hung hãn, chúng ta nên sớm chuẩn bị thật tốt. Bây giờ đối mặt với vẻ uy nghiêm của Hoa Tiểu Nam cũng chỉ có bà ấy mới dám nói chuyện như vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị thanh tú của Hoa Tiểu Nam bỗng chốc buông lỏng một chút, lộ ra nụ cười xinh đẹp như hoa rồi nói, bà, Bà yên tâm đi, cứ cho là bọn họ có giỏi hơn nữa thì lần này cũng sẽ bị anh Đường dẹp hết. Trong khoảng thời gian Đường Tuấn hướng dẫn cô luyện tập đã giúp cô hiểu rõ hơn thực lực của Đường Tuấn. Bây giờ sức mạnh của Đường Tuấn ít nhất đã tăng gấp 10 lần so với ngày anh chém chết Trương Viễn Quốc. Với thực lực như vậy, đặt trong mấy ngàn năm lịch sử của dân tộc mèo cũng có thể đứng trong top 10. Bà độc nghe thấy vậy không biết làm thế nào, cười rồi nói, chỉ có cô dám nói như vậy. Bà ấy hiểu rõ Hoa Tiểu Nam say mê và sùng bái Đường Tuấn. Bà ấy không hề tin lời nói của Hoa Tiểu Nam, chỉ thấy giống một cô bé đang tin tưởng mù quáng vào anh trai mình thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 941 chẳng lẽ cậu ta có cái gì chống lưng sao? Hoa Tiểu Nam tinh nghịch lè lưỡi một cái, không giải thích gì thêm. Cô ấy vẫn đang chờ ngày mai Đường Đại Ca của mình bùng nổ. Đại hội võ thuật lần này do nhà họ Từ tổ chức. Địa điểm tổ chức là một biệt thự rộng lớn của nhà họ từ ở Hà Nam, bởi vì quá nhiều người đến, phần lớn võ giả không được phép vào biệt thự, chỉ có thể tìm một chỗ ở bên ngoài để xem. Hầu hết những người có thể vào biệt thự đều là người có danh tiếng trong giới võ thuật. Những gia đình lớn mạnh như nhà họ Vũ, nhà họ Lục đã được nhà họ từ mời vào từ sớm. Nhưng vẫn có rất nhiều võ giả tông sư cảnh đến. Xích diễm thủ lôi cương, nghe nói trường pháp xích diễm của hắn có thể nấu chảy vàng sắt, thực lực vô cùng mạnh, có thể xếp vào top 5 tông sư của giới võ thuật nước Việt Nam. Có kẻ kinh ngạc chỉ một người đang đi vào biệt thự. Bây giờ là mùa đông nhưng người kia chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, vậy mà lại có hơi nóng kinh khủng tỏa ra từ người hắn. Người nhà họ Từ kính cẩn mời hắn vào. Người của Nghịch Luân cũng tới, có kẻ chỉ vào một nhóm người khác, thấp giọng nói. Thanh Liên dẫn đầu, Tân Kiên và Thành Kha đứng sau cô ta, Tần Dụ và mấy đệ tử của anh ta đi theo phía sau một nhóm người nghiêm túc đi vào trong biệt thự. Tiếc là trước kia nghe nói nhà họ Trình ở phía nam bị thương nặng, nhà họ Tôn ở đông bắc cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng, nhà họ hư xuyết bị tàn sát. Nếu không thì đã có rất nhiều thế gia tham dự. Như vậy đại hội võ thuật mới long trọng. Có người cảm thán nói, nói nhỏ thôi, người dân tộc mèo và đạo thể tới rồi. Có người nhắc nhở bạn mình. Tiếng nói của nhóm người đó lập tức hạ thấp xuống, nhìn những người đang đi tới. Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam đi ở phía trước, người dân tộc mèo theo sát phía sau họ, bước vào trong biệt thự trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Không ngờ đạo thể lại dám tới đây, chẳng lẽ cậu ta có cái gì chống lưng sao? Xí, có chỗ dựa lớn mạnh thì cũng có ích gì cơ chứ, cậu ta đã giết đệ tử của cổ sáng, hôm nay cổ sáng vào thần hải là để tìm cậu ta báo thù. Cậu ta còn có thể làm gì chứ? Có người khinh thường nói. Mọi người gật đầu dối rít Thần hải cảnh và chân khí cảnh khác nhau một trời một vực, cho dù có tài năng thiên phú mạnh mẽ hơn nữa, cho dù là tuyệt vời đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể vượt qua khoảng cách khác biệt to lớn này. Bất kỳ kẻ nào âm mưu dựa ỷ lại trước khi đạt được thực lực tuyệt đối đều là đám cặn bã. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, cái miệng nhỏ nhắn của Hoa Tiểu Nam cong lên, có vẻ hơi mất hứng. Hừ, chờ đến lúc Đường Đại Ca cho mấy người thấy thực lực thật sự, để xem mấy người còn dám nói vậy không. Hoa Tiểu Nam tức giận lẩm bẩm, thực lực của những người dân tộc mèo đi cùng đều không thấp, đều nghe được lời nói ấy của cô, không nhịn được mà giật khóe miệng. Trong biệt thự rộng lớn này có một tòa nhà nhỏ ba tầng. Ở tầng trên cùng có ba ông cụ đang ngồi mỗi người một góc trò chuyện. Chương 942, chắc hẳn hai người biết chuyện Vu Môn rồi chứ? Cổ sáng cười lạnh rồi nói, "Họ Từ, ông tìm tôi tới đây làm gì?" Chẳng lẽ muốn nói giúp cho đạo thể để tôi tha cho cậu ta một mạng?" Từ Vũ cười nhẹ, nói, "Đương nhiên không phải, đạo thể giết đệ tử của anh cổ, hôm nay anh cổ muốn giết cậu ta cũng coi như trả thù. Tôi không có quyền can thiệp." Cũng chẳng khác nhau là mấy. Cổ Sáng lạnh lùng nhìn lướt qua Từ Vũ, nói, "Nói đi, ông gọi hai người chúng tôi tới đây có chuyện gì?" Tử Vũ thấy Cổ Sáng cao ngạo sắc sược, hoàn toàn không coi mình ra gì, trong lòng cảm thấy tức giận năm đó lão đấu với cổ sáng thắng ít thua nhiều đã nhiều năm trôi qua như vậy cổ sáng mới bước vào thần hải còn lão đã bước vào thần hải cảnh trung kỳ tất nhiên sẽ lấy lại được tự tin mặc dù trong lòng tức giận nhưng từ vũ vẫn mỉm cười nói chắc hẳn hai người biết chuyện vu môn rồi chứ vu môn dường như hai chữ này mang theo ma lực kỳ lạ cho dù là cổ sáng hay vũ quân đều bỗng trở nên im lặng ngàn năm trước Vô môn không chỉ muốn hủy diệt y học cổ truyền mà rất nhiều phái lớn, thế gia của giới võ đạo cũng bị diệt sạch, cho nên làm mất đi rất nhiều đạo thống và điển tịch võ đạo. Thậm chí tai họa đó còn nghiêm trọng hơn so với việc võ đạo đột nhiên tàn lụi vào 300 năm trước. Dường như trước kia những môn phái kế truyền lâu đời khác như núi Yên Tử, cổ thiếu lâm đều từng bị vu môn hãm hại. Nhà họ từ, nhà họ vũ thành danh muộn, mặc dù không trải qua tai họa lớn cực kỳ bi thảm kia, nhưng cũng rất cảnh giác tôi có được tin tức, nhà họ hư phía tây nam và nhà họ tôn phía đông bắc đã gia nhập vu môn. Từ vũ lại ném ra một quả bom nặng ký, cái gì, vũ quân đập bàn đứng dậy, khí tức cả người minh mông tựa như sóng giữ bao phủ, khiến cho người ta kinh sợ. Nhà họ hư và nhà họ tôn hầu như có thể được xem như là một trong những thế gia võ đạo đứng đầu đương thời, nếu ngay cả bọn họ cũng gia nhập vào vu môn, vậy đúng là một tai họa lớn cho giới võ đạo một vu môn mà thôi, đáng để các người ngạc nhiên đến vậy à. Cổ sáng thấy thế không khỏi cười khẩy nói, hơn nữa, đây chỉ là lời phiến diện của ông, cũng không có chứng cứ. Mặc dù gã đã là cao thủ thần hải đương thời, cũng có hiểu biết về sự lớn mạnh của vu môn và trận chiến năm đó. Nhưng dù sao cổ sáng cũng xuất thân từ nước tuyên, tối đa chỉ cảnh giác, còn lâu mới e ngại. Từ vũ cười như không cười nhìn cổ sáng, nói ha ha. Cổ sáng, anh ở nước tuyên danh tiếng lấy lừng, chắc cũng biết những chuyện xảy ra ở Đông Nam Á mấy trăm năm nay nhỉ. Cổ Sáng nhướng mày, không hiểu Từ Vũ nói gì. Từ Vũ trong nhìn ngọn núi phương xa, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, nói có lẽ cổ Sáng anh đã nghe qua chuyện giới võ đạo Đông Nam Á bị tàn sát năm đó rồi đúng không? Sắc mặt cổ Sáng thay đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 943 không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào tuy giới võ đạo đông nam á không có gốc rễ sâu xa nội tình thâm hậu bằng nước việt nam nhưng cũng đã từng lớn mạnh hưng thịnh ngang nước việt nam nhưng vào mấy trăm năm trước bỗng nhiên có một tên điên xuất hiện võ đạo của người điên đó rất kinh người ngay cả cao thủ thần hải cảnh bình thường cũng không ngăn nổi một chiêu của ông ta chỉ có những người đứng đầu thần hải cảnh hậu kỳ mới có thể đánh vài chiêu với ông ta nhưng vẫn không phải là đối thủ giới võ đạo đông nam á liên tục có thần hải chết đi càng không biết có bao nhiêu tông sư chết đi. Đoạn thời gian đó được gọi là ngày đen tối của giới võ đạo Đông Nam Á, hầu như toàn bộ giới võ đạo đều bị tàn sát. Đến cuối cùng, cao thủ thần hải của Đông Nam Á chết đi 78 phần 10. Người điên kia lại đột nhiên biến mất, lúc này mới trừa cho giới võ đạo Đông Nam Á một hạt giống, sau này mới có giới võ đạo Đông Nam Á hôm nay. Mặc dù không thấy tận mắt, nhưng cổ sáng xem qua rất nhiều ghi chép trong những cuốn sách cổ bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ra đầu tê dần, với sức lực của một người mà đã đạp đổ được toàn bộ giới võ đạo Đông Nam Á, võ đạo phải mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Sắc mặt cổ sáng trở nên nặng nề, gã khàn giọng nói, từ vũ, ông nhắc lại chuyện xưa làm gì. Chuyện năm đó là bí mật của riêng toàn bộ giới võ đạo Đông Nam Á, tất cả võ giả Đông Nam Á cho dù có biết cũng không nói ra, coi đó là sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ nhắc đến, Cổ Sáng cho là Từ Vũ muốn mượn chuyện này làm nhục giới võ đạo Đông Nam Á, nên giọng điệu có phần bất hảo. Đối với điều này, Từ Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, nói các người có từng điều tra qua lai lịch của cao thủ điên kia không? Cổ Sáng u ám nói, có vẻ như người đó xuất hiện từ hư vô, vui buồn lẫn lộn, chỉ chuyên chú vào việc chém giết, hoàn toàn không trao đổi với ai cả. Ai biết được lai lịch của ông ta? Từ Vũ, rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Từ Vũ nói, ha ha nếu như tôi nói người điên tàn sát gần hết giới võ đạo Đông Nam Á chỉ là một người hầu của lão tổ vu môn. Không biết anh sẽ có cảm tưởng thế nào? Dầm! Trong lầu đột nhiên phóng ra một tiếng sét cổ sáng chợt phóng khí tức ra, cái bàn nứt gãy, mặt đất dày bị nứt thành từng đường nứt nẻ. Không thể nào, cường giả có cấp độ như thế sao lại là người hầu của người khác? Đương nhiên cổ sáng không tin. Nếu tử vũ nói là thật, chẳng phải điều đó có nghĩa là dốc hết toàn bộ sức mạnh của giới võ đạo Đông Nam Á, vẫn không đánh lại một người hầu hèn mọn của lão tổ vu môn sao. Nếu như truyền ra, e rằng toàn bộ giới võ đạo Đông Nam Á đều sẽ không ngẩng đầu lên được. Người điên kia là người thử thuốc khi đó của lão tổ vu môn. Mặc dù tin tức năm đó đã bị chặn kín, nhưng có lẽ trong giới võ đạo Đông Nam Á mấy người vẫn còn đôi lời để lại. Có lẽ anh cũng đoán được tôi không nói dối. Ông tay áo của từ vũ vung lên, một luồng khí kình ôn hòa phát ra, xóa đi khí thế áp bức của cổ sáng. Sắc mặt cổ sáng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vốn cho rằng mình bước vào thần hải là đủ sức chèn ép đám từ vũ, không ngờ thực lực của đối phương không kém hơn gã chút nào. Chẳng qua bây giờ cổ sáng không có hơi sức nào đi so đo với họ, lời từ vũ nói khiến lòng gã dậy sóng. chương 944, anh thật sự muốn khiêu chiến với tôi. Cổ sáng trầm giọng nói, ông nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Từ vũ vừa định giải thích, phía dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì, vũ quân không vui nhíu mày. Từ vũ nhìn đến, một lát sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước nói, xem ra đạo thể chúng ta đây còn không cam chịu số phận à. Cổ sáng và vũ quân đi tới, cũng thấy được cảnh tượng dưới lầu. Phía trước lầu, đám người dân tộc mèo bị một người chặn đường. Người kia hai tay hai chân đều quấn vải trắng, nhìn cũng không cường tráng mấy nhưng cơ bắp xương cốt cả người lại mang đến cho người ta cảm giác sắc bén vô cùng giống như làm từ bê tông cốt thép anh ta khoanh hai tay trước ngực nở nụ cười lạnh đứng vững hai chân cứ như vậy ngăn đường tuấn và dân tộc mèo trước mặt mọi người khí thế như một người giữ ải vạn người không thể qua đây không phải là đệ tử đồ thành của cổ sáng sao anh ta muốn làm gì trong đám đông có người thấp giọng nói ha vậy mà anh còn nhận ra à Đương nhiên là báo thù. Năm ngoái Đồ Thành từng đánh một trận với đạo thể, khi đó Đường Tuấn còn chưa tu thành đạo thể. Về sau nếu không phải ông cụ Trình Tuấn Vũ của nhà họ Trình ở phương Nam đột nhiên nhúng tay vào thì Suýt chút nữa Đường Tuấn đã chết ở trong tay Đồ Thành. Đám người như bừng tỉnh, nhưng lập tức nói, dù sao đạo thể cũng là đạo thể. Mặc dù cậu ta chưa vào thần hải, nhưng vẫn vô địch trong cùng cảnh giới, Đồ Thành vẫn là tông sư, làm sao là đối thủ của cậu ta được không sợ đạo thể phát huy sức mạnh giết mình sao? Ồ, anh ta dám, có người giễu cợt, nhìn về phía lầu, nói cổ sáng còn ở phía trên đó, sao lại bỏ mặc đồ đệ của mình bị giết? Cho đạo thể 10.000 lá gan, e rằng cũng không dám. Trước kia cậu ta có chỗ dựa là Trình Tuấn Vũ, mới có thể dọa lui đồ thành. Bây giờ đồ thành có sư phụ làm chỗ dựa, không biết đạo thể còn dám ứng chiến hay không nữa tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía dáng người chặn trước đám người dân tộc mèo kia. Đồ thành khinh thường đám người dân tộc mèo và đường tuấn, khóe miệng lộ ra nụ cười châm biếm, cất cao giọng nói, tên họ đường kia, có dám đánh cùng tôi một trận không? Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh và đồ thành kiêu ngạo, hoa tiểu nam là người không nhịn được đầu tiên, khí thế như muốn phun trào, thay đường tuấn chiến một trận. Hôm nay cô ấy tu lại mặc cổ luyện khí đã được đường tuấn hoàn thiện, mặc dù cảnh giới tu vi không thay đổi nhưng thực lực tăng lên mấy lần có lòng tin chiến thắng đồ thành đường tuấn đưa tay ngăn cản hoa tiểu nam nói với đồ thành anh thật sự muốn khiêu chiến với tôi đồ thành lộ ra vẻ mặt khinh thường nói phí lời nếu như anh muốn cô gái nhỏ bên cạnh anh thay anh đánh tôi cũng làm vậy thôi đánh bại cô ta rồi đánh bại anh đều giống nhau cả lần này ngay cả đám người dân tộc mèo cũng hơi tức giận vẻ mặt không vui nhìn đồ thành Đường Tuấn cười nói, anh không sợ bị tôi đánh chết. chương 945 anh tự tìm đường chết. Thiên Liên Hoa, nhìn thấy động tác của Đồ Thành, trong đám đông có người phát ra tiếng kinh ngạc. Thiên Liên Hoa là gì? Có người hỏi. Thiên Liên Hoa là võ ký cổ sáng tự nghĩ ra hòa trộn cổ thái quyền và võ thuật nước Việt Nam, lấy khuỷu tay và đầu gối làm binh khí, lúc thi triển như ngàn đóa hoa sen đồng thời nở rộ, ẩn giấu sát ý cho dù là võ giả cảnh giới tông sư chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng e là phải bị thương gân cốt trước kia cổ sáng dùng thiên liên hoa này đánh bại rất nhiều môn phái thế gia bí kỹ như thế ở thời này cũng là võ ký hàng đầu không ngờ cổ sáng lại truyền nó cho đồ thành có người vừa nhìn không chớp mắt cổ sáng vừa giải thích À, vậy theo như anh nói chẳng phải đồ thành ỷ vào thiên liên hoa là có thể vô địch trong cùng cảnh giới hay sao người kia lắc đầu nói, vốn là không thể nào. Chẳng qua bây giờ Đồ Thành đã là cảnh giới đại tông sư, thi triển ra bí kỹ có cấp bậc như thiên liên hoa này, e là ngay cả đạo thể cũng không dám đỡ. Phía trên lầu, từ vũ cười nhạt nói, không ngờ cổ sáng ông lại truyền thiên liên hoa cho Đồ Thành. Xem ra ông rất quan tâm bồi dưỡng người đệ tử này. Cổ sáng cười ngạo nghế, nói tư chất của Đồ Thành không tệ, tương lai có hy vọng tiến vào thần hải. Đạo thể chỉ là đá kê chân của nó thôi. Từ vũ nói, được lắm, đạo thể quả thật là thứ để luyện tập tốt nhất lúc này, cho dù là đồ thành, hay là tuyết hương nhà anh vũ, hay là đứa cháu kia của tôi, mặc dù hiểu biết rất tốt, nhưng thiếu tôi luyện và chiến đấu. Sự tồn tại của đạo thể, chính để bù đắp cho thiếu sót của chúng. Có chúng ta chấn giữ ở đây, cho dù chúng yếu hơn đạo thể, thì đường tuấn cũng không dám đả thương người khác trước mặt chúng ta. Phú quân và cổ sáng khẽ gật đầu, dường như đồng ý, Bọn họ cũng biết đám Đồ thành, từ nhật không phải đối thủ của Đường Tuấn. Nhưng tin rằng có ba người ở đó, Đường Tuấn không đánh ai bị thương, cho dù không cam tâm, cũng chỉ có thể biến thành thứ cho thế hệ trẻ luyện tập. Những nơi Đồ thành đi qua, mặt đất bị đánh bật lên một đường sâu hóm, giống như có xe lưu đi qua nghiền nát mọi thứ. Đá bắn ra tung tóe, võ giả chung quanh nhau nhau cách xa mấy mét, lúc này mới cảm giác đỡ hơn chút. rác rưởi, Đường Tuấn khẽ nói hai chữ, anh vỗ tay một trường này vừa vặn đánh lên khuỷu tay của Đồ Thành. Đồ Thành thu hành thái quyền, theo học cổ sáng, từ nhỏ bắt đầu bôi đủ loại nước thuốc, đặc biệt là khuỷu tay và đầu gối, còn học đánh từ nhỏ. Cho dù tấm thép dày như ngón tay cái, anh ta cũng có thể dùng khuỷu tay dễ dàng đánh xuyên qua. Đánh vào người bình thường, thì xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ tan tành. Hừ, cho dù cái tên nghịch luân được gọi là thành kha kia, cũng không dám đỡ một khuỷu tay của mình anh tự tìm đường chết, đồ thành diếu cợt một tiếng. Nhưng đồ thành vừa dứt lời đã cảm thấy đau đớn ngay khuỷu tay của anh ta. Audio điện tử võ tấn bền chương 946, nhóc con tự tìm đường chết. Lớn mật, đúng lúc này, một giọng nói mang theo lửa giận hừng hực từ trên lầu truyền đến. Dầm, rầm rầm Ba bóng dáng đồng thời xuất hiện ở quảng trường, đáp xuống với khí thức như con thú lớn hùng hoang, để cho trong lòng những người ở đây đều trùng lại, sợ hãi nhìn về phía ba bóng người kia. Từ Vũ, Vũ Quân, Cổ Sáng, ba cao thủ thần hải cảnh. Có không ít cao thủ cấp bậc đại tông xưa ở đây khẽ hô lên. Ba người thanh liên cũng bị kinh động chạy từ trong trong biệt thự ra, đi cùng còn có hai thiên tài trẻ tuổi khác là Từ Nhật và Vũ Tuyết Hương. Anh ta cũng dám phế đổ thành ư, thanh liên nhìn về phía đường tuấn, vẻ mặt kinh ngạc. Bây giờ Cổ Sáng tiến vào thần hải. Đồ Thành là đệ tử mà gã tự hào nhất. Đường Tuấn đánh bại anh ta còn chưa tính, lại dám hung ác như thế, phế bỏ anh ta. Phải biết đối với võ giả tu luyện cổ thái quyền, thân thể là vũ khí tốt nhất của bọn họ. Bây giờ xương cánh tay của Đồ Thành bị nát hết, cho dù chữa trị cũng để lại tai họa ngầm. Hành động lần này của Đường Tuấn không khác gì phế bỏ tiền đồ võ đạo của Đồ Thành. Ha ha, cổ sáng có thù sẽ báo, sợ là trận chiến ông ta đánh với đạo thể sẽ xảy ra sớm. Tân Kiên nói nhỏ, từ nhật ra vẻ thở dài, mặc dù sợ hãi thán phục sự mạnh mẽ của Đường Tuấn, nhưng cũng có phần khinh thường. Bây giờ cổ sáng đã vào thần hải, mà anh ta vẫn là tông sư. Một người trên trời một người dưới đất, anh ta lại còn dám lớn gan làm loạn như thế, quả thật không biết sống chết. Nhưng sau lưng mình có nhà họ từ, lần sau cũng không dám ra tay độc như thế. Từ nhật thầm nghĩ trong lòng. Cổ sáng đỡ đổ thành, truyền một luồng chân khí qua đợi đến khi sắc mặt đồ thành dễ nhìn một chút gã giao đồ thành giao người khác đỡ sắc mặt u ám nhìn về phía đường tuấn cậu dám làm tổn thương đệ tử của tôi trong mắt cổ sáng hiện ra sát ý điên cuồng khí thế cả người cuồn cuộn mãnh liệt như sóng to không khí dường như cũng bị đông lại sắc mặt hoa tiểu nam và đám người dân tộc miêu cũng thay đổi dưới sự đè ép của luồng khí này thân mình lùi lại mấy bước đường tuấn tiến lên trước một bước bó chặt toàn bộ khí thế của cổ sáng thấy đường Tuấn vẫn nhởn nhơ trước khí thế áp bức của cổ sáng, sắc mặt vũ quân và từ vũ đều thay đổi. Đạo thể quả là mạnh mẽ, đợi một thời gian nữa nói không chừng thật sự sẽ đột phá giới hạn, vô địch thế giới. Kẻ này đáng chết, vũ quân và từ vũ liếc nhau, ánh mắt lập lè sát ý. Ai bảo anh ta khiêu chiến tôi, nếu không phục thì ông cứ đến đây, đường Tuấn nhìn cổ sáng, cười nói. Nhóc con tự tìm đường chết, cổ sáng khẽ quát một tiếng, đã chuẩn bị động thủ cổ đại sư xin chờ một chút đúng lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ nhật vượt qua đám người dịu dàng tỏa sáng đầu tiên anh ta khom lưng với cổ sáng tiếp đó chậm rãi nói cổ đại sư đã là cao thủ thần hải đứng đầu thời này đạo thể chỉ là tông sư nếu cứ giết anh ta như vậy e là anh ta sẽ không phục vậy cháu muốn thế nào cổ sáng trầm giọng nói đại hội giới võ đạo này do nhà họ từ chủ trì hơn nữa thực lực từ vũ khiến cho cổ sáng kiêng kỵ lại thêm mới vừa rồi thật sự do đồ thành chủ động khiêu chiến đối lý trước cổ sáng cũng hiểu được lúc này ra tay cũng không thích hợp chương 947, chọn người đi từ nhật thanh liên vũ tuyết hương ba người này lần lượt đến từ nhà họ từ nghịch luân và nhà họ vũ không chỉ có thân phận cao quý mà còn là lớp thiếu niên có triển vọng nhất hiện nay có năng lực đánh với thần hải cảnh đặt họ ở bất bất kỳ môn phái thế gia lớn nào cũng đủ chấn giữ một phương nơi đó. Lúc ba người này cùng đi lên khiêu chiến đường Tuấn thì mọi người đều sững sờ. Tuy đồ thành rất mạnh, nhưng nếu so sánh với ba người kia thì cũng không đáng nhắc tới. Vì cho dù là nhà họ từ, nhà họ vũ hay là nghịch luân thì phía sau đều có cao thủ thần hải cảnh đương thời, có thể nói ba người này từ nhỏ đã nhận được tài nguyên tu luyện cao cấp nhất. Còn đồ thành thì vẫn kém hơn một cấp, cổ sáng thì mới vừa tiến vào thần hải cảnh không lâu, nói chung vẫn không bằng ba nhà bên kia. Từ vũ vuốt sâu mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng, lão cười lớn nói, quyết đoán như vậy mới xứng đáng là kỳ lân của nhà họ từ ta. Vũ quân nhìn vũ tuyết hương gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của cô ả. À. Ba người muốn đánh với tôi ư, đường tuấn lạnh lùng nhìn ba người trước mặt. Từ nhật không quan tâm, kiêu ngạo nói, đúng vậy, đạo thể 300 năm mới xuất hiện một lần, nếu lần này không đánh thì quá đáng tiếc. Qua mấy trăm năm nữa em sẽ bước vào cảnh giới khác rồi, đến lúc đó đánh nhau với anh thì thật không công bằng cho anh. Người xung quanh nghe vậy thì gật đầu. Từ Nhật nói rất dễ hiểu, qua mấy năm nữa bọn họ đã là thần hải cảnh còn Đường Tuấn vẫn là chân khí cảnh, đánh thắng thì cũng không có ý nghĩa gì. Câu nói mang đầy tự tin có thể tiến vào thần hải cảnh kia khiến cho không ít nữ võ giả hai mắt lấp lánh. Vũ Tuyết Hương lạnh lùng nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt không thiện lành, nói: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm khó anh đâu, cho anh chọn một." "Có điều hôm nay ba người chúng tôi đều phải đánh với anh." "Đánh Luân Phiên." Đường Tuấn cười khẽ. Từ Nhật không hề cảm thấy xấu hổ, gật đầu nói: "Đúng vậy, dù sao anh cũng là đạo thể, ba người chúng tôi Luân Phiên đánh, nếu cuối cùng anh thua thì cũng không quá mất mặt." "Ha ha, muốn biến tôi thành đá mài giao cho các người à, đúng là tính hay thật." Đường Tuấn nhìn ba người Từ Vũ, nói các ông thật sự muốn để ba người họ đánh với tôi ư. Từ vũ cười nói, Nhật nói đúng, đạo thể 300 năm mới xuất hiện một lần, ngay cả tôi cũng muốn đánh với cậu nữa là. Đáng tiếc tôi đã tiến vào thần hải cảnh nhiều năm, nếu đánh với cậu thì sẽ mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ. Nếu bọn chúng đã thích thì đường tuấn cậu chỉ dẫn cho chúng vài chiêu đi. Mặt cổ sáng nhăn nhó, người sáng suốt đều có thể nghe ra được từ vũ đang nói gã ỉ lớn hiếp nhỏ. Nhưng lúc này gã cũng không thể ra tay được. Chọn người đi, Thanh Liên nói ngắn gọn. Trên người cô ta xuất ra chân khí hệ mộc, khuôn mặt như phát sáng nhưng đôi mắt lại tràn đầy giận dữ và ý chí chiến đấu. Đột nhiên Đường Tuấn cười lớn, nói cần gì chọn, muốn đánh thì lên hết đi. Muốn mượn tôi để tu luyện à, tôi muốn xem xem các người có đủ tư cách đó hay không. Chương 948, đánh thì đánh. Chuyện này, có phải họ Đường kia quên uống thuốc rồi hay không vậy? có người run rẩy nói ai mà biết được có lẽ đường tuấn cho rằng mình là thiên hạ vô địch a à, có ba cao thủ thần hải cảnh ở đây sao có thể để những kẻ không đâu làm bậy có người khinh thường nói trên quảng trường ồn ào vang lên những tiếng khinh thường và cười nhạo từ nhật cười nói cậu có biết mình đang nói gì không đấy ba người chúng tôi hợp tác thì có thể đánh bại cả cao thủ thần hải cảnh chân chính đấy vũ tuyết hương và thanh liên cũng cười lạnh một thiên tài luyện võ cùng với hai người có thể chất đặc biệt đội hình như vậy thậm chí còn có thể đối đầu với đa số các gia tộc võ đạo lớn ở nước việt nam đấy đường tuấn lười để ý đến bọn họ không kiên nhẫn xua tay nói muốn đánh thì đánh nhanh đi đừng nói nhiều lời vô nghĩa tôi từng giết cao thủ thần hải cảnh rồi ba tông sư thì có là gì chứ từ nhật tức giận hư trương viễn quốc mà là cao thủ thần hải cảnh gì chứ nếu người đó còn sống thì em cũng có thể thắng được bọn họ cho rằng Đường Tuấn đang nói Trương Viễn Quốc và Đằng Vũ Vân. Đánh thì đánh, tôi không tin ba người chúng tôi cùng ra tay mà không bắt được một đạo thể. Trên người thanh liên phát ra ánh sáng màu xanh lá, giống như được một lá chắn màu xanh bao phủ ở giữa. Ánh mắt phố tuyết hương trùng xuống, trên người phát ra âm thanh gợn nước minh mông. Đôi tay cô ả vung lên, hai chiếc roi nước dài 2 mét xuất hiện trong tay. Từ nhật nghiêm mặt lại, thân thể phát ra ánh sáng màu vàng kim, tay vừa nắm lại, dường như không khí cũng bị chấn động. Một luồng khí tức kiên cường lan ra từ người anh ta, giống như đang bước vào chiến trường, trước mắt đều là vô số đao kiếm ngựa chiến. Đây là môn võ đạo chiến thần khí quyết do tổ tiên nhà họ Từ sáng tạo ra đây mà. Nghe nói năm đó tổ tiên nhà họ Từ chinh chiến trên chiến trường trăm trận không chết, không biết đã đi ngang qua ranh giới sống chết bao nhiêu lần mới có thể ngộ ra môn võ này, sau đó mới có nhà họ Từ có người nhận ra môn võ từ Nhật đang dùng nên vội hô lên. Thanh Liên và Vũ Tuyết Hương lại dùng chân khí gốc, đây là muốn dùng một chiêu đánh bại đạo thể ư. Cái giá của ngông cuồng rất đắt đấy, nếu như đạo thể tiến vào thần hải cảnh thì mới miễn cưỡng có tư cách nói những lời như thế. Có người lắc đầu thở dài, thương hại nhìn đường Tuấn. Giết, đôi mắt từ Nhật hừng hực chiến ý, thoáng hiện ra màu đỏ thắm, giống như có hai ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh ta. Anh ta chắp tay lại, một luồng sức mạnh như con voi khổng lồ ập về phía Đường Tuấn. Lúc bình thường anh ta là một người nho nhã dịu dàng nhưng vừa ra tay thì giống như sát thần khát máu, thèm khát xiết sạch kẻ thù trước mặt. Thanh Liên và Vũ Tuyết Hương cũng cùng lúc ra tay. Hai chiếc roi nước xé không khí quất vào mặt Đường Tuấn, đám dây leo không biết từ đâu bỏ ra linh hoạt như rắn quấn lấy Đường Tuấn. Ba người chúng tôi cùng nhau đánh hết sức nếu cậu có thể tiếp được 10 chiêu đã là vinh dự lắm rồi. Thanh Liên khẽ quát, chương 949, không biết tự lượng sức. Cô ta giống với Tân Kiên đều được đích thân cậu Long dạy, Tu Vi đã mạnh hơn gấp mấy lần, cho nên cô ta tin thực lực của mình bây giờ không thua đường Tuấn bao nhiêu, hơn nữa còn có từ Nhật và Vũ Tuyết Hương, trên đời này ngoài cao thủ thần hải cảnh ra thì không ai có thể tiếp được một chiêu do ba người cùng nhau đánh ra cả. Đường Tuấn đối đầu với ba người dùng toàn sức đánh tới nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng cười lạnh. Ba người thanh liên hợp sức đúng là rất mạnh, nếu là lúc anh chưa tiến vào thần hải cảnh thì có lẽ trận này sẽ đánh rất gian khổ. Nhưng giờ anh đã tiến vào thần hải cảnh, tinh thần gửi gắm vào nguyên khí biển cả cho nên bây giờ thực lực đã tăng gần gấp 10 lúc trước. Đừng nói ba người thanh liên chưa tiến vào thần hải cảnh, cho dù là ba cao thủ thần hải cảnh tới đây cũng không đủ để anh giết. Cần gì 10 chiêu, nếu các người có thể tiếp một chiêu của tôi thì tôi thua. Đường Tuấn gần giọng quát. Đường Tuấn nói xong, Nhẹ nhàng đưa tay lên, đột nhiên trong không khí phát ra tiếng nổ trầm thấp, cuồn cuộn như tiếng sấm, ầm ầm như tiếng trống trời, phút chốc khiến cho luồng chân khí mạnh mẽ của Từ Nhật bị át đi hết. Ở trong mắt mọi người, đường tuấn biến thành cao lớn vô hạn, dường như sắp biến thành người khổng lồ đứng trên cao nhìn xuống trời đất. Một trường nguyên khí thủ ấn cỡ vài trượng từ trên trời ập xuống chỗ ba người Từ Nhật. Không hay rồi, ba người Vũ Quân, Từ Vũ và Cổ Sáng đều hoảng sợ cao thủ thần hải cảnh như bọn họ lại cảm nhận được sự nguy hiểm của nguyên khí thủ ấn kia. Sức mạnh của đường Tuấn đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ, một trường này đã đạt tới tiêu chuẩn của võ giả mới tiến vào thần hải cảnh, bọn họ phải nghiêm túc đối phó mới được. Đừng vội, có lẽ đạo thể dốc hết sức lực đánh ra chiêu này mà thôi, nếu như bọn từ Nhật có thể hợp sức đỡ được thì rất có ích đối với quá trình tu luyện của chúng, có ba người chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Từ Vũ là người mưu trí, đôi mắt lão lập lè, lão nói với vũ quân. Vũ quân gật đầu đồng ý. Nhưng hai người đều âm thầm khởi động chân nguyên toàn thân chuẩn bị ra tay cứu người bất cứ lúc nào. Đến hay lắm, từ nhật hét lên một tiếng, anh ta không hề sợ hãi, hai tay định đánh tới đường tuấn bỗng chuyển hướng dơ lên trời, giống như một vị bá vương khiêng vạc thời cổ. Không biết tự lượng sức, đường tuấn nói nhỏ. Đường tuấn chỉ tùy tiện tung ra kia nguyên khí thủ ấn này, chỉ dùng ba phần sức lực của anh nhưng do bây giờ tinh thần của anh khớp với nguyên khí biển cả cho nên trong chân khí của anh có một phần uy lực của trời đất nhưng cho dù chỉ là một phần chân khí thì cũng không phải ba người từ nhật có thể cản nổi đùng khi nguyên khí thủ ấn chạm tới vai và hai tay cứng rắn như sắt thép của từ nhật thì anh ta đắc ý mỉm cười nhưng nụ cười của anh ta bỗng chốc cứng đờ áp lực lớn như núi không thể cản nổi theo nguyên khí thủ ấn ập xuống từ nhật có ảo giác giống như anh ta đang đối chọi với cả trời đất vậy chương 950, dừng tay lại. Cả người thanh liên run rẩy làn xương mù màu xanh bao quanh cơ thể lập tức rút về trong người. Thanh liên bị nguyên khí chảy ngược trở về khiến cho sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên thành. Dừng tay lại. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi lúc ba người từ vũ kịp phản ứng lại thì đã muộn rồi. Lúc này tu vi thần hải cảnh trung kỳ của lão đã phát huy tác dụng, thân hình lão chấp động, thoáng cái đã đến bên cạnh từ nhật, xuất ra một quyền chặn nguyên khí thủ ấn rõ ràng vũ quân cũng là thần hải cảnh trung kỳ. Ông ta hừ lạnh, khuôn mặt già nua nhăn nheo chợt phát lạnh, một luồng kinh khí lạnh lẽo thấu xương bắn về phía đường Tuấn. Đường Tuấn cong ngón tay bắn ra, đánh tan kinh khí của vũ quân. Sau đó anh chỉ khoanh tay đứng đấy không ra tay nữa. Trên khuôn mặt nho nhã của từ nhật giờ đây toàn là nhục nhã và oán giận. Anh ta chính là con trai trưởng của nhà họ từ ở Hà Nam, đã thề trước từ đường rằng sẽ trở thành thiên tài trong giới võ đạo, người đưa nhà họ từ phát triển rực rỡ. Nhưng giờ đây bị một trưởng của đường Tuấn ép tới quỳ xuống đất, xấu mặt với tất cả mọi người. Trước giờ anh ta chưa từng bị nhục nhã đến như vậy. Phụt, từ nhật bị tức giận đến ói ra một họng máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của thanh liên và vũ tuyết hương thì đỡ hơn một chút, nhưng giờ đây trên hai gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi. Ba người hợp tác lại không đỡ nổi một chiêu của đường Tuấn. Sao thực lực của Đường Tuấn lại tiến bộ nhanh đến vậy chứ? Đôi mắt thanh liên lập lè, một trường lúc nãy của Đường Tuấn mang đến áp lực lớn còn hơn lần cô ta đối mặt với cậu Long của nghịch Luân vậy. Cậu Long luyện võ gần 30 năm là thiên tài hiếm có trên đời, cho dù là những thủ trưởng ở nghịch Luân cũng rất coi trọng. Còn từng nói, 20 năm sau cậu Long sẽ là người thống nhất giới võ đạo của nước Việt Nam. Nhưng Đường Tuấn chỉ trở lại chưa đến một năm, làm sao có thể vượt qua cậu Long được? thanh liên suy nghĩ miên man trong lòng. Đạo thể, có phải cậu ra tay quá nặng rồi hay không? Từ vũ giao từ nhật cho từ đông, tức giận nhìn đường tuấn. Chân khí vần quanh người lão không ngừng sôi sục như một con sư tử nổi giận. Nói là chỉ đánh giao lưu mà thôi vậy mà cậu lại ra tay nặng như vậy, rốt cuộc cậu có ý đầu gì? Vũ quân cũng nhìn đường tuấn như kẻ thù. Đường tuấn cười lạnh, nói đánh giao lưu ư, nhưng lúc nãy ba người bọn họ nào có giống như đánh giao lưu. Nếu lúc nãy tôi đánh không lại thì bây giờ đã bị thương nặng rồi, lúc đó các ông có ai đứng ra nói đỡ cho tôi một câu không? Sắc mặt Từ Vũ và Vũ Quân đều rất khó coi. Ban đầu bọn họ coi Đường Tuấn là vật để luyện tập, nếu ba người hợp tác lại đánh đạo thể bị thương thì mọi người đều sẽ chê cười đạo thể yếu chứ không ai trách con cháu nhà mình cả. Cho dù là vậy thì cậu cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ. 300 năm trước, Hàn Nhật Long hung ác tàn bạo khắp giới võ đạo, Bây giờ cậu cũng giống như vậy, xem ra đạo thể chỉ là một cơ thể xấu xa. Để lão già này dạy cho cậu biết cách làm người, từ vũ hử lạnh. Nói xong, lão bay lên không trung, tập hợp nguyên khí trời đất tạo thành một cột khí. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 950.